Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Ác nhân thành đôi. Mời tất cả các bạn lắng nghe chương 26 khả năng mới nàng làm bác sĩ mấy năm phản ứng đã thành bản năng nghe được thanh âm cầu cứu tuyệt sẽ không thể lờ đi một lần nữa vén mảnh lên ánh mắt nàng nhìn qua những người khác cũng không thấy ai có gì không ổn chung quanh cũng không thấy được nơi nào có đứa nhỏ bị thương bạch chiêm tiến lên một bước hỏi đã làm mất cái gì sao đau đau theo thanh âm giọng mũi khiến trang thư tình tâm đều gấp đang muốn hỏi hắn có nhìn thấy đứa nhỏ bị thương hay không ánh mắt liền chuyển đến vật nhỏ đang bị sách trên tay một người hộ vệ của Liễu gia. nàng không chỉ là bác sĩ nàng còn là thú y bằng kinh nghiệm của nàng thấy máu còn lưu lại trên người tiểu gia hòa liền chắc chắn nó bị thương không nhẹ đau cứu ta cứu ta trang thư tình trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ quái ý nàng không biết ý nghĩ cổ quái kia là do chuyện gì xảy ra nhưng nghĩ liễu gia cũng không phải là thứ gì tốt mà lúc này cũng không chỉ có người của liễu gia ở đây có người của bạch chiêm còn có rất nhiều dân chúng vây xem không có khả năng có đứa nhỏ bị

dù là hiện đại cũng còn không có hờ hững đến mức này, vậy thanh âm kêu cứu vừa rồi chẳng lẽ là, đây là cái tình hình gì, nàng đời trước làm thú y 2 năm cũng không có loại khả năng này a à? nhiều nhất cũng là được miêu miêu cầu cầu thích một chút, hoặc cũng là những con thú bác sĩ khác chị không được thì nàng đều có thể thu phục, cũng chính là bị tiểu cầu đưa đến cửa cô nhi viện, lại bị tiểu cầu thủ hộ nhiều năm, nghĩ như vậy, thật là có chút cổ quái, xem nàng không nói chuyện bạch chiêm theo tầm mắt nàng nhìn lại thích nó bị thương bạch chiêm liền cảm thấy hưng trí người muốn dẫn nó nhìn đại phu trang thư tình rốt cục đem tầm mắt truyền qua trên người nam nhân đến lúc này nàng mới phát hiện khoảng cách hai người thật sự là có chút thân cận vội lui về phía sau một chút quay người nhìn lại mặt thư hàn quả nhiên đen lúc trước thế nào lại không phát hiện hắn có tật xấu bất động một chút liền đen mặt cái này cũng không phải phải là thói quen tốt phải sửa người cổ đại tức giận đều không hiện ra mặt đã hạ quyết tâm muốn có tiền đồ một bộ dạng này nhất định phải học bất quá trước mắt không phải thời điểm để so đo những thứ này trang thư tình cân nhắc nam nhân này có phải là người tốt hay không mới có thể đem vật nhỏ này đưa cho hắn nàng xem như đã nhìn ra liễu tứ tiểu thư kia tuy một bộ dạng đơn thuần nhưng một khi hành động sẽ rất lợi hại chỉ cần mua chút thuốc ta có thể trị nga bạch chiêm thông thả bước qua giống như là ở trong nhà mình lại tự nhiên mang vật nhỏ tiện tay đặt vào cái giá đem tới đợi đến khi những hộ vệ kia phản ứng kịp đầu sỏ khiến ngựa không khống chế được đã không còn trong tay mình vậy cho ngươi chị qua hai ngày ta đến xem trang thư tình nhận lấy cẩn thận bảo vệ trong ngực ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân ánh mắt như muốn hỏi vì sao ngươi muốn đến xem bất cứ thứ gì qua tay ta thì tự nhiên nó là của ta, ta đến xem thứ của ta, có gì không đúng? Trên đời còn có đạo lý này, không chỉ là trang thư tình, mấy người hộ vệ, Liễu Tứ tiểu thư, cả những người đi đường đứng gần nghe được như thế đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Bạch Chiêm, chỉ có vẻ mặt thủ hạ của Bạch Chiêm lại rất tự nhiên, ở trong lòng bọn họ, lời này của công tử một chút vấn đề đều không có, công tử cầm trong tay thứ gì thì chính là của công tử, vô số chuyện trong thực tế có thể chứng minh, chàng thư tình dứt khoát lui vào trong xe ngựa, mảnh buông xuống, làm nhưng không có nghe thấy lời nói vừa rồi kia, dù sao, mục đích của nàng đã đạt được, cảm giác được xe ngựa chuyển động, đánh giá đã cách xa nơi thị phi kia, chàng thư tình mới lại vén màn xe lên, hướng người ngồi đối diện ở ngoài xe nói, phiền toái đại ca ngừng ở y quán một chút, không thành vấn đề, từng chút từng chút nhẹ nhàng vuốt đầu tiểu gia hỏa, trang thư tình đang nghĩ tới muốn hỏi tiểu gia hỏa này một câu để xác định vừa rồi có phải nó đang nói chuyện hay không, lại chợt nghe được nó nhược nhược giống lên hai tiếng, mà nàng lại nghe hiểu, nó đang nói, đau, đau quá, cùng đạo thanh âm nộn nộn lúc trước giống nhau như đúc, thật sự là, gặp quỷ, nàng khi nào thì có cái khả năng này rõ ràng đến thế giới này cũng có thời gian không nhiều, lúc trước thế nào không có nửa điểm dấu hiệu, còn có nam nhân kia, hai ngày sau sẽ không thật sự đến xem tiểu gia hòa này đi, việc sau chồng lên việc trước thật sự là đau đầu, xe ngựa vừa đi, bạch chiêm cũng liền không còn hứng chí tiếp tục lưu lại, nhấc chân liền đi, cái tiểu thư kiều kiều tiếu tiếu kia căn bản hắn không để trong mắt, tuy rằng ở trong mắt tiểu thư người ta, hắn là thứ trái cây thơ, Ôm ngon ngào ngạt, công tử xin dừng bước, Bạch Chiêm Như là không có nghe thấy, ngay cả chút ngừng bước cũng không. Có, Liễu Tứ tiểu thư vừa tức lại quẫn, mặt đỏ đến độ muốn nhỏ ra máu, nàng lớn đến bây giờ cũng chưa từng bị người đối đãi qua như vậy, niệm tưởng trong lòng nháy mắt đều ném ra sau đầu không dùng đầu óc suy xét, lời nói đã thốt ra, công tử liền cứ như vậy mà đi sao, lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận, chính là nàng muốn biểu đạt bởi vì hắn đem xe ngựa của mình ném đi, làm hại chính mình bị thương, nhưng người khác sẽ không cho rằng như vậy, nàng đều nghe được có người cười trộm, nếu không xử lý tốt, thanh danh của liễu tứ tiểu thư nàng sẽ phá hủy, là nàng lỗ mãng, nhìn đến nam nhân cuối cùng dừng bước quay đầu nhìn nàng. Nàng, liễu tứ tiểu thư hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện chợt nghe đối phương nói, bản công tử không đi còn chờ ngươi đưa bản công tử trở về kinh thành sao, nếu như có người biết cửa nhà ta đang mở, bản công tử sẽ lo lắng sẽ có những kẻ không mời mà đến, liễu tứ tiểu thư trong đầu trống rỗng, cả môi cũng trắng bệch trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác thanh danh của mình nhiều năm bồi đáp liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát nếu có thể, nàng thực hận không thể bổ nhào qua che kín miệng nam nhân kia, không để hắn nói ra những lời nói không thể chịu nổi đó, nhưng nàng hiện tại cái gì đều không thể làm, Bạch Chiêm thấy sắc mặt của nàng một bộ dáng như cho tàn liền, cười lạnh, người như vậy hắn đã thấy nhiều, thời điểm tính kế người khác thì đắc ý kiêu ngạo, khi thất thủ liền lợi dụng thiên phú lớn nhất của nữ nhân để bảo trụ thanh danh của mình, ngày khác lấy cơ hội ngóc đầu trở lại, chỉ nhìn ánh mắt nữ nhân này hắn liền biết không phải người an phận, để hai tay sau lưng thong thả bước đến gần, nhìn một đám hộ vệ ánh mắt cảnh giác một vòng vây quanh Liễu Tứ tiểu thư, Bạch Chiêm khinh thường đến cực điểm hừ một tiếng, nghênh ngang mà đi, không biết bao nhiêu người nghỉ chân ở ngã tư đường đều lặng im, giống như đã đi tới một thế giới không tiếng động, trước mắt Liễu Tứ tiểu thư từng đợt biến thành màu đen, chỉ hận sao khi nàng vừa sinh ra không lập tức đưa đến cho nàng một nam nhân xuất sắc như vậy cái bóng dáng thẳng tắp kia hiện lên trước mắt một bên là hận một bên lại khống chế không nổi suy nghĩ của chính mình thẳng đến khi trở lại liễu phủ nàng đều chỉ nhớ kỹ nam nhân này hận đến cắn răng cũng không thiết tha gì cơm nước dường như đã quên một đôi tỷ đệ khác có lẽ này cũng là dụng ý của bạch chiêm hai tỷ đệ đã rời đi căn bản không biết sự việc xảy ra sau này trước đi y quán tìm đại phu xác định không có nội thương sau mới mua thuốc về nhà có cho chính mình dùng cũng có thuốc trị thương cho vật nhỏ ở trên đường khi trang thư tình dùng kinh nghiệm của mình xem qua vật nhỏ hẳn là mới sinh ra được vài ngày cái đầu nho nhỏ nhỏ chỉ có bàn tay là lớn, không biết làm sao có thể lẫn vào trong đám người. xương ở trước đùi bên trái hơi nứt ra, trên người cũng có vài vết thương. đại khái cũng chưa ăn được cái gì, hơi thở yếu ớt tì tì, đây là tiểu cầu sao? trang thư hàn bị vắng vẻ một bên, không cam lòng nói. đối với thứ gì đó trong lòng bàn tay tì tì gì đó vùng ánh mắt chán ghét. Không phải tiểu cầu trang thư tình trả lời thật sự khẳng định nàng nhìn thấy có chút giống như sói, bất quá nàng làm thú y cũng chưa từng chữa qua chó sói, cũng không dám khẳng định trăm phần trăm, được chờ nó lớn lên một chút mới biết được là thứ gì, mặc kệ là cái gì, có thể giữ nhà trong viện là tốt rồi, ta muốn đến trường học tỷ tỷ lại luôn bận việc trong tiệm, chỉ có tú nhi tỷ một mình ở nhà trang thư tình thật sự rất hiểu đứa nhỏ này, ai đối hắn tốt một phần hắn sẽ tốt lại mười phần, điểm ấy giống nàng, nhịn không được nhéo nhéo mặt hắn, vô cùng thân thiết phụ họa, đúng, có thể giữ nhà trong viện là tốt rồi, thư hàn có thể an tâm đi học trang thư hàn vừa vui sướng lại có chút ngượng ngùng, ánh mắt đều không biết để vào đâu mới tốt, đối với vật nhỏ đang bá đạo chiếm lấy lòng bàn tay của tỷ tỷ nhìn cũng chẳng chướng mắt như vậy, thanh niên ngồi ở trên càng xe nghe được đoạn đối thoại ở bên trong trên mặt cũng không khó. Hỏi có chút ý cười mềm mại, trong lòng có chút lý giải vì sao công tử như khối băng ngàn năm luôn lạnh nhạt lại rảnh rỗi để ý chuyện của người khác, quẹo khúc quanh, thanh niên kéo cương ngựa, xe ngựa liền ngừng lại, đến, màn xe nhấc lên, trang thư hàn ra ngoài trước, hắn nhảy xuống xe ngựa, lại cẩn thận đỡ một bàn tay của tỷ tỷ xuống dưới, lúc này mới đối với thanh niên nói lời cảm tạ ta chính là tuân theo mệnh lệnh công tử làm việc muốn tạ liền tạ công tử nhà ta đi rồi trống vào càng xe ngồi lên thanh niên vung roi xe ngựa lung lay thoáng động rời đi cửa sau mở ra trương tú nhi trên mặt đang đầy ý cười nhưng nhìn đến bộ dáng chật vật của hai người liền kinh hô vội vàng đem hai người kéo vào liên thanh hỏi đây là bị làm sao vậy buổi sáng ra ngoài còn tốt mà thư thành không đưa các ngươi về sao không có việc gì, chính là không cẩn thận bị ngã xuống, Trương Đại ca muốn đưa chúng ta về, ta nghĩ dù sao cũng phải. Để thư Hàn đi quen với con đường này nên liền cự tuyệt, cũng không nghĩ sẽ bị ngã, Tú Nhi tỷ ngươi đừng lo lắng, thực không có việc gì, nghiêm trọng nhất chính là trên mặt xước một chút da hai ngày thì tốt rồi, nữ hài tử trong nhà, mặt có bao nhiêu trọng yếu, nếu lưu lại sẹo thì nhìn ngươi làm sao bây giờ, trong miệng nói được, Trương Tú Nhi cũng không nhàn rỗi, lấy nước ấm đến dè dặt cẩn trọng dùng khăn giúp nàng xử lý miệng vết thương, không được phải đi mua chút thuốc về, bằng không trong lòng ta sẽ không an ổn, trên đường về thuận đường đã mua thuốc, trang thư tình thông minh đem cái hộp gỗ tử đưa cho Trương Tú Nhi, Trương Tú Nhi chừng mắt nhìn nàng cũng không nói cái gì nữa thư hàn đâu người có hay bị thương không không có ta tốt lắm, từ ngoài nhìn vào thì quả thật không thấy hai tỷ đệ còn có thương tích ở chỗ khác. Trương Tú Nhi lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, hạ quyết tâm lần tới thấy Thư Thành phải hào hào nói chuyện với hắn, nào có chuyện như vậy, một người đang yên đang lành đi ra ngoài trở về lại thành cái dạng này, may mắn là bị thương không nặng, bận xong người, Trương Tú Nhi mới chú ý tới vật nhỏ trong tay trang thư tình, cúi đầu xuống nhìn nhìn, nhặt được ân, thấy nó bị 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 thương liền nhặt về, Tú Nhi tỷ ta đi trước đắp thuốc cho nó, Thư Hàn, người lưu lại giúp Tú Nhi tỷ làm cơm chưa, đúng rồi Tú Nhi tỷ lấy chút nước cơm cho vật nhỏ này, mới sinh ra vài ngày, sợ là cũng chưa uống sữa, Trang Thư Tình bất động thanh sắc đem lời bỏ qua, ôm vật nhỏ về phòng, nàng được biết rõ ràng, nàng lúc trước không phải xuất hiện ảo giác, bất quá trước đó, nàng phải đem miệng vết thương xử lý, nhỏ như vậy đúng là một bộ bộ dạng đang lớn, phải hào hào xử lý, thì vết thương này mới có thể nhanh tốt lên, chương 27, lại gặp nhau tìm chút phải sạch sẽ, lại lao qua nước ấm, đem vật nhỏ cẩn thận thu thập sạch sẽ, đắp chút thuốc lên miệng vết thương, đem chỗ bị gãy xương bên chân trái cố định tốt bằng ván gỗ nhỏ, trong quá trình này hẳn là đau, vật nhỏ đều khẽ run run, nhưng không có mảy may di động, ngẫu nhiên hừ hừ hai tiếng, khiến Trang Thư Tình càng thêm đau lòng, tìm bộ quần áo cũ lấy ra làm chỗ ở cho nó. Trang Thư Tình nhu nhu đầu nhỏ của nó, có thể nghe hiểu được ta lời nói hay không, vật nhỏ cọ cọ lòng bàn tay nàng, giống giống, cái này Trang Thư Tình liền xác định chính mình không phải sinh ra ảo giác, nàng thật có thể nghe hiểu nó lời nói, nó đang nói thơm thơm, ta rất thơm, giống, nghe được câu trả lời khẳng định Trang Thư Tình đã có chút hiểu, động vật rất thông minh ai là thật tâm đối đãi nó ai có thiện tâm ai mềm mại dễ khi dễ loại người này khi chúng nó gặp mặt gần nếu có thể tạo cho chúng nó cảm giác an toàn thì dù đối phương có vẻ mặt hung ác chúng cũng chẳng sợ tương phản có một số người có gương mặt thiên sứ nhưng tiểu động vật lại không hề thân cận bởi vì đông vật sẽ có loại cảm giác phát ra từ người bọn họ bán đứng bản tính thật của họ đời trước nàng mặc dù nghe không hiểu lời nói của chúng chúng nó, nhưng đối với tập tính chúng nó cũng có thể lý giải, khi nàng bị người hãm hại ngã xuống đáy cốc là chúng nó phụng bồi nàng, giúp tâm trí nàng bình tĩnh, cũng bởi vì như thế tâm thái nàng mới xảy ra biến hóa không lại là vì sinh tồn vì nhiều kiếm tiền mới làm thú y không phải vì trong lòng lúc nào cũng mong sẽ có một ngày có thể lại trở thành bác sĩ mà là từ đáy lòng tiếp nhận nghề nghiệp mới của chính mình dần dần mới thoải mái thói quen bị động vật ngày ngày vây chung quanh sau khi đến nơi này nàng có chút tiếc nuối cũng nghĩ qua ít hôm nữa an ổn rồi sẽ đi nuôi một đám tiểu miêu tiểu cầu Hiện tại có thể thực hiện trước cũng tốt, nàng đã từng nhờ vào hiểu biết tập tính của chúng nó mới có thể hiểu được ý tứ mà chúng nó muốn biểu đạt, hiện tại có thể nghe hiểu lời nói chúng nó thế thì càng tiện, về phần những thứ khác, nàng tạm thời còn chưa nghĩ nhiều như vậy, nói không có hại cũng không phải, nhưng mà việc này không thể để người đời kỳ thị nàng khác người tỷ tỷ ta vào được không, sờ sờ đầu vật nhỏ, vào đi trang thư hàn bưng một chén nước cơm bốc hơi nóng tiến vào, liếc mắt nhìn vật nhỏ, đặt chén đến trước mặt nó, bát hơi cao một chút, trang thư tình thử độ ấm, đem vật nhỏ để ở trên tay đưa vào miệng bát vật nhỏ ngửi mùi hương, khẩn cấp há to mồm để uống. nếu không phải trang thư tình phản ứng mau kém chút cả người đều lăn vào trong chén. Không có ai tranh với ngươi, chậm một chút, trang thư tình vừa buồn cười lại đau lòng, xem bộ dạng này thật sự là đói thảm, tú nhi thì nói cái bát này về sau để cho nó dùng, trang thư hàn nhu nhu đầu vật nhỏ, tỉ tỉ, chúng ta thật muốn nuôi nó sao, bạch công tử kia có phải thật sự đến đây hay không, ngươi là lo lắng hắn đến đây sẽ mang đến phiền toái cho chúng ta hay là không muốn ta cùng hắn tiếp xúc trang thư hàn buông tầm mắt xuống, tỷ tỷ dù sao cũng là nữ tử cổ nhân tư tưởng chính là như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, ngầm không thể lui tới bằng không chính là lỗ mãng, sẽ là hỏng thanh danh, thứ này nàng đều hiểu, nàng đã thích ứng, hơn nữa tận lực làm theo quy củ này, thật sự có một chút không tránh được tiếp xúc với nam tử, tỉ như nói Trương Thư Thành, lại tỉ như cái người bạch chiêm không mời mà đến kia, Thư Hàn, để phải biết rằng tỷ hiện tại không phải là đại tiểu thư trang ra, cửa lớn không ra, cửa sau không gần, quy củ chúng ta muốn giữ, lại không thể giữ đến chết được, vẫn là nói người cảm thấy Chúng ta lúc trước sống ở trang gia ngày qua ngày tốt hơn so với hiện tại sao? Trang thư Hàn đương nhiên không có ý đó, ta biết ngươi là vì tỷ tỷ, sợ thanh danh tỷ tỷ bị bôi xấu, còn nhớ rõ lời nói mà tỷ tỷ đã nói qua không? Tỷ tỷ không muốn gả cho người khác, thanh danh có hay không cũng không trọng yếu như vậy, Bạch công tử kia đối với chúng ta có ân cứu mạng, nếu hắn nếu thật muốn đến, chúng ta cũng không thể ngăn cản, không được, ta thật sự là hồ đồ trang thư tình vỗ cái chán nàng thật đúng là hồ đồ đã quên tú nhi tỷ là một quá phụ nếu như có nam nhân xa lạ tiến vào thì mấy bà ba hoa kia còn không biết sẽ nói nàng như thế nào nữa trang thư hàn còn tưởng rằng tỷ tỷ là suy nghĩ cẩn thận vội vàng ngẩng đầu nhìn nàng bạch công tử tuyệt đối không thể tới nơi này đến lúc đó sợ là chỉ có thể đưa hắn vào trong cửa hàng hai ngày này mau chút đem cửa hàng dọn dẹp tốt trang thư hàn đầu lại buông xuống. Trang thư tình nhìn thấy buồn cười, vỗ đầu hắn một chút. Tuổi còn nhỏ, nghĩ nhiều làm gì? Để chỉ cần biết rằng miệng người khác không thể che lấp, làm người thì phải không để cho bọn họ có cơ hội đến thuyết tam đạo tứ chúng ta. Nếu ngươi có tiền đồ, bọn họ sẽ chỉ cảm thấy ta làm tỷ tỷ thật tốt, sẽ bội phục ta. Tự nhiên sẽ không có người nói này nói kia. Cường giả là người đặt ra quy tắc, kẻ yếu là người phục tùng quy tắc. Ngươi muốn làm cường giả hay là kẻ yếu, đương nhiên là cường giả, Trang Thư Hàn liền định ra mục tiêu cho chính mình, cũng là từ hôm nay đến hết về sau, hắn không bao giờ dùng quy củ này tới yêu cầu tỷ tỷ, hắn rõ ràng không thể nhận hết che chở của tỷ tỷ còn muốn cùng những người bình thường bên ngoài thuyết tam giảng tứ đối với tỷ tỷ, lời như vậy sẽ thành một con dao nhỏ cứa vào lòng tỷ tỷ, cùng Bạch Chiêm tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần, Trang Thư tình lại có thể khẳng định đó là người đã nói là làm hắn nói hai ngày sau sẽ đến liền nhất định sẽ đến tuy nàng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sáng sớm đã tới rồi là lúc trang thư tình đưa đệ đệ ra cửa bạch chiêm lười biếng ngồi dựa trên xe ngựa một thân tử như trước không chào đón đương nhiên không phải trang thư tình không nghĩ sẽ chậm trễ thời gian đi học đệ đệ đối hắn giao cho nói ở trên đường để ý chút đi nép vào một bên ta biết tỷ tỷ từ ngày đầu đi học hắn không muốn nhọc tỷ tỷ đưa đón, hôm nay biết tỷ tỷ có việc tất nhiên là càng thêm hiểu chuyện, tuy là trong lòng còn có lo lắng, nhưng cũng hướng Bạch Chiêm cúi người thi lễ rồi cáo từ rời đi, Bạch Chiêm có chút tò mò tiểu cô nương này làm thế nào dậy đệ đệ hắn còn tưởng rằng tiểu gia hỏa kia sẽ đối với hắn ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới thế nhưng liền đi rồi, có chút ý tứ, thỉnh bạch công tử chớ trách, cũng không phải ta không biết lễ tiết, ngăn đón khách nhân không được vào cửa, mà do tỷ đệ chúng ta thuê phòng ở trong này, chủ phòng nơi này là một phụ nhân ở quá, nếu như ta cố ý khiến nàng bị người khác nghi ngờ thì đó là lỗi lầm của ta, ta ở phía trước có mở một cửa hàng, tuy rằng chưa có khai trương, nhưng cũng là nơi có thể đi, không biết Bạch Công Tử có thể đến đó hay không, Bạch Chiêm là loại người nào, từ lúc hai tỷ đệ mới đi ra khi liền biết bên trong còn có người không thể lộ diện, nguyên lai like là một quá phụ, vậy liền đi thôi, thỉnh công tử chờ, vén áo thi lễ, trang thư tình xoay người vào cửa, trương tú nhi một phen lôi kéo nàng tránh xa nhà của Lý Tẩu, cảm thấy cách được đủ xa mới nhỏ giọng nói, thư tình, ai vậy, người khi nào nhận thức ta thấy người này thế nào có chút nguy hiểm, không thể để bạch chiêm đợi lâu, cũng không thể an ủi Trương Tú Nhi đang bất an Trang thư tình dứt khoát nói, hắn lúc trước giúp ta cùng Thư Hàn một đại ân, không phải là người xấu, trở về ta lại cùng tỷ tỷ nói chuyện tỉ mỉ, Trương Tú Nhi có ngàn vạn cái lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể thả người rời đi, Trang Thư Tình trở về phòng vật nhỏ được nàng đặt tên là Niệm Niệm nhanh chóng được ôm lên, lại lấy thêm chút bạc để trên người, rồi nhanh chóng ra cửa, đã để công tử đợi lâu, bạch chiêm đối với xe ngựa nâng nâng cầm, không sao, đi lên, nam nhân này thật sự rất bắt mắt đi với hắn cùng một chỗ bị người qua đường nhiều lần nhìn lên xe ngựa trang thư tình không có cách nào chỉ lựa chọn làm như không thấy bạch chiêm thật vừa lòng chính mình không có liệu sai tận lực bỏ lại một đám thủ hạ để ra ngoài tự nhiên chỉ có thể chính mình lái xe vông roi ngựa ngựa nghe lời đi về phía trước ở đâu phía đông chợ sau đó hai người đều trầm mặc xuống dưới đợi cho tiếng người ồn ào trên đường cái bạch chiêm mới quay đầu nhìn nàng một cái liếc mắt nhìn vật nhỏ trong lòng bàn tay nàng xác thực nói còn sống bị thương vốn không tính là nghiêm trọng những nơi khác đều là bị thương nhỏ bôi chút thuốc thì tốt rồi chỉ có xương ở chân trái phía trước bị nứt phải dưỡng lâu một chút mới có thể tốt so với bộ dáng suy yếu ngày đó hôm nay nhìn quả có thật tinh thần hơn, bạch chiêm thay đổi dáng ngồi thoải mái, tà tà dựa vào xe ngựa, chân này gác lên chân kia tự nhiên cúi xuống, bộ dáng nhàn nhã tự tại hơn nữa có tướng mạo tốt như vậy không biết đưa tới bao nhiêu ánh mắt, giống giống, chàng thư tình thu hồi tầm mắt cúi đầu, niệm niệm hướng trong lòng nàng chui vào, không cần nó nói nàng cũng biết nam nhân này rất nguy hiểm, mà lúc này, nếu không phải nàng cũng không muốn trêu chọc đến người như vậy một đường trầm mặc đến chợ xe ngựa ở trước cửa hàng liền dừng lại vừa lúc vu nương tử ở cách vách tiễn khách nhân ra ngoài nhìn thấy nàng cùng một nam nhân sóng vai đến tuy có hơi do dự một chút nhưng vẫn đến chào hỏi đến nương tử sáng sớm liền buôn bán tốt như vậy hôm nay nhất định không kém làm buôn bán đều thích nghe lời tốt như vậy Vu nương tử nghe vậy liền tươi cười rạng rỡ, người có thừa lời tốt, chỉ có cái miệng khéo như vậy, về sau làm ăn buôn bán chắc chắn không kém đâu, dừng một chút, Vu nương tử theo lễ phép hỏi một chút, vị này là, đây là, bạch chiêm thú vị chờ xem nàng thế nào giới thiệu chính mình, đây là bạch công tử, từng có đại ân với tỷ đệ chúng ta, Vu nương tử giật mình, nguyên lai là ân nhân, người thế nào lại không mời ân nhân vào trong cửa hàng, ngay cả trà nóng để đều không có, một hồi ta để tiểu nhị đưa tới cho ngươi, đa tạ nương tử, vu nương tử vẫy vẫy khăn, tiến vào trong cửa hàng, trang thư tình tự mình đi mở cửa, bạch chiêm dường như không có xương cốt hai tay ôm ngực dựa vào trên ván cửa, người đối ai đều thành thực như vậy, công tử cảm thấy không ổn, có chút ngoài ý muốn, ta cho rằng người thành thực trên đời này đều chết hết rồi, chính là công tử chưa tiếp xúc tới thôi, vào cửa cố sức đem tấm ván gỗ từ từng khối lấy xuống bạch chiêm nhìn ép xuống suy nghĩ muốn tiến lên hỗ trợ hắn thậm chí có chút ngứa tay muốn thử xem này tấm ván gỗ này có thực sự rắn chắc hay không một lát sau liền mở ra rất nhanh cửa liền mở ra bạch chiêm vào nguyên tưởng rằng cửa hàng chưa khai trương sẽ lộn xộn đi vào mới phát hiện trong phòng cái gì cũng đều không có cũng không giống như cửa hàng trong phòng càng lúc càng sáng lúc này trên tường đặc biệt liền nhìn ra cũng là cửa hàng mới người tính toán bán cái gì đồ may vỗ vỗ tay từ cửa trước ôm niệm niệm tiến vào căn phòng sạch sẽ lại đi vào phòng nhỏ bên trong đem hai chiếc ghế nhỏ ra địa phương đơn sơ mong công tử bao dung bạch chiêm cũng là không có gì cố kỵ dùng chân câu ghế lại tùy ý ngồi xuống nếu liễu tứ tiểu thư ở trong này đại khái sẽ hận không thể lột tàn ti ngàn năm trên người hắn làm thành xiêm y miễn cho bị hắn đạp hư như vậy Vù nương tử trong thời gian này để tiểu nhị nhấc ấm nước sôi qua đây, còn có thêm hai tách trà, trong chén thả lá trà, tuy rằng lá trà rất thô giáp, nhưng có trà này dù sao cũng là thứ quý giá, bình thường chính mình cũng luyến tiếc uống, có thể để trang thư tình cầm đến đãi khách đã xem như coi nàng thành người thân thiết, chương 28, báo ân từ sau khi đến thế giới này, đây là lần thứ hai trang thư tình nhìn thấy lá trà, làn thứ nhất là ở nhà đại bá nàng cùng thư hàn đã uống qua loại trà người ta dùng trà lá bọt để nấu tuy trước mắt lá trà này cũng đã là rất tốt nàng đời trước thích uống trà có cơ hội liền khẩn cấp đem nước sôi rót vào trong chén còn theo quán tính cực kỳ lưu loát tẩy sạch trà bạch chiêm xem động tác này của nàng liền biết là một người quen uống mặc dù trà này tuy thô cũng không phải loại thượng hạng gì thấy nàng còn phải thuê chỗ ở liền biết không phải là người dư giả tuy rằng nàng nhìn cũng không phải tiểu nha đầu xuất thân nghèo khó nhưng nói nàng xuất thân ở gia đình lớn thì lại không có tiểu thư nhà nào sống giống nàng như vậy, cũng ít có này sự lưu loát không kìm được ở mặt ngoài xem nàng đều theo quy củ, nhưng muốn nói nàng thực coi trọng cũng chưa hẳn, trước mắt hai người ở chung liền có chút hơi ngại, hắn là tùy tâm sở dục, còn nàng thì, nữ tử thế gia có bao nhiêu người có thể sống như nương hắn tự tại như vậy đây sẽ là một người khác sao muốn nói nàng là hạng người tâm cơ thâm trầm mượn việc đến đây để leo lên giường hắn có thể khiến hắn nhìn không ra nửa phần phải là người có thủ đoạn cao như thế nào hắn không tin tiểu cô nương này có bản lãnh đó bất kể như thế nào nàng có gan lớn là sự thật điểm ấy rất giống nương chàng thư tình một lần nữa đem hai cốc đều nhúng vào nước sôi một ly đưa cho bạch chiêm một ly tự mình bưng lên người hương trà nhàn nhạt cảm thấy toàn thân đều thoải mái thấy đối phương chậm chạp không nói chuyện Chàng thư tình chỉ có thể chủ động mở ra đề tài, đáng lẽ nên là tỷ đệ chúng ta tới cửa nói lời cảm tạ, đối với chúng ta, ở hội nguyên phủ này chỉ biết ít người, dù có hỏi thăm cũng không ai biết bạch phủ ở đâu hoài nghi ta đưa cho ngươi là giả danh đi không thay tên ngồi không đổi họ câu này chính là nói người như bạch công tử vậy ta chưa bao giờ từng chất vấn qua điểm ấy nhàn nhạt làm ướt miệng trà cảm giác lá trà nhàn nhạt ở trong miệng tàn ra trang thư tình mới lại nói ta chỉ nhận biết dân chúng mà bạch công tử lại không phải dân chúng bình thường đương tự nhiên sẽ không biết cửa lớn bạch phủ ở hướng nào nói ra cũng chỉ là nghĩ muốn cho bạch công tử biết Bạch công tử có ân cứu mạng tỷ đệ chúng ta, việc đó trong mắt công tử thì không xem ra gì, tỷ đệ chúng ta cũng không phải loại người có ân không báo, nếu như bạch công tử có yêu cầu gì, chỉ cần làm được tỷ đệ chúng ta tuy rằng không phải người làm được việc lớn, nhưng cũng sẽ tận lực làm được, mở miệng một tiếng là ân cứu mạng, nghe xong bạch chiêm đã muốn ê răng, chuyện tốt quả nhiên làm không được, ta cái gì cũng không cần, ở chỗ các ngươi lại có cái gì, nhìn chung. Xung quanh một chút, không phải sắp khai trương cửa hàng theo sao, người sau khi khai trương liền đưa đến cho ta một kiện trang phục việc này, chúng ta liền huề nhau, buông một ngụm trà, Bạch Chiêm đứng dậy đi ra ngoài, hắn hôm nay nhất định là đầu óc không rõ ràng mới có thể cố ý bỏ ra ngoài tìm một người như vậy để nói chuyện, giống như hiệp ân đến báo đáp, tuy rằng hắn vốn cũng không phải là cái người tốt gì, nhưng vì sao hôm nay liền cảm thấy có chút nghẹn khuất đi bạch chiêm đi được một đoạn khá xa mới có chút giật mình một lát sau khi bị cái ân cứu mạng này làm cho kích động cảm giác không thích hợp hoàn toàn rút đi bạch chiêm tỉnh táo lại tiểu cô nương kia dùng lời này để đuổi hắn kỳ thực căn bản là không muốn gặp lại hắn bởi vì hắn là ân nhân cứu mạng của tỷ đệ các nàng nàng lại không thể vong ân phụ nghĩa cho nên mới xuất ra một chiêu như vậy chỉ hai lần gặp mặt nàng liền nắm chắc tỳ khí của chính mình, hơn nữa lần gặp mặt này lại dùng phép khích tướng, lấy việc này chặt đứt lui tới, hắn cư nhiên thật đúng liền dễ dàng lọt bẫy như vậy, ha ha, này cũng thật có ý tứ, trang thư tình đứng ở ngoài cửa nhìn theo xe ngựa đã đi xa, thở ra một ngụm dài, nàng không sợ báo ân, chỉ sợ rõ ràng có ân ở phía trước nhưng không cách nào báo, có thể sống được tự cao tự đại như vậy bạch chiêm xuất thân nhất định bất phàm cũng nhất định là sống qua những ngày tháng trôi chảy cho nên nàng một mực đem ân cứu mạng treo ở ngoài miệng nếu đối phương không ra không mặt cũng liền thôi nhưng phàm là người tự phụ sẽ nghĩ nhiều sẽ cảm thấy nàng đối với đối phương chỉ là báo đáp lại hiệp ân muốn đối phương có thể vào thời điểm này đưa ra một cái yêu cầu sự tình liền giải quyết kết quả quả nhiên liền như nàng suy nghĩ ân cứu mạng là thật sự lại vì một một kiện trang phục liền có thể triệt tiêu, sử dụng một chiêu như vậy cũng là cấp bách nên đành bất đắc dĩ, tỷ đệ các nàng hiện tại không nơi nương tựa ai đều không thể trêu vào, càng không thể gặp phải người như vậy, cho dù là giao hảo cũng không được, nếu cứ để người tùy tiện mà đến tất nhiên sẽ phiền toái, đối phương không có chỗ nào cố kỵ, nàng lại không được, nàng cũng không biết, cùng nam nhân kia nói nhiều câu như vậy là phạm vào bao lỗi lớn, nhưng vì thư hàn, nàng nàng cũng không thể khiến thanh danh quá mức hỏng bét, ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, ân tình này nàng sẽ ghi ở trong lòng, nguyện chúc cho ân nhân mạnh khỏe, đem niệm niệm ôm vào trong ngực, trang thư tình nhu nhu đầu nhỏ của nó, ta có phải có chút vô sỉ hay không, niệm niệm cọ cọ nàng, nó không hiểu vô sỉ là có nghĩa gì, chỉ nhìn ra được là chủ nhân hiện đang khổ sở, vô sỉ thì vô sỉ đi, đệ đệ mới là trọng yếu, giống, ta không có khổ sở, lại nhu nhu đầu nhỏ của nó mới sinh ra hẳn là bộ dạng rất nhanh sẽ lớn người thế nào lại không lớn lên vậy phải mau lớn vóc dáng nhỏ như vậy như thế nào trong nhà, trông cửa, giống giống sẽ lớn lên a, à, kia cũng phải lớn nhanh chút mới được. Một người một thú nói chuyện cao hứng, chàng thư tình cuối cùng đem phần ái náy trong lòng này đè ép đi xuống, làm đều đã làm, biểu hiện như vậy là cho ai xem? Có một số việc trong lòng nhớ kỹ là tốt rồi. Thật dụng tâm vẽ hoa văn, ở chỗ Vu nương tử chọn ra tơ lụa quý nhất, chàng thư tình giao cho Trương Tú nhi, lúc này, chàng thư tình liền có chút may mắn cửa hàng không lớn, bằng không ngày ấy khai trương sợ là không chống đỡ được. Còn có 7 ngày trước khi khai trương, nàng thuê thợ mộc tới theo yêu cầu mà làm những thứ cần thiết, có những ngăn tủ lớn nhỏ không đều, có cái cao, còn có một chút kỳ kỳ quái, khiến cho người xem đều không hiểu nó là cái gì, cái này dùng làm cái gì. Vù nương từ cầm thứ được tạo ra từ gậy trúc đưa qua xem, trang thư tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dùng để treo quần áo, nương từ tử không biết dùng cái này so với. Dùng dây thường treo nhìn tốt hơn sao, vu nương tử làm cái nghề này, nghe nàng vừa nói liền đã hiểu, Khoa tay múa chân gật đầu nói, đúng là tốt hơn nhiều, xiêm y hình dạng còn ở đây, như vậy mỗi kiện trang phục đều có thể treo chỉnh tề, lúc nhìn cũng nhẹ nhàng khoan khoái, thư tình, cái đầu nhỏ này của ngươi sao lại nghĩ ra được những thứ này, nàng đâu có cần phải nghĩ nhiều, người hiện đại nhà ai giặt quần áo mà không phải dùng giá phơi, nàng nguyên bản là vẽ mấy kiểu khác nhau đưa cho thợ mộc làm, lại đem tác dụng nói ra, thợ mộc kia nói dùng gậy chúc thì hiệu quả càng tốt nàng cũng tưởng tượng ra được dùng gậy trúc làm giá áo ba cạnh quần áo treo ở hai cạnh có thể tạo ra độ cong chỗ ở bả vai kia cũng sẽ không bị biến hình nói đến cùng cổ nhân cũng không quá ngu xuẩn hiện đại hết thảy đều là do cổ nhân tích lũy được mới có thư tình thứ này trong nhà cũng dùng được đi trang thư tình cười đương nhiên chính là nhân tiện còn muốn làm ngăn tủ treo quần áo mới được nghĩ đến còn có thể phải chi thêm vu nương tử liền tạm thời thu lại ý niệm làm một cái ngăn tủ cũng không phải rẻ nàng vẫn là ngẫm lại thợ mộc lại làm ra những cái giá có độ dày bằng bàn tay cách một đoạn liền có một móc câu trên tấm ván gỗ khi trang thư tình khoa chân múa tay cố định ở ba mặt tường trên cùng sau đó lại tính toán khoảng cách ở bên trong rồi đóng đinh một loạt vu nương tử nhìn nhìn giá phơi trong tay bỗng chốc liền đã hiểu tưởng tượng một chút cửa hàng này khi dọn dẹp sẽ có bộ dáng gì ngẫm lại những cửa hàng may chính mình từng đi vào vu nương từ nở nụ cười nàng hiện tại tin tưởng cửa hàng này nhất định có thể náo nhiệt rực rỡ cách ngày khai trương chỉ còn hai ngày dệt nương cùng mấy người đều cùng nhau trực tiếp tới cửa hàng ta hồi lâu không liều mạng như vậy rồi thư tình cửa hàng kia của ngươi nhất định sẽ buôn bán náo nhiệt vài người chúng ta cũng liều sống liều chết giúp cho ngươi chàng thư tình nhất thời có áp lực ta ta sẽ tận lực không để các ngươi thất vọng dệt nương cười không mời chúng ta vào nhìn một cái trang thư tình nhanh chóng tránh thân ra nàng mấy ngày nay cũng có chút sốt ruột chỉ sợ hết thảy đều không chuẩn bị tốt thợ may cũng không đủ để mở một cửa tiệm nhìn đến các nàng vài người lại đây nàng này tâm mới an ổn xuống dưới dệt nương nhìn hoàn toàn cùng tưởng tượng của bản thân bất đồng cửa hàng sạch sẽ cảm giác cũng thật thoải mái nhưng là có phải quá mức quá mức sạch sẽ hay không nhìn cũng không giống như một cửa cửa hàng, theo mấy người khác cũng nghĩ như vậy, trang thư tình nhìn ra các nàng nghi hoặc hỏi, đồ may Tú Nhi tỷ đã mang đến chưa? Không, đều ở trên xe ngựa, các ngươi giúp ta một cái, đều chuyển hết vào, vốn chính là đưa thành phẩm tới, mấy người đều không nói thêm gì, giúp đỡ chuyển mấy chuyến, trang thư tình lấy ra một cái trúc giá đem mỗi kiện áo dài treo tốt, lại dùng xiêm y thật dài đem treo lên cái móc câu trên tấm ván gỗ, gió nhẹ tiến vào, vạt áo nhẹ nhàng vẫy vẫy như thế nào, dệt nương nhìn một hồi lâu, ta đều muốn mua về hết, nói xong chính mình cũng cười, nhanh chóng treo tất cả lên nhìn xem, mấy người cùng nhau bận việc, rất nhanh đã đem ba mặt tường đều treo đầy, vạt áo phía dưới kia cách mặt đất một chút khoảng cách, cũng không cần lo lắng vạt áo sẽ bẩn, chương 29, bạch chiêm trang thư tình đứng ở trong gian phòng vừa nhìn vừa dơ móc treo quần áo, đổi vị trí cho xiêm y, cho những xiêm y cùng màu xếp cùng một chỗ, như vậy nhìn tất nhiên sẽ không dối mắt, rõ ràng nơi này có không ít là do ta làm được, hiện nhìn thế nào lại cảm thấy tốt như vậy. Dệt nương thở dài nói, trước lúc nàng đến trong lòng nàng còn có chút lo lắng, hiện tại lại chỉ cảm thấy giữa người với người thế nào lại có khác biệt lớn như vậy, bất quá một tiểu cô nương 14 tuổi, thế nào có thể nghĩ được nhưng chuyện mà người khác đều không thể tưởng được như vậy, sợ là khi ngươi khai trương không đến mấy ngày không ít cửa hàng khác đều sẽ học làm theo ngươi, không ngại, bọn họ sẽ không thể đem tất cả mọi thứ trong đầu ta đều học hết, dệt nương gật đầu, đúng vậy, thư tình nói lời này là đã có tính toán trước, dệt tỷ tỷ, còn có các vị tỷ tỷ khác, kế tiếp sẽ phải vất vả, lại phải tay thay ta đưa ra không ít công sức, nếu làm không tốt sẽ khiến cửa hàng chặt đứt mối buôn bán làm ăn, có chuyện có thể kiếm bạc, chúng ta đương nhiên dụng tâm, bất quá ngươi từng nói qua hoa văn cũng có thể dùng nơi này của ta không còn mấy chương trong khoảng thời gian này ta vẽ không ít đều để ở nhà các ngươi cùng ta đi lấy đem cửa hàng đóng lại trang thư tình đi theo mấy người cùng nhau lên xe ngựa không thấy được ở chỗ cách nàng không xa một chiếc xe ngựa ngừng lại người trong xe ngựa nàng biết đây không phải bạch chiêm từ sau ngày đó bây giờ mới gặp lại sao tâm tình cũng là không thể một hồi liền bình tĩnh nếu hắn không đi cha về nàng thì theo như biểu hiện của trang thư tình hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến nàng từng có những ngày như vậy ánh mắt nàng yên bình không có oán hận không có không cam lòng, giống như căn bản không đem việc đáng thương hại này để ở trong lòng, cũng không biết vì thoát ly cuộc sống như vậy mà phải trả giá đại giới, chính nàng sẽ có cục diện như thế nào, nàng thông minh như vậy, lại như thế nào có thể không biết, ở điểm này, nàng cùng nương rất giống nhau, nương năm đó cũng biết rõ chưa cưới mà sinh con sẽ đưa mình vào loại hoàn cảnh khó khăn như thế nào, nhưng người vẫn nghĩa vô phản cố đưa hắn sinh hạ ra, hơn nữa từ đầu đến cuối đều cho hắn toàn bộ quan ái hắn tuy rằng 17 năm qua không biết cha mình là ai, nhưng trong lòng cũng chưa từng có oán hận, bởi vì hắn sống được khoái hoạt, thậm chí còn có thể nói là tiêu dao chẳng sợ nương biết rõ hắn không phải người trời sinh tính tình thuần lương, vẫn cũng chưa từng đánh hắn, mang ý nghĩ cải biến hắn, nàng chỉ nhìn, thời điểm thích hợp sẽ kéo hắn một phen, cho hắn biết cái đường kia không thể đi, việc kia không thể làm, phần lớn thời gian là để hắn thuận theo tâm ý của bà bản thân mà làm việc, phụ thân bởi vì ái náy, đối hắn càng là muôn vàn dung túng, thứ tốt đều đưa đến nơi này cho hắn, mặc kệ hắn có dùng hay không, bốn năm đều một mực như thế, biết bản tính của hắn liền cho rằng hắn sẽ trở nên ngày càng vô pháp vô thiên, chuyện xấu đều làm hết, nhưng hắn lại ngoài dự đoán mọi người không có thành như vậy, không phải vì hắn đột nhiên thông suốt cũng cũng không phải hắn lành bệnh chỉ vì hắn thủy chung nhớ rõ ánh mắt của nương trước khi qua đời nương lo lắng hắn dù nàng sắp chết cũng vẫn nhớ nhưng chưa từng bao giờ nói ra miệng chưa từng lấy bản thân mình đi kiềm kẹp nhi tử bắt hắn phải thay đổi bởi vì nàng biết vậy sẽ khiến người con như hắn không sống được những ngày tháng vui vẻ cũng bởi vậy nàng mới có thể để nhi tử đi gặp nam nhân kia chỉ cần hắn che chở nhi tử, dù là nhi tử làm ra chuyện gì sai cũng còn có người có thể che chở hắn, chẳng sợ việc sai kia có bao người người oán trách, việc đó không so được với việc nhi tử hảo hảo còn sống, nhưng hắn lại tự trói buộc chính mình, trừ bỏ nương bên ngoài không người nào biết hắn trời sinh tính tình có chỗ thiếu hụt hắn không có năng lực phân biệt thị phi, hắn không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì khiến nương chết cũng không an tâm hay không, không biết nếu nương còn sống có phải khi hắn làm chuyện sai thì sẽ giữ chặt lấy hắn hay không cho nên hắn chỉ có thể làm những việc khi nương còn sống hắn đã từng làm qua mà nương không có ngăn cản chẳng sợ cuộc sống như vậy khiến hắn sống không ý nghĩa hắn cũng chỉ là mỗi một ngày đều sống qua như vậy trang thư tình xuất hiện tựa như một viên đá được ném vào mặt nước làm gợn lên những đợt sóng nho nhỏ kể từ khi bốn năm nay không, là từ khi hắn có ký ức tới nay lần đầu tiên đối với một người cảm thấy hứng thú cho nên hắn sai người cha xét nàng, cha được kết quả khiến hắn bất ngờ tỉnh ra tộc tự mình thoát ly khỏi môn tường, dù là dân chúng nhà bình thường cũng sẽ không muốn cưới một nữ tử như vậy, nàng đối với mình lại có thể nhẫn tâm như thế, nàng rõ ràng là lấy cớ đi kinh đô tìm ngoại tổ phụ để rời đi trang gia, cuối cùng lại ở hội nguyên phủ dàn xếp mọi thứ mà không phải tìm người thân thích mà leo lên không cần nói bọn họ có bao nhiêu tuổi dù có là người lớn hơn bọn họ vài thập niên cũng sẽ không đưa ra loại quyết định như vậy Hắn dù chưa sống tại kinh đô, nhưng cũng biết kinh đô có một đồng gia, người nhà như vậy đều là mặt mũi lớn hơn trời, nếu như đôi thì đệ này đến tìm, chưa cần nói sẽ đối tốt bọn họ như thế nào, áo cơm không lo là khẳng định ít nhất không cần xuất đầu lộ diện ở bên ngoài kiếm ăn, nếu như đệ đệ kia của nàng không chịu thua kém thì cũng liền thôi, nàng còn có thời gian xoay sở, nhưng mà không phải nàng liền đem cả đời này trả giá, người không có khả năng thì không thể tưởng được, vẫn là nói, nàng đối với Trang thư Hàn thực sự có tin tưởng lớn như vậy, nhưng chỉ có một người như vậy, nàng lại có thể đi vào mắt hắn, sau khi biết nàng từng bước một thận trọng như thế nào rời khỏi trang gia, hắn liền cảm thấy nàng mạnh mẽ hơn so với phần lớn những người này, nương nói qua có mất mới có được, nàng trả giá thanh xuân của mình, mới có thể có được một đứa con, khi chết cũng cảm thấy vui vẻ, bởi vì vậy nàng cam tâm tình nguyện trả giá đại giới cho nên nàng cả đời sống so với đại đa số người đều thoải mái hạnh phúc mà trang thư tình còn có thể buông tay với số đầu cưới của nàng để có cơ hội rời đi cái vũng buồn kia hắn nhìn ra được nàng bây giờ cũng rất hạnh phúc nếu nương còn sống nhất định sẽ thật thích nàng đi một đêm trước khi khai trương trương tú nhi xuất ra một tay nài nhỏ người cả ngày ôm niệm niệm ra ra vào vào phải làm chút gì cũng không có tiện ta xem bộ dạng nó cũng không có bao lớn liền làm cái cái này chính là nó lại lớn lên một chút thì làm cái khác cũng được một bao nhỏ màu tím một dây lưng thật dài bên ngoài theo đồ án tinh xảo trang thư tình nhìn kỹ, cư nhiên là mạn đà la, ta cảm thấy này hoa rất đẹp mắt, chiếu theo từ y ngươi nói, thêu lên một bông hoa màu đen thật đẹp mắt, chính là rất đẹp đẽ quý giá, người bình thường ai dám mặc như vậy, cho nên bao này ta thử dùng màu tím nhạt làm chủ, chỉ màu tím để thêu hoa, có phải rất đẹp hay không, chàng thư tình mơn trớn hoa màu tím, cũng không nói mạn đà la không phải màu tím cũng không phải màu đen, nhấc lên khuôn mặt tươi cười nói, tú nhi tỉ ta

hoa này theo thật đẹp, thư hàn, đem niệm niệm ôm vào đi, niệm niệm đương nhiên là có thể nghe hiểu lời nói, cũng thích hương thơm trên người trang thư tình, nhưng mà nàng thật sự bận quá mức, trang thư hàn là người thứ hai nó có thể tiếp thu, lúc này nó liền ghé vào trên đùi trang thư hàn, nghe vậy cũng không cần người ôm, nâng lên đôi chân nhỏ nhắn tự mình lăn vào trong bao, đối với nó mà nói có thể mỗi ngày ở cùng bên cạnh chủ nhân là tốt nhất, trang thư tình tình điều chỉnh vị trí cho nó đeo lên lưng, rất tốt, rất vừa vặn cũng không nặng, cũng sẽ không nhẹ quá, có cảm giác tồn tại, ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi lớn chậm một chút, nếu lớn quá nhanh ta cõng không nổi ngươi, giống giống, trang thư tình ngừng động tác một chút, gia hòa này đang nói nó vốn không lớn nhanh, nàng cùng thư hàn lúc trước còn phải trông cậy vào nó có thể giữ nhà, vóc dáng nhỏ như vậy, thực dùng để giữ nhà hộ viện sẽ bị người dẫm chết cũng không biết đi, búng cái chán của nó thấy nó trốn tránh nếu đi ra vài người cũng sẽ bị nó chọc cười gia hỏa này thật sự là quỷ linh tinh tỷ tỷ ta xin phép tiên sinh rồi ngày mai ta đi cửa hàng giúp ngươi ngươi thế mới học vài ngày liền nghỉ học trang thư tình cũng búng cái chán của hắn một chút lúc này không tính nhưng chuyện như vậy lần tới phải thương lượng với ta xem tỷ tỷ tha cho hắn dễ dàng như vậy trang thư hàn nhất thời càng vui vẻ ta giúp tỷ tỷ thu tiền nếu nếu thu sai đi, xem ta thế nào thu thập ngươi, trang thư hàn cười, khiến nàng cũng không trụ được, ý cười theo trong mắt đều lộ ra, trương tú nhi nhìn, trong lòng tất cả đều là lo lắng, ngày mai không cần vội, đều nghỉ ngơi sớm một chút, ta không đi cửa hàng giúp muội được, ngày mai ta sẽ làm tốt đồ ăn đưa đến cho tỷ đệ hai người, trang thư tình ước gì tú nhi tỷ có thể đi ra cửa nhiều một chút, làm gì có ai ngăn cản, nhưng nàng vẫn vội vàng đáp ứng, ngày này kế, ba người đều thức dậy khi trời mới tờ mờ sáng, nghĩ chính mình cùng Thư Hàn có một cửa hàng, trang thư tình hảo hảo đem hai người dọn dẹp một phen, chẳng những mặc một thân quần áo mới, nàng còn khó có lúc dùng chút trang sức, không phải thứ quý trọng gì, chỉ cần một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo này nhưng cũng phá lệ xuất sắc, thư tình nhà chúng ta chính là lớn lên thật tốt, Thư Hàn cũng thật anh Tuấn, Trương Tú Nhi nhìn cái này lại nhìn cái kia, ánh mắt kia giống như là đang nhìn đứa nhỏ của chính mình khiến trang thư tình một trận lúng túng nếu thật sự tính ra nàng còn lớn hơn trương tú nhi mấy tuổi khi hai tỷ đệ đến chợ cũng chỉ có mấy cửa hàng mở cửa tiệm vài cách vách cũng còn chưa mở cửa nhưng trước cửa lại có một chiếc xe ngựa người trong xe này có phải đến nhầm chỗ hay không bạch chiêm nhảy xuống xe ngựa còn chưa mở cửa trang thư tình cảm thấy đuổi người là không nên vậy liền đi mở cửa lúc này bạch chiêm cuối cùng cũng đi hỗ trợ mở ván cửa bạch công tử ta tự mình làm là tốt rồi bạch chiêm một tay mang một khối để qua một bên dùng khẩu khí nghiêm cẩn nói lại kỳ thực ta muốn thử xem một quyền có thể khiến nó hoàn toàn làm vỡ nát hay không nếu một quyền của ta cũng không thể chịu thì đề phòng cướp thế nào trang thư tình không nói chuyện nữa nàng cảm thấy chính mình cùng người kia tần suất não hoàn toàn bất đồng nói không được một câu đi đợi cửa mở chuyện thứ nhất trang thư tình làm chính là đem quần áo làm cho bạch chiêm cầm vội tới đưa cho hắn đây là kiện trang phục đáp ứng tạ lễ cho bạch công so không được với những bộ công tử thường mặc nhưng cũng là thứ tốt nhất ta có thể làm được công tử chưa ghét bỏ trời còn chưa sáng hẳn bạch chiêm đem bụi vuốt xuống cầm tới cửa xem trước xem sau trường bào này trang thư tình tốn nhiều tâm tư không nói qua vài dệt liền mất của nàng sáu lượng bạc chính là mạn đà la kia mỗi một đóa đều dụng hết mọi hình thái trên nhụy hoa mỗi một bông đều có điểm bất đồng trương tú nhi có một đôi tay khéo đem hoa mạn đà la này theo giống như vật thật đây là hoa gì mạn đà la trang thư tình không có nói điển cố của mạn đà la cũng không có nói tại sao nàng ở trên quần áo hắn dùng tới mạn đà la là vì nàng cảm Thấy này nam nhân ngày đó khi cứu tỷ đệ bọn họ trên mặt lộ ra ôn nhu biểu tình giống như lời nói về hoa mạn đà la này, Ác Ma Ôn Nhu, Mạn Đà La a, à", Bạch Chiêm vô ý thức đi nói theo một câu, trầm mặc một hồi nói, "Màu tím là ta màu sắc nương ta thích, màu đen là ta thích chương 30, Đông đi xuân đến Bạch Chiêm giống như là sáng sớm cố ý tới bắt nàng tạ lễ, đồ lấy tới tay ngây." ngốc hồi lâu liền rời đi. Trang thư tình trong lòng thoáng có chút cao hứng, ném đi lý do tại sao tập trung vào việc cửa hàng. Trang thư Hàn vẫn một mực không nói gì. Đột nhiên mở miệng, mẫu thân của hắn khẳng định cũng mất. Thấy tỷ tỷ nhìn phía hắn, hắn tiếp tục nói hắn vừa rồi biểu tình giống như khi tỷ tỷ hoài niệm mẫu thân, ta cũng nhớ kỹ nương thích ăn cái gì, nương thích mặc cái gì quần áo màu sắc nào, nương thường hát dân ca ta ngẫu nhiên cũng sẽ hát vài câu ở trong lòng, ta rất sợ sẽ quên những thứ này, thật giống như nêu quên hết liền sẽ quên nương, ân, chúng ta đều nhớ kỹ nương, nhìn hắn đỏ hốc mắt, trang thư tình vỗ vỗ lưng cho hắn, đỡ lấy bờ vai của hắn đem hắn xoay người sang chỗ khác, chúng ta Ta sống được tốt nương liền an tâm trước không nghĩ những thứ này nữa màu cầm cái chổi lông gà đi quét bụi nhớ kỹ canh thời gian giờ lành vừa đến phải đem khăn đỏ chùm trên bảng hiệu kéo xuống đệ là nam nhân trong nhà việc này đều do đệ làm trang thư hàn đứng lên ưỡn ngực trước khi giờ lành trước đến liền chạy ra cửa nhìn một hồi chỉ sợ sai canh giờ đem đệ đệ đuổi ra ngoài trang thư tình thở dài một ngụm trong lòng đề phòng đối với bạch chiêm đột nhiên liền không còn nặng như trước một người có thể bởi vì một Mẫu thân thích màu tím mà thủy chung mặc một thân tử trang, dù là người không tốt cũng không hoàn toàn là người xấu như vậy nàng không nghĩ biểu hiện của hắn không giống người thường cũng một mực trói buộc chính mình làm việc trong quy tắc tuy nàng thủy chung không phải người ở thế giới này thứ nàng tiếp thu không phải quan niệm cùng giáo dục ở đây người mẫn cảm tất nhiên là cảm giác được bạch chiêm có thể nhìn ra nàng là người dị thường tuyệt không chút kỳ quái tuy người khác muốn nàng sống giống như các cô nương tiểu thư khuê các ở cổ đại nhưng nàng không có điều kiện như vậy cũng không có người dạy nàng sống thế nào để giống như một cổ nhân, chợ càng ngày càng đông, khi thời gian đã đến, khăn đỏ vừa mở, người trên chợ nghe thấy tiếng động đều kéo đến cửa hàng để tên là cửa hàng theo đông đi xuân đến, cùng các cửa hàng khác bất đồng là, trên bảng hiệu còn có một hàng chữ nhỏ, trang phục độc nhất vô nhị, ở trước cửa không có động tĩnh gì, hội nguyên phủ trên đường phố hôm nay so với ngày thường còn muốn náo nhiệt vài phần, một đám trẻ con không quá 10 tuổi, mấy tiểu tử bất quá mới 4 năm tuổi hỗn độn trong đám người, cầm trong tay một chồng giấy, ngăn đón những người đi đường phát tờ giấy trong tay, trên mặt luôn tươi cười, đem tờ giấy bỏ vào trong tay người này rồi lại bỏ chạy đi tìm mục tiêu kế tiếp, mặc dù là người ít khi nóng giận cũng thật sự là tức giận không đứng dậy được, nếu như có vận khí tốt thì mới đọc xuống tới năm dòng kế tiếp, tất cả đều là một dạng chữ viết cùng một nội dung duy nhất, muốn độc nhất vô nhị sao, chợ đông 140 hào cửa hàng theo, đông đi xuân đến, nhất định có thể thỏa mãn ngươi, mong hạ cố quan lâm, chỉ cần có chút nhàn lại có chút tiền, người đều muốn nhìn một chút đó là một cửa hàng như thế nào, dám rõng rạc nói độc nhất vô nhị, phải biết rằng người có địa vị, đều người đặc biệt tới cửa yêu cầu siêm y mỗi mùa, đây mới là độc nhất vô nhị khi đi vào trong cửa hàng bọn họ mới biết được cái gọi là độc nhất vô nhị là chuyện gì cửa tiệm chân này chính là bán xiêm y dạng thêu trong cửa hàng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái xiêm y chỉnh tề treo trên tường nhìn lại vừa xem liền hiểu ngay hơn nữa những thứ thêu lên sẽ y phục cũng không giống nhau nếu như một kiện bị người khác mua đi thì cái dạng thêu này liền không bao giờ có nữa đây mới là nguyên nhân cửa tiệm dám nói chính mình độc nhất vô nhị vào trong cửa hàng người đến càng ngày càng nhiều, hỏi cũng càng lúc càng đông, ta thích cái này, nhưng kiện này ta mặc không vừa, có thể sửa không, đã không biết là lần thứ mấy hỏi qua vấn đề này, trang thư tình vẫn chịu khó giải thích nói, quần áo tất nhiên là có thể sửa, nhưng dù là sửa lớn hay là sửa nhỏ đều khẳng định không có đẹp mắt như hiện tại vậy, ở cái dạng theo này mọi thời điểm đều có tú nương chỉnh thể lo lắng, ở vị trí này theo đẹp mắt nhất sửa lớn sửa nhỏ vị trí liền thay đổi, ta cũng không dám cam đoan nói nhất định còn có thể hợp tâm ý ngài như hiện tại, cái dạng theo này ta thích ta mua nhưng không mặc, người ấn theo số đo của ta làm ra một kiện như thế này cho ta có được không, chỉ cần hai kiện ngài đều trả tiền, tất nhiên là có thể, có phải là ta muốn dạng theo như thế nào ngươi đều có thể làm ra cho ta hết, nếu vẽ ra một dạng theo đẹp mắt thì phải có lời nói cuối cùng mới được từ trong cửa hàng hàng ta đi ra, ta không thể lấy chiêu bài nhà mình, nơi này của ngươi có dạng theo cho ta lựa chọn hay không, có, bất quá ngài phải chờ, vị khách nhân này, cả quần áo lẫn hoa văn lại cho ngươi, trang thư tình biết phát truyền đơn nhất định sẽ có hiệu quả, đối với cổ nhân mà nói rất thích những thứ mới mẻ, tuy nàng không nghĩ tới sẽ đưa đến nhiều người như vậy, nam nhân đứng một bên, nữ nhân đứng một. Bên, phân biệt rõ ràng hơn nữa sau khi tiến vào xem qua sẽ có hứng thú lớn như vậy, liền vận dụng một hồi công phu, người trong cửa hàng đã đông hơn phân nửa, vô nương tự thấy thế liền nhanh chóng lại đây hỗ trợ trang thư tình lúc này mới có thời gian đi vào phòng trong lấy quần áo cùng giá áo ra treo lên tiếp, sau đó lại là một vòng vấn đề mới, đã có năm khách nhân hỏi có hoa văn lựa chọn để lựa chọn hay không, trang thư tình liền dẫn người đến một bên, lấy ra một một sớp hoa văn thật dày, vài vị có thể nhìn xem có thích những thứ này không, ta có thể cam đoan những thứ này trên thị trường không có, như thế nào cam đoan, trang thư tình chỉ chỉ đầu chính mình, đây đều là ta vẽ ra ta không bán ra bên ngoài, đương nhiên là không có, năm khách nhân đều là nữ tử, có phụ nhân cũng có cả những cô nương tuổi cập kê, đây đều là ngươi vẽ, đúng, vài vị chậm rãi xem, hoa văn đều là một chương mỏng manh, nếu như muốn giấu cũng không phải là việc khó, nhưng trang thư tình là biểu hiện phá lệ tin tưởng các nàng, nên khi một nhóm người đối mặt với nàng, nàng lại quay đi, nhưng mà thời gian đưa lưng về phía các nàng lâu như vậy cũng không quay đầu một lần, năm canh người nhìn nhau, đối với lão bản cô nương này rõ ràng sinh ra vài phần hảo cảm, cảm giác được người tín nhận luôn luôn rất tốt, ứng phó xong một vị khách nhân, trang thư tình khóe mắt dư quang phiêu du nhìn ra bên ngoài, người đều muốn mặt mũi, mặc dù năm người này bên trong đều có cái ý tưởng kia cũng sẽ đề phòng bị những người khác một từ nói toạc ra ở trước mặt nhiều người như vậy. Không nói chính mình khó khăn, nhưng mà người ở hội nguyên phủ đều muốn được sống yên ổn, biết được khớp xương trong đó, nàng mừng rỡ giả bộ hào phóng tiểu trưởng quầy, cái này bán bao nhiêu trang thư tình thu liễm suy nghĩ này, tiếp tục bận việc, đã là giữa chưa tháng 10, trang thư hàn lúc này chán cũng đã ướt mồ hôi, hắn không chỉ muốn thu tiền, nhưng vì tì tì bận quá mức lại còn phải chào hỏi khách khứa, lúc này hắn liền âm thầm may mắn chính mình xin phép đến hỗ trợ, hơn nữa dùng thời gian buổi sáng đem giá cả đều nhớ kỹ, bằng không chỉ bằng một người là tỷ tỷ ở đây thật không biết sẽ vội thành dạng gì, năm người bên kia đều chọn được hoa văn tốt, vô nương từ dẫn người vào buồng trong đem số lượng kích cỡ đưa cho các nàng, nhất nhất nhớ kỹ, nhận lấy tiền đặt cọc sau giao cho thư tình, nói các nàng 10 ngày sau tới lấy đồ may, một buổi sáng này nàng cũng mệt đến ngất ngư, nhớ tới trong cửa hàng của mình nàng cũng thật lâu rồi không vội qua như vậy thật hy vọng khi nào thì cũng có thể có vài ngày được như vậy trương tú nhi giữa chưa đến đưa cơm đứng ở ngoài cửa một hồi lâu không dám tiến vào trong lòng cũng hiện lên lo lắng trong tiệm này nam khách thật sự quá nhiều cũng may đã là buổi trưa không bao lâu khách nhân liền tán đi ít nhiều tú nhi tỷ người đã đến rồi trang thư tình đã sớm đói đến nỗi ngực dán vào lưng nhìn thấy người ánh mắt đều sáng khiên hư hàn trước nhìn liền lôi kéo người vào buồng trong vô nương tử người cũng mệt mỏi một buổi sáng bây giờ cùng chúng ta ăn trước một chút buổi chiều tránh không được còn nhờ nương tử đến hỗ trợ vô nương tử vẫy vẫy cánh tay một bữa cơm đã nghĩ muốn sai ta tiền công có phải cũng nên nên cấp một chút hay không, cấp đương nhiên phải cấp nhưng cơm vẫn phải ăn, trang thư tình đem đồ ăn lấy ra, cũng may Trương Tú Nhi chuẩn bị số lượng lớn, hơn nữa nàng cũng không ăn, chỉ nói mình ở nhà đã ăn rồi, còn có đưa một phần cho tên tiểu gia hòa kia, muội tử làm đồ ăn này thực ngon, vô nương tử tuy rằng là thương nhân thông minh lanh lợi, nhưng làm người cũng cực kỳ lanh lẹ, chưa đến một hồi liền cùng Trương Tú Nhi đối đáp mấy câu, cũng vì thế mà đến lúc này nàng mới biết được cái tiểu cô nương đem việc buôn bán làm được đến phong sinh thủy khởi này dĩ nhiên là thuê phòng ở lại, hơn nữa là phụ nhân ở cái tuổi này còn trẻ như vậy đã phải thủ tiết trách không được ngày đó có ân nhân đến cũng là phải đi đến cửa hàng lo lắng được như vậy cũng là đã chu toàn thỉnh thoảng vẫn có khách đến Hai tỷ đệ thay nhau ăn cơm, một chút nghỉ nơi cũng không có. Trương Tú Nhi cao hứng trong cửa hàng buôn bán tốt, lại lo lắng thư tình ăn như vậy sẽ không tiêu. Hôm nay còn có thư Hàn ở bên cạnh, trong cửa hàng có người đến hỗ trợ, nhưng thư Hàn còn phải đến trường, người khác cũng không có khả năng một mực hỗ trợ. Trong tiệm này trong ngoài đều bận việc sao, chỉ có thể có một người là thư tình, thân thể thế nào chịu được Tú Nhi thì tình huống trong cửa hàng ngươi cũng thấy đấy thật sự bận quá mức ngươi có hay không biết người nguyện ý làm việc để kiếm một phần tiền thừa dịp này khách nhân không còn nhiều trang thư tình lôi kéo trương tú nhi hỏi nữ nhân cũng được trong cửa hàng son phấn cũng không phải là có tiểu cô nương làm tiểu nhị sao ta muốn là ở trong cửa hàng thuê mấy nam nhân còn không biết phải mời đến người nào tuy trong cửa hàng ngươi cũng có nam khách nhân làm đồ may sẵn khó tránh khỏi có thời điểm cần người bên cạnh đo lường kích cỡ Dùng tiểu cô nương cũng không thích hợp đi trang thư tình xoa đầu, này thật đúng là chuyện phiền toái, tuổi còn nhỏ cũng không sao đâu, khoảng 10 tuổi cũng không thể còn truyền ra lời nói này nọ lung tung, khó nói ta đến hỏi thư thành, tiểu cô nương không khó tìm, cũng có tiểu cô nương trong nhà muốn ra ngoài tìm việc làm, ở trong cửa hàng làm so với bán mình làm nô tỳ thì tốt hơn nhiều, Trương Tú Nhi thanh tú co mày, trong tay muội không phải còn chút bạc nào sao? nếu thật sự không được thì đi mua hai người nam nữ đều được có tầng quan hệ chủ tớ này ở đây ai cũng nói không được gì trang thư tình liền thấy hiểu ra nàng thế nào đã quên đó là một có thể mua người a à. nàng không làm địa chủ mua để trong cửa hàng cũng là tốt nhìn ánh mắt này của ngươi sáng lên này trương tú nhi không khỏi bật cười ta đi rồi sẽ trở về buổi tối không nên về quá muộn trễ không xong phải hạn chế bán mới được bằng không đồ trong cửa hàng đều phải bán không ra trang thư tình chỉ vào ngăn tủ trên kia một nói chữ hàng toàn ở nơi đó tú nhi Tỉ ngươi nói cho dệt tỷ tỷ một cái tin khiến các nàng gia tăng người làm ngày mai trước cứ đưa một ít đến đây cho muội ừ ta đã biết xem có khách vào cửa không trương tú nhi không lại nói nữa cầm theo rổ cúi đầu rời đi chương ba mươi tặng người kiếm tiền rất mệt một ngày này trang thư tình triệt để hiểu được những lời này, nhưng khi thấy đệ đệ nói cho nàng biết hôm nay kiếm được bao nhiêu, mệt mỏi đều biến mất, trang thư Hàn vừa cẩn thận đếm lại một lần, ngẩng đầu lên lẩm bẩm nói, "Tì tì, quả thật là 273 lượng, để không đếm sai, trước hôm nay" hắn còn vụng trộm lo lắng cửa hàng có buôn bán tốt, nếu buôn bán không tốt hay không, tỷ tỷ khổ sở thì làm sao bây giờ, muốn học tiếp thì phải có tiền, muốn mua sách bút phải cân hai một khoản chi lớn, hắn còn tưởng về sau có phải tiết kiệm nữa hay không, tiên sinh thích hắn, nếu hắn đi mượn tiên sinh, tiên sinh hẳn là cũng sẽ cho hắn mượn, nhưng mà hiện tại, hắn lo lắng giống như đều dư thừa, một ngày liền buôn bán lời nhiều như vậy, tính toán, tỷ tỉ chỉ cần vất vả một năm liền đủ bọn họ mấy năm sinh hoạt sau này. Trang thư tình búng mi tâm hắn một chút, nhìn thấy chỗ đó đỏ lên lại lấy tay nhu nhu. Để còn tưởng mỗi ngày khác đều có thể buôn bán tốt như vậy sao? hôm nay mới khai trương, phát ra nhiều đơn truyền như vậy tóm lại là có thể dùng được, không có ai mỗi ngày đều đến mua xiêm y, bất quá cũng là mở đầu tốt, còn có không ít người là thanh toán tiền đặt cọc tự mình chọn hoa văn làm xiêm y, đây mới là đường làm ăn tỉ tỉ muốn hướng đến, bằng không làm như thế nào có thể thiết kế được độc nhất vô nhị tốt lắm, những thứ này cũng không phải ngươi muốn đều có thể làm được biết trong cửa hàng buôn bán không kém, người cũng có thể học theo đừng nghĩ ngợi lung tung nữa trang thư hàn mân mân môi hắn rõ ràng đều không có biểu hiện ra ngoài đem đệ đệ đuổi ra ngoài trang thư tình nâng những gói tiền nặng chịp sốt cục lộ nụ cười đây xem như là khởi đầu phi thường tốt đẹp không có ai biết khi những khách nhân từng người từng người tiến vào cửa hàng thì trong lòng nàng có bao nhiêu bất ổn, vì muốn đem cửa hàng này phát triển lên, chút bạc trong tay nàng có thể chi trả được hết những thứ khác không, tiền thuê nhà là một việc tiền công của tú nương mới là trước hết, mấy người dệt nương thật sự là liều mạng giúp nàng đẩy nhanh tốc độ, số lượng rất khả quan, tiền công cũng tương đối khả quan, may mắn là buôn bán tốt có lẽ, nàng có thể hỏi thăm một chút nơi nào có thợ rèn tài nghệ tốt còn có liễu tam tiểu thư khi nghĩ đến liễu gia trang thư tình liền nghĩ đến liễu tứ tiểu thư ngày hôm đó khiến hại thì đệ bọn họ chịu khổ muốn hai người này thật sự là một nhà cửa lớn liễu gia nàng thật đúng là không muốn đến nhưng ngọc bội của nương nàng tất yếu phải cầm lại nàng chiếm cứ thân thể người ta không thể đến thứ người ta nâng niu cũng giữ không được trong một thời gian ngắn nữa thôi khi nào cần thiết sẽ đến cầm lại dệt nương có được tin tức ngày thứ hai khi trang thư tình mới mở cửa không bao lâu lại tới cũng biết là nàng đã sớm ra ngoài buồn bán thế nhưng tốt như vậy dệt nương đếm những thứ bên trong cửa hàng thấy cũng chỉ còn lại quần áo liền kinh hô ra tiếng cả ngày hôm qua nàng đều đứng ngồi không yên chỉ sợ những thứ này không bán được tài lộ của mình sẽ chịu ảnh hưởng, hiện tại xem ra nàng thật sự là lo lắng vô ích cho nên còn phải vất vả dệt tỉ tỉ trong cửa hàng nếu thừa những hàng hóa này, sợ chống đỡ không nổi hai ngày, thì đồ đã hết, ta đem hàng mấy ngày nay mang đến hết cho muội sau khi trở về ta lại thúc giục các nàng, biết buôn bán được các nàng cũng có nhiệt tình, dệt nương một ngụm đáp ứng, biểu hiện so với lúc trước thống khoái không ít, trang thư tình cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì cũng không biết các nàng có thể chống đỡ quá ba tháng quy định hay không chỉ sợ không Bao lâu nữa sẽ có người nghĩ cách ép nàng xuống, người đều là xu lợi, chỉ cần có thể đem người lưu lại, nàng cũng không cần phải đi bước này, chỉ hy vọng các nàng không nên coi thường nàng chỉ là một đứa nhỏ. Hai người đang nói chuyện thì một người tiến vào cửa, là Bạch Chiêm, như trước một thân tử y, đúng là bộ trang phục trang thư tình đưa kia, trang thư tình ngẩn người mới một hồi mới ra đón người vào, "Bạch công tử, Bạch Chiêm từ trong tay tùy tùng tiếp nhận." một thất vải đưa cho nàng mạn đà la dùng vải này làm trang thư tình theo bản năng nhận lấy sau đó mới nhớ lại hỏi phải làm mấy bộ một thất vải này có thể làm được không ít có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu hình thêu toàn bộ là mạn đà la ân tất cả đều dùng chỉ màu đen thêu lên ân theo góc bác sĩ xem xét trang thư tình cảm thấy trong lòng người này có chút vấn đề có chút chấp nhất nghĩ nghĩ trang thư tình thử thăm dò hỏi một kiện trong đó thử dùng chỉ màu bạc thêu thử xem có tốt không ta cảm thấy hẳn là so với màu đen càng đẹp hơn dùng màu đen bạch chiêm không chút nghĩ ngợi liền phản bác thấy trang thư tình không nói cái gì nữa trong lòng hắn lại có có chút cảm giác gì đó không đúng dừng một chút lại nói một kiện dùng màu bạc trang thư tình không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý sửng sốt hồi lâu liền nở nụ cười xem ra còn không phải không có thuốc nào cứu được nữa ta tìm tú nương lúc trước làm cho ngươi không thể kém hơn so với cái này thấy hắn nói chuyện tốt như vậy trang thư tình lá gan càng lớn hơn trong tiệm này nàng đều dùng loại vải bình thường không có loại ải nào tốt nào để thu hút khách nhân không bằng bạch công tử giá trước ta yêu đãi cho ngài chờ quần áo làm xong có thể treo lên hai ngày ở trong cửa hàng ta hay không bạch chiêm không biết nàng có chủ ý gì mặt mày thoáng nhướng liền đáp ứng bất quá phải làm cho hắn hai bộ trước một bộ sau mới có thể treo trong cửa hàng nàng không nhận ra được đây là loại vải gì nhưng luôn có người biết nhìn hàng đến lúc đó nhất định mỗi ngày sẽ đến cửa hàng chờ xem đến lúc đó khách nhân sẽ là có loại biểu tình gì, có khách tới cửa, trang thư tình thuận thế rời đi chào hỏi khách khứa, bạch chiêm trong lòng không hiểu sao có chút không thoải mái, chờ khách nhân đi liền ra phía trước hỏi, không theo thêm người sao, tạm thời đi thuê có chút không thích hợp, ta tính đi mua hai người về, nam nhân hay nữ nhân, xem tình huống ngày hôm qua, ta thấy nam khách nhân cũng không thiếu, vậy thì sẽ phải mua một nam nhân, cũng không thể để cô nương người ta đi đo kích cỡ cho nam nhân, động tác trang thư tình dọn dẹp quần áo đột nhiên dừng lại, thật là, nàng và Bạch Chiêm nói cái này làm gì a, à? cũng may Bạch Chiêm sau khi nghe xong liền rời đi, bằng không thật đúng là không biết nói cái gì nữa mới tốt, dệt nương ở một bên nên cuộc đối thoại của hai người cũng nghe được ít nhiều, thấy người đi rồi liền tiến đến hỏi, nhìn công tử này rất có khí phái muội nhận thức sao có ân với muội và thư hàn trang thư tình không nghĩ sẽ lại nói tiếp chủ đề này thẳng thường dục người về nhà mau trở về làm việc bằng không sẽ nghèo rớt mồng tơi mới mở cửa không lâu liền có khách tiến vào còn là người đi thành đàn dệt nương tất nhiên là tin tưởng lời này cũng không ở đây lâu hơn nữa cuộc sống kiếm được nhiều tiền cũng không hơn được sai khi bạch chiêm rời đi không xa thủ hạ kia không biết từ đâu dắt xe ngựa lúc trước trang thư tình từng ngồi người ngồi ở càng xe là thanh niên ngày đó đưa tỷ đệ hai người về nhà công tử trở về vâng trang thư tình không có nghe ngóng được gì về bạch phủ kỳ thực phủ ở là ngay trong nội thành cửa lớn cũng không thấp hơn so với bất kỳ nhà nào có quyền đặt hai tôn thạch sư ở trước bậc thềm nhà, ngay cả trên cửa cũng không giống các nhà bình thường khác treo bảng hiệu. Người biết rõ nội tình tất nhiên biết đây là bạch phủ, cũng biết bạch phủ này có bao nhiêu không dễ chọc. Người không biết căn bản sẽ không biết ở hội nguyên phủ này còn có một bạch gia như vậy. Xe ngựa trực tiếp chạy vào cửa viện phía trước. Cho dù là người lúc nãy đang còn khoa chân múa tay vù vù xé gió cũng đều lập tức ngừng lại. Công tử đã về, Trần Nguyên đi theo ta. Có một một mẫu thân xuất thân giang hồ, Bạch Chiêm làm việc tất nhiên cũng mang theo thói quen của giang hồ, trong phủ cũng không có quy củ xâm nghiêm, nhưng mà cái gì không thể làm trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng, chỉ cần không phạm vào lỗi không thể phạm, người trong phủ sống kỳ thực đều tốt, người từ trong phủ chọn ra một nam hai nữ, nghĩ biện pháp bán cho trang thư tình, thời gian Trần Nguyên đi theo Bạch Chiêm dài nhất, cũng được hắn tín nhiệm nhất, tất nhiên rõ ràng công tử nhà hắn gần đây đang làm những chuyện gì nguyên tưởng rằng công tử là tìm lạc thú mới hắn cũng vui vẻ được công tử giao việc làm miễn cho công tử ép buộc bọn họ nhưng trước mắt tình huống này có chút không thích hợp a à, công tử có phải có hơi chuyên tâm một chút hay không, đem người trong phủ bán cho trang thư tình, thiếu điều quỳ xuống cầu xin đối phương để người của bọn họ đến làm việc cho nàng đi, nhưng vấn đề là công tử hoàn toàn không biết việc này có cái gì không thích hợp, hắn nên nhắc nhở một chút hay không, ý niệm này vừa vút qua trong đầu một chút đã bị Trần Nguyên Quang đi, vẫn là để công tử tự mình hiểu ra đi, chuyện này ép buộc cũng là loại lạc thú không phải sao, nhưng mà phải hướng người ở trong phủ nhắc nhở chờ một tiếng đối với trang thư không trang cô nương về sau phải khép nép quan tâm một chút mới được mặc kệ là lạc thú nhất thời của công tử hay là công tử thật sự động tâm kính một chút cũng không sao liên tục bốn ngày liền trang thư tình thật sự là chống đỡ không được thanh âm khàn đến độ nói không ra lời trang thư hàn một câu hắn muốn đi hỗ trợ vừa đến bên miệng đã bị trang thư tình liếc một cái chừng mắt nhìn trở về nàng hiện tại không muốn nhiều lời một chữ như vậy không được thư tình người vẫn là nhanh chóng đi mua hai người đi, đừng để thân thể mệt muốn chết rồi, trang thư tình gật đầu, việc này tất yếu lập tức thực thi uống ngụm trà, trang thư tình thanh âm nói, giữa chưa khách nhân ít ta để vô nương tử giúp đỡ xem tiệm ta đi chọn hai người, người đi tìm chu ma ma, danh tiếng nàng tốt không bán người có vấn đề, chu ma ma có phải có danh tiếng tốt hay không trang thư tình không dám cam đoan, nhưng nàng bán người là thật không sai, đi tới bất quá một lát nàng liền mua ba người trở về so dự tính nhiều hơn một người một nam hai nữ nam tên là hướng tả còn nữ người vóc dáng cao tên là từng yến người thấp một chút tên là chu châu nàng nguyên bản chỉ tính mua hướng tả và từng yến nhưng hai người cầu tình nói ba người là đồng hương nàng nhất thời mềm lòng liền dùng nhiều hơn mười lượng bạc mua ba người học về trên đường trở về trang thư tình hỏi thấy các ngươi cũng không giống như người cuộc sống khó khăn làm sao có thể bán bán đứt chính mình ba người kín nhìn nhau bọn họ cũng không nghĩ ra a à, công tử nói một câu bọn họ sao có thể không đến vì để cho bọn họ thoạt nhìn giống người bán mình một chút ba người đều phải nhịn đói hai ngày cũng không cho bọn họ ngủ hai buổi tối thoạt nhìn cũng giống như người chạy nạn hướng tà đáp lời nói gia hương gặp thiên tai đệ đệ và muội muội còn nhỏ là anh cả trong nhà đành phải làm việc kiếm ăn gia chủ yên tâm chúng ta đều đều là người chịu khổ được trang thư tình cũng không đa nghi trên thực tế hôm nay chu mẹ ma cho nàng xem người cũng không quá khó coi trên quần áo mặc dù có chút mụn vá nhưng cũng đều sạch sẽ nếu không phải sắc mặt nhìn không tốt thì cũng không mấy khác biệt với dân chúng bình thường nàng cũng chưa từng thấy qua những người bán mình tất nhiên cũng không biết cái này có cái gì không đúng nghe thấy nam nhân nói vậy liền cười ta cũng không thể cho các ngươi chịu nhiều khổ cũng không có nhiều khổ như vậy, ta mở cửa hàng, thật sự bẩn quá mức mới tính mua hai người đến hỗ trợ, các ngươi ngày thường chỉ cần ở trong cửa hàng hỗ trợ ta là tốt rồi, về sau cũng đừng gọi ta là gia chủ, gọi ta trưởng quầy là được, vâng, trưởng quầy, chương 32, có tiền, ngoài ra còn có một việc, hiện tại ta đang thuê nhà ở, nơi đó nam nhân ra vào cũng không tiện, cho nên hướng tả, ngươi ủy khuất một chút, trước tiên cứ ở trong cửa hàng, qua một thời Thời gian ngắn ta lại đi thuê chỗ ở cho ngươi, trong mắt hướng Tả xoẹt qua một điểm dị sắc không thể nhận ra, đi theo công tử, người nào mà không biết có người đối xử tử tế với hạ nhân, cũng có người lo lắng cho hạ nhân, nhưng sẽ không có khả năng vì không tìm được một chỗ ở tốt cho hắn mà gương mặt lại hiện lên vẻ áy náy, điều này khiến hướng Tả nhìn chủ tử mới mà công tử sai hắn tới hầu hạ bằng một con mắt khác, hắn cũng nhận thấy, nàng không đối đãi với hắn như với hạ nhân, hoặc là vì trong nhận thức của nàng, nàng cũng không vì bọn họ là hạ nhân mà xem nhẹ bất kể như thế nào, người như vậy rất khó khiến người ta không yêu thích hướng tả nhẹ nhàng thở ra, nếu như công tử thật sự đưa hắn đi hầu hạ một đại tiểu thư điêu ngoa, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, tuy nhiên khi biết được chủ tử mới này là người dễ hầu hạ, hắn vẫn thật cao hứng, trang thư tình nào biết được suy nghĩ của hướng tả, không có biện pháp, nàng sống gần 30 năm ở thế giới kia, luôn nghĩ cả đời sẽ suy nghĩ vì các em trai, em gái trong cô nhi viện, đột nhiên thân phận lại có sự thay đổi lớn như bây giờ, quan niệm đã hình thành từ lâu trong đầu nàng cũng không thể nói bỏ là bỏ, dù nàng biết ở đây, cũng có một một số nhà có tiền đối với hạ nhân động chút là đánh mắng, coi mạng người như cỏ rác theo như pháp chế của xã hội nàng sống kiếp trước. Đối với xã hội phong kiến lúc này, nàng còn chưa thích ứng được nói lại rõ ràng chuyện trong cửa hàng xong, lại ở bên cạnh chiếu cố một ngày, trang thư tình cứ yên tâm nhàn hạ tuy rằng hoa văn còn đủ dùng, nhưng mỗi một ngày lại giảm bớt còn ở chỗ mấy dệt nương cũng càng ngày. Càng giảm đi, thời gian rảnh của nàng lại càng ngày càng ít, trách không được mưa càng lúc càng lạnh, một lát nữa mưa đến, không mặc thêm áo sẽ chịu không nổi, Trương Tú Nhi cẩn thận bỏ đồ theo xong vào trong rổ, xoa xoa tay, tuy rằng nàng không biết đây là loại vải dệt gì, nhưng cầm ở trong tay tất nhiên biết là vật quý giá, trong ngày thường đều thật chú ý, sợ làm dơ, làm hỏng, khi tỷ đệ thư tình chuyển đến sống, cuộc sống của nàng ngày càng tốt hơn nhiều không chỉ có người làm bạn sinh hoạt cũng dư giả không ít hiện tại thư tình lại đem tiền đặt cọc trả cho bộ áo nàng làm không cần nàng làm nhanh chỉ cần làm tốt lúc trước dệt nương không đồng ý với đề nghị này nhưng nàng không hề nghĩ ngợi liền gật đầu vốn chỉ nghĩ sẽ giúp được cho thư tình bất quá mấy ngày trôi qua nàng cũng biết là nàng chiếm tiện nghi nàng không phải người khôn khéo nhưng cũng biết đạo đạo lý làm người bạc hàng tháng nàng có thể kiếm ra đều nhiều hơn lúc trước mấy lần đây ít nhiều đều nhờ thư tình tay trang thư tình cũng có chút cứng dứt khoát buông bút hoạt động thả lỏng bàn tay vừa xoa tay vừa nói đã đến giữa tháng 10, trời ngày càng lạnh, ta tính đi mua một chiếc xe ngựa, Thư Hàn đều đi học vào lúc sáng sớm như vậy, đúng là thời điểm không tốt, nếu vì lạnh mà phát bệnh ta sẽ đau lòng, có dư tiền mua cũng tốt, nhưng mà mã phu ngươi cũng phải thuê một người, để hướng tả giúp ta đưa Thư Hàn đến trường học cũng được, dù sao cũng không dùng được bao lâu, không cần tiếc số tiền kia, nhớ tới khi nàng mua ba người kia, Trương Tú Nhi cũng cảm thấy chủ ý này này không sai. Trang thư tình còn rất nhiều chuyện phải suy nghĩ nàng nghĩ muốn nhờ tú nương làm thêm hai cái nữa còn muốn cố định một đội ngũ làm đồ may sẵn nắm giữ ở trong tay người khác tổng không phải như vậy hồi sự nhỡ là có người nổi lên ý xấu nắm chặt lấy nguồn cung cấp này chịu thiệt vẫn là nàng vừa nói ra chủ ý này trương tú nhi liền vội gật đầu tuy rằng ta không hiểu việc này nhưng cũng biết đạo lý tiền tài động lòng người cửa hàng của ngươi làm ăn buôn bán tốt khó tránh khỏi có người đỏ mắt đến lúc đó chuyện không may sẽ đến người chỉ là một tiểu cô nương sao có thể đấu lại với tất cả bọn họ vẫn nên nắm tốt tất cả trong tay mình đúng vậy về phần những tú nương kia thì phải nhờ đến dệt tỷ tỷ hỗ trợ xem có thể tìm thêm vài người nữa đến hay không mặt khác còn phải tìm vài người đến làm đồ may sẵn việc này tú nhi tỷ có biện pháp gì không cô nương nhà ai cũng đều sống bằng một tay kim chỉ muốn tìm ra mấy người có thủ nghệ tốt cũng không khó cái này ta có thể đi hỏi thăm một chút vậy thì ta sẽ không khách khí với tú nhi tỷ trang thư tình trêu ghẹo câu thở dài ta không phải là người ở địa phương này có một số việc muốn làm được phải dựa đến những người ở đây may mắn khi ta đến hội nguyên phủ đều gặp được những người hảo tâm mọi người đều như vậy người đối tốt với người khác thì người ta mới đối tốt với ngươi người nếu không tốt thì thư thành cũng sẽ không đưa ngươi đến chỗ của ta đương nhiên cũng sẽ không nói đến những chuyện sau này trương tú nhi nhìn sắc trời người tiếp tục làm ta đi chuẩn bị cơm trưa một lát nữa từng yến sẽ trở lại trong cửa hàng có nam nhân trương tú nhi sẽ không tiếp tục đi đến cửa hàng này hai ngày đều là từng yến trở về lấy cơm trưa trời mưa không lớn nhưng lại mưa liên tiếp ba ngày đi ra ngoài đi vài bước thì giày liền ẩm trang thư tình dứt khoát không ra khỏi cửa thấy hoa văn đã vẽ đủ liền liền cân nhắc đến việc khác, cửa hàng buôn bán ổn định, tuy rằng không có tốt như ngày đầu tiên, nhưng mỗi ngày đều thu vào khoảng 150 đến 200 lượng, như vậy tiền trong tay nàng hiện đã dư giả, liền sẽ có chỗ để dùng, trang thư tình theo trương thư thành đi xem xe ngựa, phu xe thì không cần, nên giá sẽ không quá đắt, nàng dự đoán sẽ khoảng 100 lượng, thấy cũng không phải không kham nổi, cũng đã chọn được 5 người làm đồ may sẵn, tuy rằng còn hơi ít một chút nhưng là chỉ cần làm ăn phát đạt sẽ khiến các nàng nhìn thấy lợi ích thực tế về sau bằng hữu sẽ mang theo bằng hữu số người đến cửa hàng sẽ nhiều hơn bây giờ còn có vu nương tử giúp đỡ bên kia nàng cũng không cần gấp như vậy chỉ có chuyện tú nương không dự tính được thuận lợi này hội nguyên phủ có 12 tiệm theo có danh tiếng tú nương tay nghề tốt đã sớm bị chia ra mỗi nơi những người giống như dệt nương bởi vì nhiều nguyên nhân mà phải làm một mình thì cũng là rất ít cửa hàng của nàng mới khai trương liền buôn bán thuận lợi như vậy hiện tại những người cùng nghề đã sớm để tâm biết nàng muốn lôi kéo người về sẽ càng cẩn thận đề phòng tay nghề không tốt thì tú nương cũng không thể dùng thợ may ở nhà hay thợ may ở cửa hàng đều có thể làm được đông đi xuân tới để có lời thì phải có dạng đồ thêu độc nhất vô nhị cho dù nàng có là một họa sĩ điêu luyện sắc sảo thì cũng cần phải có tú nương tay nghề tốt và tài năng có thể làm được những đồ thêu bán ra với giá cao nhất dệt tỉ tỉ chỉ cần tỷ có, thể giúp ta kéo người về, không cần chờ 3 tháng sau, ta lập tức lấy đề nghị giống như lúc trước ta nói với tỷ làm điều kiện trao đổi, tỷ cũng thấy việc làm ăn buôn bán trong cửa hàng rồi đấy không cần gạt ngươi, ngươi bán hai, ba cái cũng không bằng đưa qua tay ta liền có thể bán 12, tuy rằng chia như vậy mà nói, ngươi chỉ có thể nhận được ba phần như lúc trước, nhưng hoa văn cùng vài dệt đều không cần ngươi trả tiền, không nhiều hơn, thêm một hai cũng không được một kiện ngươi làm ra nhiều nhất cũng kiếm được một lượng bạc cũng không xem là giá cao, dù là giá gốc cũng không được như thế này, bức tranh theo hoa văn mà bọn họ làm được nếu như treo ở trong cửa hàng bán 10 lượng ta bán cho khách hàng ít nhất phải 20 lượng nhưng ta sẽ từ trong tay các ngươi thu lên, nếu như là giá bình thư như lúc trước, bút chướng này bao nhiêu tiền chắc dệt thì thì không cần ta nhiều lời chứ, vào ngày đầu tiên cửa hàng khai trương dệt nương liền hối hận sớm biết cửa hàng làm ăn tốt như vậy ban đầu nàng nên đồng ý đề nghị của trang thư tình mắt thấy túi tiền to chuẩn bị đưa vào túi của chính mình sẽ bị người khác đoạt mất mấy ngày nay nàng cũng ăn không ngon ngủ không yên lại nghe được nàng nói lên giá đã định nàng liền vỗ ngực mở miệng yên tâm điều kiện của ngươi đương nhiên là tốt ta cũng sẽ cố kiếm đến vài người cho ngươi xem qua chỉ cần đem em đồ thêu này bày lên giá ta cũng không tin không có người động tâm muốn mua về trang thư tình cười cong cong khóe mắt nhìn giống như một tiểu hồ ly không cần làm cho những tiệm thêu khác bất mãn mới tốt, chúng ta chỉ là cửa hàng nhỏ, đắc tội không nổi, yên tâm, ta sẽ không như vậy, tiễn người đi, trang thư tình liền nở nụ cười, có tiền có thể bắt quỷ say cối, có tiền cũng có thể khiến cho người ta tận tâm tận lực làm việc, đời trước của nàng tuy không phải người làm ăn, nhưng lại bị người ta đào hố, đời này nàng không nghĩ sẽ rơi vào hố mà người khác đào một lần nữa, tất nhiên sẽ phải chịu thiệt ăn hơn, nói nói chung nếu mắt biết nhìn xa hơn mới không uổng công so thiệt hơn cùng người khác giữa chưa từng yến trở về lấy cơm còn thuận tiện nói một câu trưởng quầy có vị bạch công tử tìm ngài nói là buổi chiều sẽ lại tới đây là muốn gặp nàng ở cửa hàng vào buổi chiều trang thư tình và từng yến cùng đến cửa hàng không có nửa điểm muốn đến làm nghịch ý hắn người như bạch chiêm sẽ không có chỗ nào cố kỵ nàng trước hết muốn giữ thanh danh của tú nhi tỷ không thể để cho hắn đi vào nhà, vừa sắp xếp hoa văn, bạch chiêm đã tới rồi, như trước là kia một thân tử y theo mạn đà la, bạch công tử tìm ta có việc ngươi đoán xem ta mặc bộ quần áo này mấy ngày rồi, có quan hệ gì với nàng sao, cũng không thể nào mặc từ ngày đó lấy tới hôm nay đi ta muốn thay đổi, trang thư tình ngộ ra âm thầm cảm thấy may mắn khi thuận tay đem theo kiện trang phục ngày hôm qua tố nhi tỷ vừa làm xong, nghĩ rồi liền đi vào phòng trong lấy ra đưa cho hắn, mới làm được một kiện, tốc độ tuy chậm một chút nhưng ta cam đoan là chất lượng tốt, vải dệt thiên tàm ti làm thành xiêm y cầm ở trong tay cảm giác rõ ràng không giống với những loại vải khác, bạch chiêm dừng ánh mắt trên một đóa đóa hoa bỉ ngạn, không biết vì sao, hắn lại cực kỳ thích loại hoa này, lúc trước hắn chưa từng xem qua hoa, mượn phòng dùng một chút, nói xong cũng không đợi trang thư tình đáp ứng liền thẳng hướng đi vào trong phòng, hướng tả vội nói, trưởng quầy ta vào xem, trang thư tình gật đầu, cảm thấy cũng có chút hoài nghi bạch công tử có phải không tự mặc quần áo được nàng đúng là xem thường bạch chiêm, hắn nhiều năm chạy theo mẫu thân ở bên ngoài, còn có thể làm ra những chuyện vượt qua tất cả dự kiến của mọi người, Hướng Tả đi ra liền đóng cửa lại, hành lễ rồi tiến lên giúp đỡ hắn sửa sang lại, bạch chiêm hắn một thân đại gia động tác thoải mái, nhàn nhàn hỏi, buôn bán thế nào, xem cửa hàng này làm ăn cũng không phải quá tệ, mỗi ngày thu vào khoảng hơn 150 lượng, không quá nhiều cũng không phải quá ít, chuyển hướng tiếp tục sửa đồ, hướng Tả thấp giọng nói, Trường quầy lúc trước hẳn chưa từng buôn bán, rất nhiều chuyện lúc trước cũng không nghĩ đến, hiện tại mới bắt đầu đều đem lỗ hổng từng chút từng chút lấp đầy, thuộc hạ sợ sẽ khiến nàng hoài nghi, một số việc cũng không dám xen mồm vào, việc này các ngươi không cần phải xen vào, khiến nàng chịu thiệt một chút, khi chịu thiệt thì tự nhiên sẽ có kinh nghiệm, Bạch Chiêm giống như đã quên ba người này là hắn phái đến, khiến hắn nói như không xem ra gì vậy, trước mắt đã có tính toán gì, hướng tả chỉ dám trợn trắng mắt ở trong lòng không cần Trần Đại Tổng quan nhắc nhở hắn cũng tuyệt sẽ không đi chọc vào công tử, để công tử tự đi ép buộc mình sẽ tốt hơn đến ép buộc những người đáng thương như bọn họ, 150 lượng có đủ để mua một bộ trang phục này không? Bạch Chiêm nhìn người cầm tay áo hắn run lẩy bẩy, hỏi, hướng tả không biết phản ứng sao cho thích hợp nhất, vải thiên tầm ti dù cho có tiền có thể mua được sao? còn nghĩ dùng 150 lượng để mua một bộ, dù là một góc vải nhỏ trên tay áo cũng không mua được đi, đợi không thấy hắn đáp lại, bạch chiêm nhíu mày nhìn, lại hỏi, có thể hay không, công tử, vải thiên tàm ti dù có tiền cũng không mua được, thì ra không thể, bạch chiêm tự mình lý giải ý nghĩa trong lời nói của hướng tả, sinh ý trong cửa hàng phải tốt một chút mới được, mỗi ngày đều bận việc như vậy mà ngay cả một bộ quần áo cũng mua không nổi, việc Buôn bán này sao có thể nói là tốt Chương 33 Bạch công tử bất mãn sợ trang thư tình nghi ngờ hai người thu thập thỏa đáng liền đi ra ngoài, cầm trong tay xiêm y công tử đã mặc vài ngày, hướng tả vụng trộm người, quả thật là có chút mùi lạ, xiêm y này công tử rốt cuộc mặc mấy ngày, đại tổng quản sẽ mặc kệ không lo sao, là bởi vì trưởng quầy đưa một thân quần áo làm tạ lễ, nên mấy ngăn tủ cùng mấy hòm lớn đựng xiêm y cũng không có mặc, hắn cảm thấy thương cảm cho vị kia hàng năm gần đem nửa sấp vài thiên tàm ti đưa tới cho công tử khố phòng cũng chỉ thu lại vài thất bằng không theo như bản tính soi mói cùng to gan lớn mật của công tử sợ là sẽ trực tiếp đến khố phòng của vị kia tìm bất quá nếu như công tử làm như vậy vị kia ngược lại sẽ càng cao hứng đi, dám ở trước mặt vị kia thể hiện sự bốc đồng, lại còn đúng lý hợp tình như vậy, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một mình công tử nhà hắn, hướng tả suy nghĩ, trong lòng không có loại cảm giác ủ rũ, cũng không có chút tùy thân nào vì bị công tử bán mà sẽ không cam lòng, bởi vì công tử càng lúc càng lười hoạt động, người trong phủ đều nhàn đến bệnh, có thể có việc cho hắn làm đã là tốt lắm rồi, bạch chiêm trực tiếp đi đến trước mặt Trang Thư Tình, ngăn trở tầm mắt của nàng, Trang Thư Tình nghĩ làm bộ như không thấy hắn cũng không được, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên hỏi, Bạch Công Tử có vừa lòng không, vừa người, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, ba ngày làm một bộ có đủ hay không, không đủ, ít nhất phải bảy ngày mới được, đồ án đa dạng như vậy thật không dễ theo, giá cũng quý hơn so với bình thường, Trang Thư Tình cố ý nhắc nhở hắn nên trả tiền, Bạch Chiêm thiếu cái gì chứ không thiếu tiền, sảng khoái lấy ra một tấm ngân phiếu đưa tới, trang thư tình nhận lấy nhìn nhìn, tận lực bảo trì chấn định đẩy trở về, thật có lỗi, cửa hàng nhỏ, không có đủ tiền thối trả cho ngân phiếu một ngàn lượng của công thử, kỳ thực trong lòng đã có tính toán, nàng cũng không nghĩ sẽ tặng không, chỉ tính toán thu hai mươi lượng của hắn, dù sao thì chính mình chịu thiệt một chút, nhiều lắm thì nhờ tú nhi tỷ làm xong nhanh một chút, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, nhưng mà người ta vừa ra tay chính là một ngàn lượng, đây là muốn nói với nàng, đến lấy đi, mau tới lấy đi, nàng sẽ chống cự lại được cơ hội tốt như vậy sao? nhưng thật ra Bạch Chiêm chỉ nghĩ, một ngày nàng cũng chỉ có thể kiếm được 150 lượng, một kiện trang phục nếu đưa 1.000 lượng thì quả thật sẽ hơn rất nhiều, thu hồi ngân phiếu 1.000 lượng, lấy một tấm ngân phiếu 100 lượng mang theo bên người đưa qua, thổ hào, trang thư tình đưa mắt nhìn âm thầm nghĩ. Nhưng lần này là lưu loát nhận lấy tiền công của cả ba kiện trang phục ta đã thu, ba kiện mới có một trăm lượng, trách không được kiếm ít như vậy. Bạch Chiêm cảm thấy, hắn nên để một số người bỏ ra nhiều tiền hơn một chút, có chuyện phải làm, Bạch Chiêm không tiếp tục lưu lại, liếc mắt nhìn hướng tả rồi ly khai, hướng tả hiểu ý, thấy người đã ra ngoài một hồi mới làm ra biểu tình vừa nhớ tới trên mặt ảo não nói, siêm y của Bạch Công Tử còn ở nơi này, trưởng quầy ta đuổi theo trả lại, trang thư tình cũng không nghĩ nhiều, vẫy vẫy tay ý bảo hắn nhanh đi, Bạch Chiêm ngay ở con hẻm trước chợ chờ hắn công tử có gì phân phó, những người đó đến cửa hàng, người đem giá nâng lên một chút, hướng tả đương nhiên sẽ không đi hỏi những người đó là người nào, bọn họ chỉ có thể là những người có nhiều nhược điểm ở trong tay công tử, tùy thời chờ để công tử thu thập, ngẫm lại người ở hội nguyên phủ này cũng thật đáng thương, có một vị tổ tông như vậy ở hội nguyên phủ, dù có ở trên người nữ nhân mà tiêu giao cũng không thể tận tâm, lúc nào cũng phải mở to mắt mà lưu tâm miễn cho lại bị công tử nắm được thóp nhưng mà công tử những thứ trong cửa hàng đều được trưởng quầy định ra giá rồi nếu vượt qua quá nhiều sợ là sẽ không tốt lắm đó là chuyện mà ngươi phải lo lắng mặt bạch chiêm không biểu cảm nhìn hắn làm nguyên một ngày mà ngay cả một bộ trang phục của ta cũng mua không nổi dọa người việc này thì ra là như vậy sao công tử có biết một cửa hàng bình thường một ngày có thể kiếm ra bao nhiêu cửa hàng này của trưởng quầy ở phía đông chợ này đã xem như độc nhất hướng tả dùng sức nuốt nước miếng một cái biết có cùng công tử phân rõ phải trái cũng vô dụng công tử cho rằng điều đó đúng thì nó sẽ không bao giờ sai nói nhiều hơn nữa đều chỉ có thể chứng minh bản thân mình vô dụng phàm là người trong phủ đều có nhận thức này chỉ có thể trước cắn răng sau đáp ứng bạch chiêm lúc này mới vừa lòng tay trống lên xe ngồi lên nghĩ nghĩ rồi lại nhảy xuống nàng nhờ người đi mua xe ngựa người đem cái xe ngựa này cho nàng hướng tả tiếp nhận giáo huấn không tiếp tục hỏi nếu trưởng quầy nhận ra xe này thì làm sao bây giờ nếu hắn hỏi công tử lại tiếp tục nói với hắn câu kia đó là chuyện mà ngươi phải lo lắng nói rồi bạch chiêm chắp tay sau lưng đi mất hướng tả cầm xiêm y đưa tới cho một người đang ở chỗ tối bảo hộ công tử đây là người ở kinh đô mà vị kia phái tới cùng bọn họ nước sông không phạm nước giếng vì nhàn rỗi nên ngầm luận bàn mấy lần với bọn họ có mà công tử phân phó thì chuyện hợp tác giữ bọn họ cũng thường xảy ra, mặc kệ vị kia đối với những đứa con khác của hắn là thái độ gì, còn với công tử thật sự là không khác gì một người phụ thân bình thường, sợ công tử sống không tốt, bọn họ đã ngầm thảo luận, đều cảm thấy ở điểm này vị kia cũng chỉ là người bình thường, nhi tử càng không nghe lời ngài càng để bụng, dù có mắng công tử hai câu cũng đều vì yêu thương, nếu có ai nói công tử chỗ nào không không giống vị kia thì ngài thực sự sẽ đem vị trí ngài đang ngồi kia nhường cho người đó đi, ở điểm này, người trong phủ đều rất chắc chắn, ngoại nhân thì không biết được nhưng bọn họ cùng người trong lâu phủ thì rõ ràng, lúc công tử 14 tuổi liền một mình đấu với một tiểu quốc, đó là một quốc gia tôn sùng việc thực hiện vũ lực, đơn giản mà trực tiếp gọi là võ quốc, tuy rằng không có đất rộng của nhiều như Đại Chu, nhưng luận về vũ lực cá nhân, tùy tiện đem một người phụ nữ cũng có thể đánh ngã một tráng nam nhân của đại chu quân vương bọn họ cũng không phải thừa kế mà là ai có nắm tay lớn người đó có thể an vị tại vị trí kia công tử thắng đương nhiên chính là vương nhưng công tử lại không có kiên nhẫn để quản việc cũng chướng mắt vị trí kia phùi mông liền đi mất cái kia tiểu quốc cũng rất lạ chẳng những không để ý công tử bụng dạ khó lường còn bỏ xuống lại người tiếp nhận vị trí kia một đường đuổi theo công từ đến đại chu công tử bị cuốn lấy tức giận không thôi nhưng mà lúc đó lão phu nhân vẫn còn sống liền quyết định thay hắn hắn coi như có danh dự là thượng vương nhưng mọi sự mặc kệ vị trí kia vẫn cho người trước ngồi tất cả sự tình nên làm như thế nào và phải làm như thế nào thì cứ như cụ an bày sự việc này sau mới lặng xuống, hắn cảm thấy việc lão phu nhân luôn nghĩ đến cùng với việc của bọn họ khẳng định là giống nhau, thực sự, để công tử làm quốc vương, võ quốc sẽ bị công tử ép buộc không biết thành ra cái dạng gì, vẫn là không cần tạo ra cái nghiệt kia, những thứ này vị kia ở kinh đô đương nhiên không có khả năng tra được, nếu không công tử chỉ kém viết rõ lên trên chán, không muốn đi kinh đô đối với vị trí kia thì chỉ cười nhạt nhưng càng như vậy vị kia càng không thể yên tâm, nghĩ lâu, hướng tả vỗ cái chán, chạy chậm trở về cửa hàng, đuổi theo, vâng, bạch công tử đi chậm, trang thư tình cũng không tiếp tục với chuyện vừa hỏi, lập tức liền chuyển sang đề tài khác, ta thấy còn dư lại chút hoa văn, hai ngày nữa sẽ định ra những trang phục khác nhau, hoa văn có chút tương đối phức tạp đem trưng bày, vâng, hướng tả đầu óc vừa động, từ đó mà nói theo, trưởng quầy chớ có trách ta lắm miệng, ta cảm thấy những hoa văn phức tạp này ngài định giá quá thấp khách nhân nguyện ý tiêu tiền vì những thứ này khẳng định cũng là bởi vì những thứ đó làm cho bọn họ thích này cũng là tâm sức của ngài càng phức tạp càng có thể khiến bọn họ yêu thích giá cũng là sẽ không đồng nhất có một số người nói không chừng cũng bởi vì ngài định giá quá thấp khiến cho bọn họ cảm thấy hạ giá mới làm cho việc mua bán không thành từng yến chu châu các ngươi nói có đúng không hai người nhìn thấy ánh mắt hắn liền khẳng định cùng việc công tử vừa ly khai có liên quan vội hát đệm theo hắn Quầy. Chúng ta cũng cảm thấy như vậy, người xem cái này đơn giản mà đa dạng, ngài nên định giá là 10 lượng bạc, nhìn cái này, so với cái vừa rồi kia càng đẹp mắt hơn, cũng phức tạp hơn nhiều, nhưng giá cũng chỉ có 13 lượng, ta cảm thấy thật sự có chút tiện nghi, nàng định giá đã là quá cao rồi, tiền của hoa văn này, khách hàng tính tiền khi còn phải nhìn mặt mà liệu tiền kể cả việc đưa tiền công cho tú nương, giá tuyệt sẽ không thấp, trang thư tình nhìn, về phía chua châu vẫn một mực không nói chuyện người cũng như vậy cảm thấy đúng vậy trường quầy giá ngài định có chút thấp đối với cửa hàng chúng ta thì những thứ ngày bán ra đã đắt hơn so với những cửa hàng khác trường quầy hội nguyên phủ không thiếu kẻ có tiền những thứ này bán được càng quý thì càng có người mua chúng ta chỉ làm kẻ có tiền phải bỏ bạc ra trang thư tình không nói gì các ngươi sẽ không sợ đem cửa hàng này của ta làm cho phá sản luôn đi hướng tả vỗ lồng ngực cam đoan, trưởng quầy yên tâm, chắc chắn cửa hàng sẽ không suy sụp, có công tử ở phía sau chống lưng, dù ngươi muốn cửa hàng sụp cũng không được, nhu nhu cái chán, trang thư tình cảm thấy so với việc mua ba người này bản thân mình thì thực căn bản không phải là người mua hàng nhưng bọn họ so với những khách hàng còn càng dễ dàng nắm giữ tốt hơn mới khai trương không lâu đã tăng giá rõ ràng nàng mới bỏ mặc không quan tâm trưởng quầy trang thư tình xua tay người đừng nói chuyện người chết đều có thể bị ngươi nói thành sống lại gian cửa hàng này khách vẫn đang còn đó không có những cải biến tất yếu ta sẽ không chấp nhận, ta còn phải gánh vác một gia đình, chờ mọi chuyện tốt lên thì đến lúc đó đem những thứ trong cửa hàng bay biển xa hoa một chút, đến khi đó sẽ tùy ngươi đi biểu diễn công phu sư tử ngoạm của mình, nhưng dù sao hoa văn cũng là của nàng, dù có tổn thất thì cũng chịu được như vậy càng tốt hướng tả nhẹ nhàng thở ra trường quỷ yên tâm, nếu cửa hàng có suy sụp, ngài đem ta đi bán, ngươi trị giá mấy lượng trang thư tình mắt đều đã muốn trợn trắng, dùng 10 lượng bạc mua về, bán đi nhiều nhất cũng là cái giá này, để đổi lấy một cửa hàng, khụ, hướng tả cũng nhớ tới chính mình là đang bán thân, thật đúng là không đáng giá bao nhiêu tiền, từng yến cùng chu châu hiểm hiểm nhịn cười, nhìn thấy có khách tới cửa vội lấy cớ tránh ra chương 34, khả nghi muốn bán giá cao hoa văn đơn giản sẽ không thể dùng trang thư tình kỳ thực còn có chút cao hứng nếu có thể bán ra giá cao như vậy một tháng có thể bán được bao nhiêu nàng đều nhận không cần lãng phí nhiều thời gian cũng có thể kiếm được nhiều tiền nàng cầu còn không được nhưng dù sao nàng cần cũng cần phải suy nghĩ cho tương lai bạc trong tay hiện tại cũng không ít nhưng không thể nói trước về sau nếu như tăng giá khách nhận không tới mua tiếp như vậy hại nhiều hơn lợi, đúng rồi trưởng quầy, nghe nói ngài muốn mua xe ngựa ân, người nghe chu châu nói ân, ở nơi này ta không hề thiếu đồng hương, có một chút tin tức cũng sẽ biết được chút hướng tả nói càng ngày càng tự nhiên như thật, trong số đó có một người làm quản sự một cửa hàng bán xe ngựa ta đã hỏi hắn rồi, hắn nói có thể giảm giá cho chúng ta, ngựa cũng sẽ chọn cho chúng ta con tốt nhất. Người xem, nếu quả có lựa chọn khác, Trang Thư Tình cũng không muốn mọi chuyện đều đến làm phiền Trương Thư Thành. Tuy rằng hắn chưa bao giờ tỏ vẻ bất mãn, nhưng đối phương dù sao cũng muốn kiếm tiền, có chút rảnh rỗi đều ngồi xem sách luôn đi quấy giày hắn trong lòng nàng cũng băn khoăn, nghe hướng tả nói như vậy liền vội hỏi tin được không? Trường quầy yên tâm, khế ước bán mình của ta Ta còn ở trong tay ngài nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn đạo lý này ta hiểu dối ai cũng không dám dối ngài trang thư tình cũng nghĩ như vậy ở cổ đại khế ước bán mình so với hợp đồng ở hiện đại còn có giá trị hơn nàng nếu xảy ra chuyện gì hạ nhân một người cũng chạy không được đi người đi đến hỏi rõ ràng giá không thể vượt qua một trăm lượng tin tưởng ta trường quầy ngài chờ tin tức tốt cho nên vừa mới mở cửa hàng muội thực sự đều đem giao hết cho bọn hắn trương tú nhi đang theo cũng ngừng lại nàng không biết phải nói gì bộc không giống bộc chủ không giống chủ cũng không có nửa điểm quy củ tú nhi tỷ đang lo lắng bọn họ bán đứng ta sao trang thư tình hai tay chống má tươi cười nhàn nhạt Nhạt. lúc trước không có kinh nghiệm kỳ thực cửa hàng này cũng không đạt tới mong muốn của ta tiền vốn đã sớm thu hồi đủ vừa lúc ta cũng có chút ý tưởng mới nếu thực để cho bọn họ lo hết thì về sau ăn uống ta không cần lo muốn thật có thể làm ra vật phẩm xa xỉ một ngày không cần biết phải bán bao nhiêu chỉ cần có một hai khách nhân như vậy là đủ rồi lợi nhuận đó có lớn bao nhiêu nàng tất nhiên là rõ ràng cho nên nàng mới dám có cái ý nghĩa này này, nói đến cùng cũng là bởi vì nàng động tâm tuổi ngươi còn nhỏ ta cảm thấy bọn họ sẽ có suy nghĩ khi dễ chủ từ nói ra lo lắng của bản thân thấy trang thư tình chắc chắn như vậy Trương Tú Nhi cũng không nói thêm nữa. Nếu bàn về đầu óc, 10 người như nàng cộng lại cũng không so được với thư tình, nàng làm như vậy tất nhiên là có đạo lý, Trang thư tình cũng cảm thấy hướng tả hơi có suy nghĩ quá mức một chút, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, lúc chọn mua ba người này thứ nhất là bởi vì bọn họ trông có vẻ sạch sẽ, thứ hai là bởi vì bọn họ biết chữ, nếu biết chữ đó là người có tri thức người như vậy có thể nói đạo lý, nàng chỉ sợ nói với người không hiểu lý lẽ sẽ không nhận biết được người quan trọng ngẫm lại chính mình đã đọc sách hai mươi mấy năm, nếu dùng thuộc hạ là người một chữ bẻ đôi cũng không biết nghĩ như thế nào cũng không thích hợp, chuyện mua xe ngựa đều do hướng tả đi xử lý, trang thư tình cuối cùng cũng đi nhìn thoáng qua, xác định không phải ngựa già bị bệnh liền sảng khoái trả tiền, 72 lượng, đối với một chiếc xe ngựa như vậy mà nói tuyệt đối là rẻ, ngựa là ngựa tốt, bên trong xe ngựa cũng rộng rãi, nhưng mà không biết vì sao, xe ngựa này nàng cảm thấy có chút quen mắt hướng tả vô cùng chấn định giải thích tuy không giống như loại xe tốt. Nhất nhưng nhìn qua cũng không sai biệt lắm, trang thư tình vén mảnh cửa sổ lên nhìn xe ngựa lui tới trên đường, tiếp nhận cái đáp án này, hướng tả nhẹ nhàng thở ra, vì không để trưởng quầy nghi ngờ, ngày hôm qua hắn nhờ người đem bên trong bên ngoài xe ngựa này đều thay đổi toàn bộ, không nghĩ tới vẫn khiến trường quầy chỉ ngồi một hồi liền cảm thấy xe ngựa nhìn quen mắt cũng may trường quầy không nghĩ nhiều hướng tả đi vào nội thành nhìn một chút a à, giả hội nguyên phủ chia làm nội thành và ngoại thành có thể vào nội thành đều là người quyền quý hoặc là thế gia cắm dễ nhiều năm ở hội nguyên phủ không có tiền thì không có cái tư cách kia, ngoại thành là nơi dân chúng bình thường ở, nội thành và ngoại thành mặc dù có bốn cửa thành ngăn cách hơn nữa còn có quan binh thủ vệ, nhưng không khỏi có chút lui tới, người trong nội thành cũng sinh hoạt bình thường, đương nhiên cũng có các loại cửa hàng khác nhau, so với bên ngoài, chợ ở nội thành còn tinh xảo hơn mấy lần, đương nhiên, cái giá khẳng định cũng cao không phải những cửa hàng ở ngoại thành có thể sánh bằng, trang thư tình không xuống xe ngựa chỉ để cho hướng tà thả chậm tốc độ vén rèm cửa sổ lên đánh giá mỗi một gian cửa hàng nhìn nhìn nàng liền cảm thấy hầu bao chính mình còn có chút nhỏ nghĩ cửa hàng ở đây gian chút bạc này của nàng sợ là còn chưa đủ ý nghĩa chân chính của những vật phẩm xa hoa trên này tại những chợ bình thường đều không có cái giá như vậy người chân chính có tiền hay có quyền cũng sẽ không đi vào trong cửa hàng làm xiêm y theo yêu cầu nghĩ đến những vật phẩm xa xỉ này có thể mang đến nhiều lợi ích muốn nàng buông tha cho ý niệm này nàng lại thật sự không cam lòng hướng tả người có biết thuê cửa hàng ở nơi này một tháng phải trả bao nhiêu bạc không? hướng tả lo lắng thân phận hiện tại, không dám nói chuyện quá dạng người, nghe đồng hương nói qua, hình như một cửa hàng ít nhất đều thu 100 lượng bạc một tháng, cửa hàng nhỏ nhất như thế nào, đại khái nhỏ hơn một chút so với cửa hàng hiện tại của chúng ta, thật đúng là nơi hẻm nhỏ và phố xá thật khác nhau, bất quá nàng một đường xem qua thật đúng không có lấy một phân cửa hàng, tất nhiên, người ở nơi này ăn mặc chi phí đều trực tiếp đưa vào phủ trong trong cửa hàng chỉ cần bán chút đồ tiêu khiển cho các thiếu gia tiểu thư là tốt rồi, muốn khiến cho bọn họ để mắt thứ nhất chất lượng tất nhiên là không thể thiếu, trừ những thứ chất lượng tốt ra thì những vật mới mẻ luôn có sức hấp dẫn, thật sự là nơi thích hợp để bán những vật xa xỉ, nhưng mà hoa văn nhiều lắm, chỉ cần bỏ ra chút công sức suy nghĩ, cái khó chính là tú nương, lúc trước nàng nghĩ rất đơn giản, dệt nương các nàng tay nghề tuy rằng rất tốt, nhưng các nàng nàng không làm chủ được cuộc sống ở nội thành nàng biết đi nơi nào tìm tú nương có tay nghề nhất đẳng đây trang thư tình hiện tại có chút hoài nghi cửa hàng này thực sự có thể khai được hay không nếu không có tay nghề thì có thể nhưng không có tú nương hoa văn nàng vẽ dù xuất sắc cũng không bán được hướng tả, người có biết ở Đại Chu, nơi nào có tú nương tay nghề tốt nhất, tất nhiên là tú nương trong cung không người nào có thể theo kịp hướng tả dơ roi nhẹ nhàng lắc lắc lập tức minh bạch trưởng quầy đang nghĩ chuyện gì, vấn đề này người khác không thể giải quyết, nhưng bất quá chỉ cần công tử nói một câu là có thể giải quyết, trang thư tình dựa vào xe ngựa trợn trừng mắt, lời này cùng với chưa nói có gì khác nhau sao cho trong mắt hướng tả vừa chuyển, hàng năm trong cung đều sẽ có tú nương lớn tuổi được xuất cung, hoặc là vào những nhà quyền quý làm ma ma dạy nữ hồng cho các tiểu thư, hoặc là được những cửa hàng theo trang mời đi, chỉ cần có một cái giá tốt chưa hẳn là không thể mời được người trưởng quầy ta đi hỏi thăm một chút nếu ta nhớ không lầm, không sai biệt lắm thì chính là lúc này, Hướng Tả có chuyện gì mà ngươi không biết không? Trang thư tình vén màn xe lên, đưa lưng nhìn về phía nam nhân này, ta càng nghĩ càng không rõ, người như ngươi vậy không tìm một công việc tốt mà làm, vì sao phải bán mình làm hạ nhân? Hướng Tả biết chính mình nói nhiều, hoặc là từ vừa mới bắt đầu hắn đã biểu hiện không giống với hạ nhân không có biện pháp hạ nhân trong bạch phủ tất cả đều không phải dạng người giống hạ nhân chỉ cần không tồn tại tâm tư phản bội công tử cho tới bây giờ đều không làm khó bọn họ càng là như thế người trong phủ ngược lại càng đồng lòng bởi vì bọn họ phục công tử tâm phục khẩu phục cho dù nói là sùng bái cũng không đủ điều này dù là người khác cũng không có biện pháp học được bởi vì trên đời này chỉ có một bạch chiêm thiên phú tuyệt hảo vì luyện tập được công pháp bạch ra, nên có được một thân công phu lợi hại vô cùng, tự hình thành một trường phái riêng, hắn không thể phân biệt được thị phi, rõ ràng là một người tùy hứng làm bậy, lại được bạch thị dụng tâm dẫn đường nhiều năm, nếu không đã trưởng thành thành một thanh niên lòng tràn đầy âm u, lại bởi vì là nhi tử của người kia, kế thừa huyết mạch của ngài, trời sinh đã có khí thế của người ở trên cao, bởi vì hắn sử dụng, nên không cần hắn làm cái gì, thậm chí quy củ đều vô dụng với hắn, bởi có người luôn vì hắn phân yêu, khiến hắn không lo trước lo sau, tùy ý tiêu giao tự tại, người như vậy, trời sinh chính là khiến người khác hâm mộ cùng ghen tị nhưng người này hiện tại lại đối với một người nổi lên tâm tư mà cũng không biết ở trong tối đều động thuộc hạ hướng tả đương nhiên nhìn ra được cũng tránh không khỏi vậy liền làm tốt nhất có thể đi ho nhẹ một tiếng hướng tả đang muốn giải thích một phen lại nghe được trưởng quầy nói ta đã không có thân thế thần bí cũng không có gia sản bạc vạn có gì có thể khiến người khác mưu đồ nghĩ không rõ ta sẽ không thèm nghĩ nữa khế ước bán mình của ngươi vẫn còn ở trong tay ta, nếu bị quan phủ điều tra ra, người nghĩ đến đầu tiên chính là ngươi, ngươi có làm cũng sẽ không đến mức muốn mạng của ta, một hồi sau, hướng tả mới trả lời, vâng, ta tuyệt sẽ không hại trưởng quầy, này coi như cam chịu để nàng hoài nghi, trang thư tình trong lòng ngược lại an ổn xuống, có khả năng dùng người tốt, dù sao trong lòng nàng cũng có chút đoán, người này, bao gồm từng yến và chu châu có khả năng là đồng gia phái tới không, nhiều năm như vậy, đồng gia tìm được nữ nhi, lại biết được nữ nhi qua đời, nên tới tìm tỷ đệ bọn họ, bởi vì nàng không muốn cùng bọn họ trở về đồng gia, nên đưa tới mấy hạ nhân chiếu cố bọn họ, như vậy cũng có thể, trừ bỏ đồng gia, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai muốn dụng tâm như vậy, chương 35, bại lộ không biết là khi mình nghĩ đến người của đồng gia, thì hướng tả làm việc ngược lại không che lấp nhiều như vậy ở nơi này khai trương cửa hàng quả thật thích hợp chỉ cần những thứ này hợp tâm ý bọn họ các công tử tiểu thư đều có thể bỏ bạc ra mua chúng ta lại ở giữa châm ngòi một chút kích thích tâm tư so bì của bọn họ không cần lo không buôn bán được cửa hàng nơi này thuê có tốt không cái này ta cũng chưa tính kỹ bởi vì không biết trưởng quầy sẽ thuê cửa hàng lớn cỡ nào, ngừng lại một chút, hướng tả lại nói, ta cảm thấy nếu quá nhỏ sẽ không được, còn có vẻ hẹp hòi quá mức, cửa hàng quá lớn thì ta thuê không nổi, trang thư tình tính toán một lúc, cắn răng một cái, lòng đã có quyết định, nói, tiền thuê hàng tháng không thể vượt qua 300 lượng, còn nữa, tốt nhất là có thể xong trong một quý, theo quy củ, giao tiền thuê nhà còn phải giao tiền thế chấp, cộng lại ít nhất phải đến. 1.200 lượng, hiện trong tay nàng tổng cộng cũng chỉ có 1.600 lượng, còn phải đặt mua cho cửa hàng những thứ đồ tốt một chút, vừa nãy còn cảm thấy bản thân mình có chút kham không nổi, một cửa hàng thuê rồi còn phải quét dọn trước sau một hồi, nhưng khi nghĩ đến những món hàng thượng phẩm cùng món lãi cách xù, nàng liền không thể chặt đứt ý niệm này, chỉ mong rằng cửa hàng buôn bán ngày càng tốt, người A, quả nhiên là có lòng tham, chàng thư tình ở ở trong lòng thầm mắng chính mình một phen, rồi lập tức liền ném ra sau đầu, đi bận tâm biện pháp khác. Bạch chiêm nửa híp mắt nhìn về phía Trần Nguyên, nói ngắn gọn hướng tả đã bại lộ. Trần Nguyên còn không kịp gật đầu, Bạch chiêm lại nói vô dụng, Trần Nguyên kém chút cắn đầu lưỡi chính mình, công tử, hiện tại cửa hàng của ta có bao nhiêu, hồi công tử, người có 6 cửa hàng, 3 cửa hàng tự buôn bán, ba cái còn lại thì cho người khác thuê, thu hồi hết, để nàng tự đến chọn, Trần Nguyên nuốt xuống một ngụm nước miếng, đề nghị, trang cô nương muốn khai trương cửa hàng may, nô tài thấy có một gian cửa hàng rất thích hợp, không bằng trước để hướng tả mang nàng đến xem, nếu nàng cảm thấy tốt thì cũng không không phải mất công đến xem những cửa hàng khác ngươi tự mình xử lý đi cuối cùng chỉ cần nàng thuê cửa hàng của ta là được đem bốn tú nương trong phủ đưa qua cho nàng mặt khác hỏi phụ thân vài người bốn người là được rồi tính đứng dậy đi ra ngoài bạch chiêm lại thêm một câu nhớ rõ phải thu tiền thuê nếu không nàng sẽ không an tâm tự nhiên đưa cho nàng một cửa hàng nhỏ giá thuê một trăm lượng hướng tả có phải quá ngốc hay không nói cho hắn biết đem cửa hàng cho nàng thuê ta cũng chỉ thu một trăm lượng, mấy vấn đề khác hắn tự mình giải quyết, nhìn theo công tử một lần cũng không quay đầu lại mà cứ thế rời đi. Trần Nguyên có chút đau đầu, lại có chút cao hứng. Công tử, nô tài sẽ thay người suy nghĩ. Nếu lão phu nhân còn sống, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Trang cô nương tuy rằng nhỏ tuổi, lại còn có hai năm hiếu kỳ, nhưng là một người tính cách quyết đoán, dám đảm đương. Những nữ tử khác khó có thể gánh được những việc như vậy. Nàng cực kỳ giống lão phu nhân. Nếu quả có nàng đến dẫn đường cho công tử, công tử cũng sẽ không cần lo lắng, khiến được lão phu nhân chết cũng không an tâm mà ra đi, lại nhận được một nhiệm vụ mới hướng tà nuốt xuống một ngụm khí, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ, không ra biện pháp tốt, dứt khoát trực tiếp mang theo trang thư tình đến xem cửa hàng, trang. Thư tình xuống xe ngựa nhìn lên cửa hàng, là một cửa hàng hai tầng, vị trí ở trung tâm, bên ngoài có khoảng 150 cái bình, một cửa hàng nhỏ tiền thuê cũng phải 100 lượng, nhìn cửa hàng này, nàng cảm thấy có lấy toàn bộ bạc của nàng ra sợ cũng không thể thuê được một tháng, hướng tả, ngươi có chắc là người ta nguyện ý cho ngươi thuê một tháng một trăm lượng, hướng tả ho nhẹ một tiếng, trưởng quầy, cửa hàng này tiền thuê chỉ cần một trăm lượng, trang thư tình liếc mắt nhìn cửa hàng, rồi lại nhìn về phía hướng tả, là bản lĩnh của ngươi có thể thông thiên hay là đầu chủ cửa hàng bị ngập nước, cần gì quản vì sao, chỉ cần giấy trắng mực đen rõ ràng, trưởng quầy còn nghĩ sẽ thuê không được sao, không cần dùng phép khích tướng với ta, vô dụng, trang thư tình trở lại xe ngựa nói ra một câu không thuê hướng tả bất lực vỗ cái ót của mình đi lên giải thích trường quầy cửa hàng này là của người quen biết là ngài muốn thuê mới cho cái giá này những người khác dù nghĩ cũng không cần nghĩ nếu không có tình bạn cố chi cũng sẽ không vì chưa định xuống liền đưa chìa khóa cho ta để cho chúng ta tự đến xem cái gọi là người quen là người quen của ai có quan hệ gì tới ta ta chỉ biết không phải người bình thường nào lại có cái bản lĩnh này hướng tả, người cũng đừng giấu ta, nói trắng ra đi, này muốn nói như thế nào, vẻ mặt hướng tả đau khổ, cũng không thể nói hắn là người của công tử, công tử không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, trưởng quầy lại tinh tường, để cho nàng biết việc này có liên quan tới công tử, nàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận, nếu không khéo còn có thể tức giận, công tử đã tức giận với hắn, nếu để sự tình trở nên tệ hơn, hắn không dám tưởng tượng hậu quả, Đợi một hồi không thấy người đối diện nói, chàng thư tình thở dài, dù cho ngươi có phải là người bên ngoại tổ ta phái tới hay không, thì ta cũng sẽ không trách ngươi, chỉ có cảm kích có cái gì lại không thể nói đồng ra, đồng ra, hướng tả nhất thời như sống lại, thừa nhận đương nhiên là không thể, việc này cũng không dối được cả đời, sẽ có một ngày người sẽ biết, phủ nhận, hắn cũng không ngốc, hướng tả dứt khoát cúi đầu, bày ra một bộ cam chịu, khiến trang thư tình càng khẳng định suy nghĩ của mình, bởi vì liên quan tới xuất thân, nàng là người coi trọng nhân tình của người khác, trong lòng cảm thấy cảm kích khi ngoại tổ lại quan tâm tới một đôi tỷ đệ chưa từng gặp mặt này nghĩ nếu có lúc gặp mặt nhất định phải hảo hảo dập đầu mấy cái, thay nương, thay cho trang thư tình đã chết, cũng thay cho chính nàng, hướng tả vụng trộm mở mắt, thấy vẻ mặt nàng hoãn lập tức được đằng chân lên đằng đầu, trưởng quầy, cửa hàng này vị trí vô cùng tốt, dù sao cũng là người quen, đối với người cũng có lòng chiếu cố, người xem, bây giờ trang thư tình nghĩ cũng không do dự, chớp mắt liền nhấc chân xuống xe ngựa, có người để ý mặt mũi đồng ra mà người nguyện ý chiếu cố nàng cũng đang cần việc gì phải già mồm cãi láo lầu một của cửa hàng là một gian lớn có không ít ngăn tủ lớn nhỏ được trà lau sạch sẽ hiển nhiên đã là tận lực dọn dẹp qua ta đã hỏi thăm qua cửa hàng này lúc trước bán hàng ngoại sau này đã chuyển đến nơi khác nên nơi này bỏ trống không còn ai thuê hàng ngoại vâng đại chu không có cấm đi biển trên biển mặc dù có nguy hiểm nhưng lại xem đến nhiều lợi nhuận vì vĩ đại người rời bến cũng không thiếu trang thư tình đối với đại chu hiểu biết không nhiều lúc này nghe vậy không khỏi âm thầm gật đầu một quốc gia không đóng cửa giao lưu với bên ngoài ít nhất có thể cho thấy quân chủ có tầm nhìn xa lấy sự phát triển của đại chu làm chính chỉ cần người kế vị không bế quan để tự chui đầu vào giỏ thì an ổn vài thập niên cũng không thành vấn đề thà làm chó thời bình cũng không làm người thời loạn chỉ là một tiểu dân chúng nàng cùng với những người khác cũng đều hy vọng có thể có được một cuộc sống an an ổn ổn mà qua ngày, vị ngồi ở trên kia không cần phải ép buộc người dân đã là đủ rồi, những ngăn tủ này để ở trong phòng chính, vâng, trang thư tình cũng không có hỏi vì sao trong phòng chính lại để những thứ này, chỉ nói qua, nói cách khác, người sau này có thể tiếp tục sử dụng, vâng, người có hỏi thăm rõ ràng, thuận miệng nhắc nhở một câu như vậy cũng không chú ý tới mồ hôi hướng tả đều chảy ra, ở chỗ này dạo qua một vòng, cân nhắc nên đem ngăn tủ nào đặt ở vị trí kia, hẳn là nên mua chút gì đó mang lên bài trí, để cao cấp bậc cửa hàng, đi lên lầu nhìn xem, bố cục trên lầu so với dưới lầu thanh nhã hơn nhiều, một gian lớn chia thành thành ba gian nhỏ, qua lại ba gian phòng bằng một cổng vòm nhỏ, trên cổng vòm trang trí rèm trâu, theo động tác mà vang lên âm thanh vui tai trong phòng không có giá lớn cao nhất cũng chỉ đến trước ngực trên tường cũng làm một số ngăn tủ nhỏ trang trí bên trong trang thư tình có thể tưởng tượng được trước kia trên lầu này trưng bày những vật phẩm quý giá của nhiều địa phương không cần nhiều chỉ cần đặt mấy thứ ít ỏi cũng có thể kiếm về rất nhiều vàng bạc trưởng quầy cảm thấy thế nào rất tốt trang thư tình đi chung quanh tham quan một rồi nói dưới lầu phân ra làm đôi một nửa để các loại vải dệt, một nửa thì bố trí thanh lịch mang lên một bộ bàn trà tốt nhất để chiêu đãi khách nhân, ở trên tường treo lên vài món đồ thêu đa dạng tinh xảo, lại chế tác một bàn hoa văn tinh mỹ treo lên, mấy cái giá này cũng đừng cất đi, bố trí ở chỗ này có thể sử dụng đến, kỳ thực trang thư tình còn nghĩ sẽ vẽ vài bản đưa ra cho thợ mộc để bọn họ làm mấy ma nơ canh bằng gỗ, nhưng là ngậm lại rất khác người dù sao cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho khách nhân những bộ phận trên cơ thể đều rõ ràng như vậy nếu thực sự làm ra lại tùy tiện để trong cửa hàng không biết sẽ đưa đến những lời phê phán như thế nào nàng muốn kiếm tiền nhưng phải có điều kiện tiên quyết đã làm thì phải làm cho an ổn nàng không sợ bị người khác nói cái gì nhưng là tuyệt không thể ảnh hưởng tới thư hàn hướng tả nghe thấy rồi gật đầu rất tán thành cách bày trí như vậy khai trương cửa hàng ở nội thành đầu tiên phải độc đáo có tài năng và sự độc đáo mới thu hút được những công tử tiểu thư kia nếu như có công tử ở sau lưng thì việc buôn bán của cửa hàng tất nhiên sẽ không tệ nhưng đối với hiểu biết của hắn với trưởng quầy nàng nhất định sẽ không hy vọng cửa hàng này có thể làm ăn được là nhờ có công tử che chở hắn tin tưởng dù không có công tử lấy khả năng của trưởng quầy cửa hàng này nhất định cũng cũng có thể buôn bán náo nhiệt, ở trên lầu kia, trên lầu thì bố trí ấm áp một chút, hai gian dùng để cho tú nương ở, một gian khác dùng để cho khách nhân lấy số đo và thử đồ, người ngẫm lại xem, để vài tú nương bên trong, bọn họ có thể vừa làm vừa sống cũng có thể cùng nhau nói chuyện, bất quá có hai vấn đề cần giải quyết, nếu không, thì này cửa hàng cũng không thể khai trương được, trưởng quầy, ngài nói đi, chương 36, cửa hàng mới trang thư tình quay người lại nhìn hắn một là tú nương trong cung khi nào mới cho người xuất cung người có tin tức chính xác không dù có được tin tức chính xác có thể mời về hay không mặt khác ta sợ rằng bạc của ta không đủ không có bạc thì không thể bố trí mọi thứ một cách tốt nhất không có bạc cũng không thể hấp dẫn những tú nương khác đến tổng kết lại mà nói kỳ thực cũng chỉ là một vấn đề bạc tú nương không thành vấn đề về phần bạc nói đến đây mày hướng tả nhíu lại tưởng chừng có thể kẹp chết một con ruồi nếu như là người khác không có bạc còn muốn buôn bán khẳng định hắn sẽ đem người đó chê cười đến chết nhưng mà người trước mắt này có cho hắn cũng không dám nói đến cùng nếu không có công tử giúp cho trưởng quầy có một nơi như vậy bằng vào số bạc nàng có trong tay thì việc khai trương một cửa hàng nhỏ cũng chưa chắc có thể duy trì lâu dài dù sao còn có một cửa hàng kia chống đỡ mỗi ngày cũng có thể kiến không ít bạc, nhưng cửa hàng này quá lớn, chỉ đến bố trí cũng không biết sẽ ngốn bao nhiêu bạc, dù sao cũng không thể ở một địa phương tốt như vậy, lại dùng vật phẩm giá rẻ để bố trí, những thiếu gia tiểu thư từ nhà quyền quý thì không cần phải nói đến, trình độ nhãn lực đều là loại một, kỳ thực mà nói, thứ công tử không thiếu nhất chính là bạc, nhưng cho dù công tử có đem hai tay dâng lên, khẳng định trưởng quỷ tuyệt đối cũng sẽ không muốn, Trang Thư Tình thật rất thích cửa hàng này, vị trí tốt là một, kết cấu cũng rất tốt, thay đổi bố trí lại một chút, chỉ cần có thể hấp dẫn những công tử tiểu thư kia vào cửa, tất nhiên có thể để lại cho bọn họ ấn tượng khắc sâu, nhưng vấn đề thực tế không được giải quyết, nàng cũng chỉ có thể rời đi, cửa hàng bên kia mỗi ngày đều có tiền thu, hơn nữa trong tay ngài cũng còn một ít, chưa hẳn sẽ không thành, hướng tả xoa xoa cầm, tiền thuê hàng tháng là một trăm lượng, dù sao cũng là người quen, tiền thế chấp hẳn có thể miễn đi, còn dư lại có thể mua chút vài dệt để bài trí vậy thì cũng đủ. Đầu tiên, tiền thuê hàng tháng một trăm lượng là quá ít, ít nhất cũng phải năm trăm lượng, bằng không trong lòng ta khó an tâm. Tiếp theo, người đã quên đi thỉnh tú nương, về phần tiền bạc, muốn mời các nàng đến làm việc trong cửa hàng, nếu như không đưa ra một con số thỏa đáng, người ta khẳng định sẽ không đến, không phải hắn đã đã quên mời Tú Nương đến làm việc mà căn bản là vì Tú Nương không cần tiền, nhưng lời này hắn không thể nói, đành phải nhận cái sai này, là ta sơ sót, phải lên kế hoạch một chút, tiền thuê, trưởng quầy, không cần 500 lượng, hắn nói chỉ lấy một lượng, trang thư tình lắc đầu, cửa hàng như vậy dù là tiền thuê đến 800 lượng cũng là quá rẻ, ta nói 500 lượng đã là chiếm tiện nghi của đối phương, nếu một lượng ta sẽ không thuê, hướng tả ta cho tới bây giờ không tin trên đời có cái bánh mật từ trên trời rớt xuống, chờ đến khi trong tay ta có đủ bạc ta sẽ hoàn lại theo giá của thị trường, hướng tả có chút minh bạch vì sao công tử bình thường luôn không để ý đến mọi thứ nhưng khi đối với trường quầy lại bất. Đồng, nàng có quy tắc làm việc của chính mình, sẽ không dễ dàng vì khó khăn mà lùi bước nhát gan sợ phiền phức sao, đương nhiên là không phải, chỉ là nàng phải vì chính mình mà suy nghĩ, không là của mình thì sẽ không thể lấy không, trên đời này có ít người có thể làm được như vậy, mà trưởng quầy đã có cái tự chủ này, nhìn xem người khắp thiên hạ, khó ai có thể được như vậy, ta đã biết trưởng quầy yên tâm, ta sẽ lấy giá 500 lượng đi đàm phán, chỉ là nếu như vậy thì số bạc trong tay ngài sẽ hồng một lỗ lớn, không bằng mỗi tháng ta thử chia ngày ra để đưa tiền thuê trang thư tình trầm ngâm một lát nếu như đối phương có thể đồng ý đương nhiên rất tốt hướng tả vất vả ngươi ta sẽ cố gắng hết sức hướng tả cuối người thi lễ lễ này không quan hệ tới công tử cũng không liên quan tới mệnh lệnh của công tử chỉ đơn thuần là tâm phục hắn vẫn nhớ lão phu nhân đã từng nói qua một câu vũ lực cường đại không tính là gì tâm cường đại mới là chân chính cường đại đã đã nhiều năm như vậy hắn lại ở trên người trường quầy hiểu ra những lời này lúc này hướng tả không thông qua lời của Trần Nguyên, mà tự mình đi cầu kiến công tử, đem lời nói của trưởng quầy từng chữ từng chữ không thiếu không thừa thuật lại một lần, bạch chiêm khoanh hai tay quanh ngực trầm mặc trầm mặc thật lâu sau, ánh mắt lại toát ra ánh sáng hiếm thấy, vậy thì liền theo ý nàng, tiền thuê 500 lượng, mỗi tháng chia ra 5 ngày cách nhau đến trả an toàn qua cửa. Hướng tả thở dài một hơi hắn thật sự không muốn so chiêu cùng công tử càng sợ bị công tử ném tới võ quốc ở nơi đó cái gì cũng tốt chỉ là tâm trạng của những nữ nhân kia giống như thời tiết khiến người không được bình thường là hắn đây cũng chịu không nổi vâng nhưng mà có một điểm theo như ý tưởng bố trí cửa hàng của trường quầy số bạc trong tay nàng sợ là không đủ cái này thì đơn giản tùy tiện nói với mấy người kia để cho bọn họ đi mua mấy bộ xiêm y quý nhất mấy người bọn còn họ cộng lại mỗi người mua năm sáu kiện quần áo thì cũng đủ khá khá bạc khải thứ gì đó trên bàn ánh mắt bạch chiêm tà tà nhìn về phía trần nguyên nếu như việc này cũng làm không xong tất cả đều ném đi lấy than trần nguyên hiểm hiểm nhịn cười đại khái là bị chủ tử ép buộc chỉ cần một câu nói của chủ tử thì tất cả đều phải dùng hết sức mà làm việc đôi lúc việc phải xử lý cũng chỉ đơn giản như hiện tại tình huống như vậy cũng không chỉ xảy ra một hai lần, mà việc lại liên quan đến trang cô nương trách không được chủ tử lại dặn dò một câu như vậy, vội vàng mấy ngày, trang thư tình rốt cục cũng có thời gian đi ôm niệm niệm bị nàng vắng vẻ mấy ngày nay, niệm niệm cáo kỉnh, đưa mông về phía nàng không cho nàng ôm, được một ngày ở nhà nghỉ ngơi Trang Thư Hàn cũng khó được một bữa bỏ qua sách vừa đến nói chuyện với tỷ tỷ, vẻ mặt thú vị xem một người một thú so chiêu thực không cho ta ôm, ta đây liền đi cửa hàng, vừa lúc đang có việc lời còn chưa dứt niệm niệm liền tung người nhảy tới nằm sấp trên đùi nàng, một bộ dáng không cho phép nàng động đẩy, Trang Thư tình nhịn cười, một tay vò lông trên người nó, một tay gãi gãi cầm niệm niệm ta không đi kiếm tiền, về sau ngươi làm sao có thể mỗi ngày ăn thịt ra hòa này tuyệt đối không phải tiểu cầu, làm gì có tiểu cầu nào mới nhỏ như vậy đã muốn ăn thịt còn không phải thịt tươi sẽ không ăn. Trang thư tình càng khẳng định đây là một tiểu sói con, nhưng mà bộ dáng hiện tại này thật sự không có gì lực uy hiếp, dù biết là sói cũng sợ không ai tin, giống giống, trang thư tình nhướng mày tiểu ra hòa này đang nói không cần nàng nuôi tự mình nó có thể kiếm một. Ôi, hai tay mở miệng nó nhìn nhìn thật đúng nha bên trong đầy răng nanh nhìn sắc bén dị thường trang thư hàn thấy thế vội kéo tay tì tì ra sợ nàng bị thương yên tâm nó sẽ không làm ta bị thương có đôi khi động vật so với người càng có chút tình nhẹ nhàng vuốt lông trên người niệm niệm trang thư tình nhìn về phía đệ đệ hắn đang ngày càng trưởng thành, nàng cảm thấy đưa hắn đến trường quả nhiên là quyết định đúng đắn, những thứ tiên sinh dạy có thể hiểu hết không, nói đến cái này, Trang Thư Hàn có chút đắc ý nhỏ tuy rằng dùng sức áp chế ý định để tỷ tỷ không nhận ra, nhưng lại muốn đệ tỷ tỷ vì hắn kiêu ngạo tiên sinh nói để học lại những thứ này là lãng phí thời gian, đến trường chưa đến vài ngày liền một mình giảng bài cho đệ tuy rằng tiên sinh hiện tại cũng dạy cho ta. Nhưng nhưng Tỷ Tỷ đã nói qua không thể biểu hiện không giống với những người khác, nên Đệ đã nói với tiên sinh là không cần thiết, trang thư tình lại là kinh ngạc ai nấy, tại sao lại không thấy Đệ nói, thực xin lỗi, gần đây Tỷ Tỷ bận quá không có lo lắng đến đệ trang thư hàn có chút đắc ý nhất thời biến mất vội lắc đầu lại xua tay nói tỷ tỷ mỗi ngày đều mệt như vậy đệ lại không giúp được gì làm sao còn có thể làm phiền tỷ tỷ trong nhà có một đứa nhỏ hiểu biết thật đúng là khiến người ta vui mừng nhưng nhiều hơn lại là đau lòng trang thư tình sờ sờ đầu của hắn tỷ tỷ không sao tỷ tỷ tận lực sẽ đem mọi việc an bày xong trong năm nay sang năm qua hai tháng nữa liền mang đệ về lãnh sơn huyện tham gia đồng thử vừa nãy còn bị tỷ tỷ nhìn ra manh mối lớn nên ngượng ngùng nhưng sau khi nghe được hứa hẹn của tỷ tỷ trang thư hàn nhất thời dứt bỏ tiểu tâm tư này dùng sức gật đầu nói đệ nhất định sẽ cố gắng hết sức để còn nhỏ không đầu cũng không sao, không cần khiến bản thân quá áp lực, còn có Trần Tiên Sinh nếu thấy đệ học hành không tốt cũng sẽ không nói ra chủ ý kia, tiên sinh cảm thấy đệ nên học thứ gì thì cứ học, không ai có thể nói đệ khác người, khiêm tốn là tốt nhưng như vậy lại khiến tiên sinh vì muốn tốt cho đệ mà sầu não là không nên. Tỷ tỷ, đệ đã hiểu. Trương Tú Nhi dừng ở cửa, thấy hai người đã nói chuyện xong mới nhấc chân tiến vào, nói: "Có người tỷ tỷ nào

lúc nào cũng ở bên người thư hàn nhắc nhở trách không được thư hàn lại xuất sắc như vậy đó là bởi vì chính đệ ấy không chịu thua kém người khác hai tỷ đệ đồng thời đứng dậy trang thư tình ôm niệm niệm hỏi trương đại ca đi rồi trương thư thành đến không lâu hai tỷ đệ chỉ chào hỏi rồi trở về phòng để lại nơi cho bọn hắn nói chuyện đi rồi trương tú nhi ngồi ở trên ghế con đem một túi lấy qua theo quán tính vuốt ngón tay việc này là do trang thư tình dậy nàng làm nói làm như vậy sẽ đỡ mỏi tay do làm nhiều hắn nhận thức nhiều người, tỷ muốn thay hắn hỗ trợ tìm một nàng dâu về, biết làm tốt việc may vá, bếp núc, đã lựa được vài người, đều là những cô nương tốt, nha, người xem, trong bao có đủ loại, hầu bao, khăn tay, áo yếm trẻ con, đai lưng, tuy rằng vài dệt đều thật bình thường, nhưng tinh mịn bằng phẳng giống như để thêu ra được những đường may tinh tế như thế này liền đủ để thấy khả năng rất tốt, tú nhi tỷ cảm thấy như thế nào, trương tú nhi cầm lấy kiện đồ trẻ con kia, cái này xuất sắc nhất, làm tốt hơn so với ta, mấy cái khác cũng không sai lệch lắm, muội nếu không tin có thể mời người đến, để các nàng ở trước mặt muội làm cho muội xem, là một giải pháp tốt, nhưng có quấy giày Tú Nhi tỷ không, chương 37, thỏa thuận hai bên chương Tú Nhi cười, so với lúc trước mỗi ngày qua đi như nước nhạt nhẽo hiện tại không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần, ta biết bây giờ thư tình ngươi không phải không mua nổi một tòa nhà nhỏ, nhưng ngươi vẫn nguyện ý ở nơi này, ngươi có biết ta vui vẻ biết bao nhiêu không, đè nén lệ chảy ra ở khóe mắt, trương tú nhi vừa cười, ta ước gì mỗi ngày trong nhà có thể náo nhiệt, nếu không bị ép buộc, ai lại muốn mỗi ngày ngay cả người để nói chuyện cũng không có, chỉ cần người đến không phải là nam nhân, ngươi muốn cho ai tới hay bảo ai đi cũng cũng không cần phải cố kỵ ta trang thư tình có thể tưởng tượng được trước kia tú nhi tỷ sống qua ngày như thế nào ở xã hội này nữ nhân hoàn toàn ở tầng thấp nhất mặc dù là một thiên kim tiểu thư ương ngạnh kiêu ngạo cũng chỉ có thể mặc cho người khác sắp xếp vận mệnh không thể tự mình làm chủ chuyện hôn nhân sau khi lập gia đình hết thảy đều phải phụ thuộc vào nam nhân mà mình được gả càng không cần phải nói tới người bị mất đi trượng phu lại không có đứa nhỏ để cậy vào, chưa nói đến Tú Nhi tỷ không có cha mẹ chồng để hầu hạ, bằng không thì cuộc sống càng không dễ chịu, càng như vậy, Trang Thư tình càng cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể lập gia đình, nhìn tình huống hiện tại của nàng, gả cho ai cũng chỉ có thể bị người khác khi dễ nàng vẫn không nên đi chịu cái tội ấy vì thư hàn làm cái gì nàng cũng đều cam tâm tình nguyện những người khác muốn ép nàng cả đời trở mình không được dựa vào cái gì vậy phiền toái tú nhi tỉ nói một tiếng với trương đại ca mời vài người này đến để ta gặp mặt trương tú nhi cao hứng liên tục gật đầu chợt lại nghĩ đến cái gì vội hỏi sau đây để bọn họ tự làm ở nhà bản thân hay giống những nơi khác mời người đến rồi vừa làm vừa sống cùng nhau tốt nhất là mời tất cả đến tú nương cũng như vậy nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng vậy thì nên định ra các quy củ mỗi cư cấp tiền công cao hơn so với các cửa hàng theo khác các nàng cũng chưa hẳn không đồng ý nhưng mà tất cả đều tập trung đến một lúc nơi này của ta sợ là hơi nhỏ nếu không phải nơi này nhỏ tất nhiên trang thư tình sẽ không do dự mà đồng ý lập tức biện pháp tốt nhất là đi thuê chỗ một lần nữa có thể mua luôn là tốt nhất hiện tại trước mắt nàng đang thiếu bạc nhưng vấn đề này cũng không thể làm phiền trang thư tình nhiều ta không nghe rõ ngươi lặp lại lần nữa hôm nay tổng cộng thu được 533 lượng, giọng nói chấn định lập lại một lần, cũng đem bạc đưa qua, Chu Châu đem hai cháp bạc còn lại hai tay dâng lên, làm sao có thể, trước để Chu Châu đặt cháp qua một bên, trang thư tình tiếp nhận chướng bạc, nhìn kỹ, nhưng trừ bỏ khách nhân đến nhiều hơn chút, hơn nữa bán đi ba kiện xiêm y quý nhất trong cửa hàng, cũng không gì khác thường, thu vào cư nhiên lại gấp hai lần so với ngày khai trương, đây là do thời thời thế xoay chuyển sao cứ tưởng rằng Điều này chỉ là ngẫu nhiên một chút, trang thư tình trừ việc vô cùng cao hứng một phen cũng không nghĩ nhiều, nhưng ngày thứ hai ngày thứ ba, thậm chí đến tận ngày thứ bảy, mỗi ngày tiền thu được đều là 500 lượng hoặc hơn, nàng liền có chút đứng ngồi không yên, có gì đó khác thường, việc này đã vượt qua khả năng nàng có thể tiếp thu, hướng tả, ngươi thành thật nói cho ta biết, việc này có liên quan gì tới ngươi hay không, mấy ngày nay, Hướng Tả luôn bận việc tại cửa hàng ở nội thành, trưởng quầy giao cho hắn lo toàn quyền chuyện này, cửa hàng bên này cũng không chú ý, nghĩ dù sao đã có từng yến cùng Chu Châu thì sẽ không có việc gì xảy ra, nhưng việc trước mắt đây là có ý gì, đứa ngốc mới không nhìn ra là có vấn đề, hắn thầm nghĩ nên hồi phủ, đến trước mặt công tử hung hăng cáo trạng, hỏi một chút xem việc ngu xuẩn này do ai xử lý như vậy thì có khác gì với việc trực tiếp đưa tiền chứ nhưng mà bây giờ hắn còn phải che giấu trưởng quầy việc này kỳ thực rất bình thường chứng minh có nhiều người chú ý tới cửa hàng của chúng ta này không phải chuyện tốt sao cũng có thể mua về những bố trí ở cửa hàng mới nhưng mà bạc này tới thật đúng lúc trang thư tình tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn hướng tả tốt nhất ngươi nên cầu cho sinh ý mỗi ngày đều có thể tốt như vậy bằng không chính là tự bê đá đập chân mình hướng tả im lặng một hồi sau mới lại nói trưởng quầy ta không rõ dù tính là thực sự có người ở phía sau giúp ngài một tay cũng là tiền bạc hai bên đã thỏa thuận xong tiền trao cháo múc chúng ta không có không duyên cớ chiếm tiện nghi người ta ngài cần gì so đo đúng vậy cần gì so đo người phía sau là ai một nơi mua một nơi bán tiền bạc hai bên thỏa thuận xong trang thư tình cười khổ trong lòng ta bất an cảm thấy con đường phía trước quá thuận lợi phía sau có thể sẽ là đá sỏi cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa Ngục ta đã từng nếm qua Tất nhiên là không hề dễ chịu Mặc kệ người phía sau là ai Cũng mong dừng việc này lại Ta sẽ rất cảm ơn Lời này là nói cho hắn nghe Hướng ta biết nàng hiện tại biểu đạt Rõ ràng, không sợ hắn Làm như vậy là vì tốt cho nàng Nàng cũng không thích trưởng quầy Ta sai lầm rồi, chuyện như vậy Về sau sẽ không phát sinh Lông mày trang thư tình buông lòng Nếu người nguyện ý nói cho ta biết Người giấu mặt giúp ta là ai, ta sẽ càng vui vẻ, hướng tả lắc đầu, đối phương từng dặn, thời điểm ngài nên biết thì sẽ biết, cũng tốt, hiện tại ta cũng không có khả năng báo đáp, trang thư tình vỗ vỗ chỗ bạc kiếm được, bạc đã đủ, cửa hàng mới nên mua gì thì mua cho xong đi, chỉ mong là có thể buôn bán tốt, bằng không nhiều bạc như vậy thả trôi sông không nói, còn thiếu không công của người ta một nhân tình lớn như vậy, trưởng quầy yên tâm, việc buôn bán nhất định sẽ tốt, đúng rồi, còn có một tin tức tốt muốn báo cho ngài biết tin tức của tú nương cũng đã có có bốn người nguyện ý làm việc trong cửa hàng thật sự trang thư tình nhất thời mừng rỡ tú nương là căn cơ của cửa hàng chỉ cần có tú nương nhất là tú nương từ trong cung ra nàng càng có chút vui mừng không dám lừa ngài qua hai ngày nữa các nàng sẽ tới trước đó chúng ta phải mang các nàng đến tìm một nơi để tá túc cái này thì không khó ta tìm trương đại ca hỗ trợ trong tay hắn còn nhiều phòng chưa ai thuê việc này có cần báo cho công tử biết không trưởng quầy giống như rất tín nhiệm cái người trang thư thành kia nghĩ nghĩ Hướng tả liền bỏ qua chủ ý này, trước khi công tử biết được tâm tư của bản thân, tốt nhất không nên kích thích ngài ấy, thuê một nơi chỉ là việc nhỏ, trang thư tình bấm tay gõ vào ghế dựa, ta nghĩ nên thuê nơi lớn một chút, người có thể ở lại, cũng có thể có nơi để người ta vừa làm vừa sống, đến nay cửa hàng mới vẫn chưa được khai trương, tú nương theo thùa may vá sống cùng với nương tử, việc ai người nấy làm như vậy cũng không phải tốt, nếu có người ở giữa gây dối ta cũng không ứng phó được không cần giải thích nhiều hướng tả liền hiểu ý tứ của trưởng quầy cũng đúng cửa hàng theo cũng không cần phải tập trung người ở cùng một nơi tại nơi làm việc cũng thấy phiền toái nếu có người có ý xấu cũng có thể khiến tổn thất xảy ra thấp nhất đương nhiên nếu như người có thể nhân cơ hội mà tìm phòng cho thuê này ở gần nơi làm việc thì càng tốt hơn thế nhưng chuyện này tuyệt đối không thể để công tử nhúng tay nếu như lại nói cho công tử biết người lại sẽ đem ba tòa nhà với tiền thuê giá rẻ đưa cho trưởng quầy dù cho trưởng quầy không có ý đề phòng người khác cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận huống chi trưởng quầy nhìn có vẻ cái gì cũng đều ít quan tâm mặc cho hắn đi làm nhưng kỳ thật lòng phòng bị lại rất mạnh hiện giờ lại càng không tin tưởng hắn sờ sờ mũi vì công tử hướng tả hắn tạm thời cũng chỉ có thể nhận chỉ mong về sau trường quầy có thể hiểu được hắn chỉ là người ở giữa nhận sai bảo tuy hắn nhận mệnh lệnh của công tử mà làm việc nhưng hiện tại lại thật lòng thật ý tính vì toán trường quầy trưởng quầy ta có thể tìm được phòng nguyên người xem có cần phải đi phiền toái người khác hay không trang thư tình lắc đầu lời đã nói ra không thể có đạo lý thay đổi giữa chừng trương đại ca đã giúp ta vài lần bây giờ cũng không thể quá phận mà chiếm tiện nghi của người ta việc mua bán nếu thành trương thư thành sẽ thể rút ra chút tiền thuê đây là lòng biết ơn của nàng nàng làm là việc đương nhiên đối phương thu về cũng là đúng lý hợp tình hướng tả nghĩ thông Công suốt tất cả, cũng không nói nửa câu dư thừa, chỉ là vị trí của trang thư tình ở trong lòng hắn lại cao thêm vài phần, nếu như công tử thật sự muốn nhúng tay vào chút chuyện bên trong cũng không phải việc khó, bạch chiêm sau khi nhận được tin tức chỉ cho hướng tả hai chữ, vô dụng, sau đó liền bắt đầu ép buộc Trần Nguyên, Trần Nguyên bất đắc dĩ, theo như hiểu biết của hắn đối với trang cô nương, tư gia công tử kia có một tòa nhà mà trang cô nương có thể sẽ coi trọng, Bạch Chiêm liền vung tay lên, mua, nhưng mà cuối cùng, những chỗ hắn mua vẫn bị loại trừ ra ngoài, trang thư tình chọn một nơi bình thường dành cho dân chúng ở, sân thật lớn, có 5 gian phòng chính, cộng thêm hai gian nhỏ bên trong, có thêm 9 xương phòng, so với nơi ở của Trương Tú Nhi lớn hơn không ít, sau này dù có thêm vài người nữa cũng có nơi để an trí, mà nguyên nhân khiến trang thư tình hạ quyết tâm thuê tòa nhà này chủ yếu vì tòa nhà này tuy rằng có chút cũ nhưng lại gần với cửa hàng và nhà của tú nhi tỷ qua lại rất tiện bạch chiêm vừa nhìn qua mặt liền đen nhanh tay mua lại chỗ phòng ở kia lúc này trang thư tình vẫn chưa biết nàng vẫn như trước phải thuê tòa nhà của bạch đại công tử người trong bạch phủ đều đang âm thầm bàn tán đoán xem vị trang cô nương này có phải là chủ tử mới của bọn họ hay không trần nguyên nghe được liền không chút do dự mà đè ép lại nhưng bên trong cũng âm thầm theo phòng phong trào, mà vị chủ tử duy nhất của Bạch Phủ hiện giờ là người duy nhất không biết việc này. mươi 38, tiếp tục nghi ngờ vội vàng dọn dẹp phòng ở một phen để mời Tú Nương đến. Lúc trước không có gặp mặt người ta, Trang Thư Tình cảm thấy còn có chút không yên, là người từ trong cung ra. Đối với chủ tử trong cung thì khúm núm, nhưng khi ra khỏi cung ai cũng được xem trọng hai phần, tư thái đương nhiên sẽ không giống với người ở bên ngoài. Nàng còn tưởng họ là người khó ở chung nên cũng không lộ diện, đưa bạc ra liền xong, là người ai cũng không thể cưỡng lại sự chói lóa của bạc, nếu như các nàng thật sự không vừa mắt với số bạc này, cũng sẽ không tiếp nhận việc làm này, nhưng khi thấy được người, nhìn thái độ của đối phương đối với nàng ôn hòa như gió xuân, phản ứng của trang thư tình liền chậm hai nhịp, quay qua liền nghiêm mặt dàn xếp bốn người xong xuôi, lại đàm phán chuyện tiền tiêu vặt hàng tháng thỏa đáng, sau sau đó trang thư tình mới vỗ vỗ mặt hỏi hướng tả có phải ta có thân phận gì khó lường hay không a à, nếu không phải như thế làm sao đồng gia lại đem người có khả năng như vậy an bày đến bên ta còn có bốn tú nương này các nàng là người từ trong cung ra nhưng thái độ các nàng đối với ta giống như ta là chủ tử của các nàng hay là ta nhớ lầm các nàng bán mình cho ta sao hướng tả nghe được mí mắt nhảy lên dù cho thường ngày mồm mép hắn có nhanh nhẹn nhưng việc này một chút cũng không nói tiếp được trang thư tình thật sự không thể hiểu việc này rất bất thường giống như có một đôi mắt ở nơi mà nàng không biết luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng nàng cần gì liền đưa cho nàng thứ đó nhưng lại không nói cho nàng biết tại sao, nhưng việc tốt như vậy, nàng cũng không dám tiếp nhận, nàng thủy chung tin tưởng trên đời này không có bữa ăn nào mà không phải trả tiền, vấn đề là nàng lăn qua lộn lại cũng không thể nào suy nghĩ được bản thân mình có cái gì mà người khác mơ ước, không chừng là người biết nàng từ đâu đến, muốn ở trên người nàng lấy ra một chút đồ của thế giới kia, ngẫm lại cũng khiến cho người ta không rét mà run, một hồi lâu hướng tả mới thốt ra một câu nói, trưởng quầy, người trong cung xuất gia cũng không thể nào tốt như tưởng tượng của ngài đâu, ra cung, lại là người cũng không còn trẻ, đến nhà cũng không có chỗ dung thân, các nàng cũng cần phải ăn cơm, nhu nhu thái dương, trang thư tình cảm thấy đầu có chút đau, tạm thời cứ tiếp thu lý do thoái thác của ngươi, dù sao ta cũng không thể đuổi các nàng đi, trong thời gian này ngươi đã vất vả, sau này khai trương cửa hàng ngươi mỗi buổi sáng đưa các nàng đến chủ thành tối lại đưa các nàng trở về vâng để tú nương nghỉ ngơi một ngày ngày hôm sau trang thư tình đem mấy bức hoa văn đến tìm các nàng tuy rằng những thứ này là do ta tự vẽ ra để mọi người tự theo nhưng trong cửa hàng cũng phải có vài món xiêm y làm chủ chốt các ngươi chọn ở chỗ ta vài bức hoa văn mỗi người làm một kiện tốt nhất là có thể khiến người khác vừa nhìn mắt liền sáng ngời dùng màu sắc lớn mật một chút cũng không không sao, cũng có thể lấy nét mộc mạc làm. Sở trường, Mai Lan Trúc Cúc luôn có một dạng có thể vào mắt, bốn người nhìn nhau, không có bất kỳ một lời dư thừa nào từng người chọn một bức rồi chú tâm làm việc đại tổng quản đã nói bạc tiêu hàng tháng trong phủ đều tính theo bản lĩnh nếu cửa hàng buôn bán thuận lợi bạc của các nàng tất nhiên cũng theo đó mà tăng tương đương là một tháng có thể lĩnh hai phần tiền tiêu vặt hàng tháng điều kiện quyết định là phải dụng tâm làm việc công tử đang nhìn vào bọn họ trang thư tình lại cảm thấy các nàng nghe lời có chút hơi quá nếu trần nguyên biết suy nghĩ trong lòng nàng cũng chỉ có thể thở dài, chỉ cần là chuyện công tử phân phó xuống, dù là hắn thì có đôi khi cũng phải dùng sức mới có thể qua được, huống chi là những người khác, tuy rằng việc trong lòng đè nặng, nhưng chuyện nên làm trang thư tình cũng không hàm hồ, tú nương làm đồ may sẵn, còn tất cả nương tử đều mời vào bên trong nhà, vải dệt này do nương tử từ cửa hàng vải của vu nương tử đưa tới, tự làm ở cửa hàng, nhất thời mọi người sẽ có không thích ứng xem ra một tháng có thể kiếm hơn bình thường hai lần thậm chí càng nhiều hơn nữa cũng quy củ nhận mặt khác lại thuê một phụ nhân đến nấu cơm quét dọn bên này do chu châu làm quản sự chuyện bên này tạm thời nàng cũng không cần phải lo lắng chàng thư tình đem tâm tư đều đặt ở cửa hàng mới bên kia làm xiêm y cho các công tử tiểu thư loại vải dệt bình thường tất nhiên là không được dùng thời gian hai ngày chàng thư tình mới quyết định chọn một sưởng dệt thường nhập vải vào cung, hơn nữa trên giấy trắng mực đen còn viết yêu cầu của nàng và những hậu quả của đối phương, rồi trịnh trọng ấn dấu tay, sau đó còn tìm các loại vật phẩm có thể bài trí, không thể quá quý, cũng không thể là phế vật, nhìn đến mắt đều mỏi, lầu trên lầu dưới tính lên tính xuống, qua mấy ngày mới miễn cưỡng chọn đủ, ba mặt trên tường dùng vải dệt xanh ra trời, nóc nhà cũng nên phô ra, nhưng tốt nhất là đổi màu sắc khác, vải dệt cũng phải chọn loại vải tốt một chút, đến lúc đó ngươi xem xem màu gì là thích hợp nhất, không cần bố trí tường dày như vậy, để chúng vừa phải, rời rạc một ít, nhẹ nhàng phất phới theo gió sẽ đẹp mắt hơn, phía trên có thể đặt thảm, cảm giác giống như bên trong cửa hàng ở đâu cũng có thể nhìn thấy, Trang Thư Tình càng nói càng cảm thấy đau lòng, thảm thật quý a, à. những vật khác cũng đều không phải giá bình thường có thể mua được, nếu như không đông khách, nàng phải làm Bao nhiêu mới có thể hồi lại vốn chứ? Điều kiện tiên quyết là phải có khách đến. Thở ra một hơi, chàng thư tình vẫy vẫy tay, "Trước cứ như vậy đi, hôm nay về trước hướng Tả Nhịn cười đi đóng cửa, nhìn trưởng quầy mua những thứ này thật có ý tứ." không biết công tử có phải cũng nghĩ như vậy hay không, hắn có nhìn thấy công tử vài lần, vào lúc ban đêm, hướng tả đã bị công tử triệu trở về, ước chừng khi nào thì giao hàng, thời gian còn chưa định, trưởng quầy nói đến cuối mới bày trí mấy thứ kia, cho nên xem đồ tốt đều phải đặt tiền cọc, bạch chiêm duỗi thẳng chân dài, nâng tay tựa đầu lên, tiện tay lấy bạch ngọc quan ném lên trên bàn, vài sợi tóc rối tung xuống, rõ ràng là một bộ dáng khiến người khác thoạt nhìn nhu hòa nhưng ở trên người bạch chiêm lại càng hiển ra sự sắc bén lãnh liệt cha xem người đứng đầu mấy cửa tiệm kia là ai biết vậy mà vẫn ra cái giá kia ở trước mặt nàng tốt nhất là đem người đưa đi trần nguyên hít một hơi thật sâu cảm thấy công tử nhà hắn không nên vừa nhìn liền thích quá nhiều người nếu như chuyện này xảy ra tiền a không biết sẽ thâm hụt đến mức nào, công tử, một nhà trong đó là của ngài, vậy thì càng tốt, trong phủ có cái gì thích hợp đều đưa qua đi, không biết vì sao, hướng tả cảm thấy rất muốn cười, tận lực nhịn xuống nụ cười chuẩn bị bật ra ở khóe miệng, nói, công tử, đây đều là vật phẩm mà trưởng quầy tự mình chọn, dù có thay đổi cũng không có khả năng không bị phát hiện, trước hết không bằng thay đổi hết những thứ có thể thay đổi, còn những thứ khác vẫn cứ đưa đi, việc chọn mua một số thứ là nô tài chọn sẽ tự mình đi nói với trưởng quầy trong cửa hàng chỉ cần có một phần tư chân phẩm cũng đủ rồi khó có lúc ngươi thông minh ra một chút không đợi hướng tả nhẹ nhàng thở ra bạch chiêm lại nói một phần tư hình như còn thiếu người tưởng mấy người ở thành này đều là người mù hay sao ít nhất phải có ba phần tư chân phẩm nếu có thể thay đổi toàn bộ là tốt nhất hướng tả mang vẻ mặt cầu xin nhìn về phía đại tổng quản việc này khó khăn quá lớn người trong nội thành không phải là người mù trưởng quầy cũng không phải a à. nếu hắn thay đổi hơn phân nửa trưởng quầy làm sao có thể không nhìn ra được công tử thật chính là muốn để cho trưởng quầy nhìn ra đi Bà không thế nào mỗi lần đều khiến hắn làm việc có trăm ngàn chỗ hở trần nguyên dứt khoát bỏ hắn qua một bên chuyện công tử quyết định có khi nào thương lượng mà hắn tìm được đường sống lúc này không đem hết chuyện đổ cho hướng ta cũng đã là buông tha cho hắn làm không được hắn nếu trả lời làm không được công tử sẽ như thế nào đổi người khác đến công tử thuộc hạ nhất định làm được hướng chiêm vừa lòng tự mình đi khố phòng chọn thấy cái gì thích hợp thì lấy cái đó vâng trần nguyên đồng tình liếc mắt nhìn hướng tả nhìn công tử tính toán vội vàng nói chính sự công tử thuộc hạ có việc bẩm báo quyền hạn ta cho chưa đủ lớn hay sao bạch chiêm đứng dậy hắn cao hơn trần nguyên nửa cái đầu mặt buông một bộ dáng giống như người ở trên cao nhìn xuống trần nguyên căng thẳng trong lòng không giống như vừa rồi rời rạc nhàn nhã mà trịnh mà trọng nói, quyền hạn công tử cho thuộc hạ đương nhiên rất lớn, nhưng thuộc hạ lại không phải là công tử, bởi vì không phải hắn, cho nên có một số việc cũng không thể tự tiện thay hắn quyết định, bạch chiêm lý giải ý tứ trong lời nói của hắn, giận dữ cũng dịu đi, việc của võ quốc, vâng, công tử anh Minh, Thái sư võ quốc gửi thư tới, từ tháng tư tới nay võ quốc liên tục gặp thiên tai, mùa đông sợ là phải chịu khổ sở, mong ngài đưa ra chú. Chú ý, dẫn dắt Võ Quốc đi qua cửa ải khó khăn này, địa vị thái sư Võ Quốc ở Võ Quốc tương đương với quốc vương, thậm chí quốc vương còn không bằng, thái sư còn giỏi hơn cả quốc vương, nhưng từ trước tới nay trong lịch sử của Võ Quốc chưa bao giờ có phát sinh việc thái sư soán vị, bọn họ an vị trên vị trí kia tận tụy cẩn trọng làm việc bọn họ nên làm, năm đó cũng là ông dẫn đầu tới tìm Bạch Chiêm, muốn Bạch Chiêm phải ngồi trên kia vị trí kia Dù dù cho sau này bạch chiêm biết thân thế của mình hơn nữa không có nửa phần giấu diếm nói cho hắn biết thái độ hắn cũng không có cải biến trần nguyên kỳ thực rất bội phục lão nhân kia bạch chiêm không hiểu việc này có liên quan gì tới ta ta không phải đã sớm nói không cần để ý tới chuyện võ quốc sao chẳng lẽ nói nếu ta mặc kệ bọn họ sẽ khiến cho võ quốc bị diệt vong sao đương nhiên không có khả năng trần nguyên không thể nói là do mình có một chút mềm lòng, hàng năm võ quốc đưa tới cho công tử nhiều hiếu kính như vậy, dù cho ngài ấy không tại vị thì cái tâm ý này không thể xem nhẹ, bất quá việc hắn có thể làm cũng chính là nói ra một chút thôi. Công tử đã nói không, mặc kệ là ai cũng không thể có biện pháp khoan, đợi chút chương 39, hiểu biết linh quang chợt lóe Trần Nguyên liếc mắt nhìn công tử, quyết định thử một lần, công tử, nghe nói trang cô nương mỗi ngày đều mang theo tiểu sói con kia ra ngoài, bạch chiêm nâng nâng cầm, người muốn nói cái gì, Trần Nguyên kiên trì nói, thuộc hạ nhớ rõ ngày ấy trang cô nương rõ ràng đã lên xe ngựa, lại đột nhiên đi ra ngoài nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng phát hiện ở trong tay hộ vệ liễu ra có một con sói con bị thương thuộc hạ không hiểu đã lên xe ngựa thì tại sao nàng lại biết con sói kia bị thương chẳng lẽ là có cảm ứng vậy thì sao nuốt nước miếng một cái trần nguyên tận lực để mình có thể đứng thẳng nếu như trang cô nương biết võ quốc gặp tai họa nàng sẽ không biết ánh mắt bạch chiêm nhìn trần nguyên có chút lạnh đó là do nàng ở trên đường cứu giúp một tiểu cầu thôi vì cuộc sống của bản thân sau này nàng sẽ không đi quản mấy việc như vậy người thật sự cho rằng nàng là người quá thiện lương vì người khác mà bỏ qua cuộc sống của mình, như thế nào, rõ ràng là vào thời điểm này sẽ tiếp tục ra tay cứu giúp sao, như thế nào lại liên quan đến con sói của trang cô nương, con người chịu khổ sao có thể thờ ơ, đây là cái đạo lý gì, bạch chiêm gợi lên môi mỏng, đúng là khó có khi nở nụ cười, hội nguyên phủ mặc dù phồn hoa, nhưng không phải không có những đứa trẻ làm khất cái trên đường, lại càng không không phải có người sống không nổi nàng mỗi ngày đi ra bên ngoài sao lại không nhìn thấy điều đó nhưng nàng có làm gì không có nàng một lòng một dạ sống qua ngày tháng của chính mình biết rõ hướng tả không thể tín nhiệm nhưng vẫn dùng hắn như thường biết rõ phía sau có người giúp nàng nàng cũng không truy cứu quá mức việc này đủ để thuyết minh nàng có chủ kiến của chính mình cùng với một loại dũng khí không phải người thường có thể có được nàng biết ngoài mình ra không ai có thể trông cậy vào cho nên sẽ không khuất phục số phận mặc cho trời quyết định cũng sẽ không vì thế mà mềm lòng với những đứa trẻ mồ côi trần nguyên ngươi đừng xem thường nàng nàng nếu là một nữ tử bình thường như vậy ta sẽ không có vài phần kính trọng đối với nàng trong đầu bạch chiêm lúc này tất cả đều là một cái nhăn mày một nụ cười của trang thư tình mà không tự biết rằng vẻ mặt mình bây giờ đang dần trở nên nhu hòa nàng giống như nương có một nguyên tắc đối nhân xử thế của chính mình nàng rất giống nương công tử dường như thật lâu rồi chưa có nói nhiều như vậy trần nguyên hoàn toàn quên mất việc trọng điểm nghe thấy công tử đề cập đến lão phu nhân hắn không khỏi đem trang cô nương cùng người so sánh mới phát hiện nguyên lai like hai người có nhiều chỗ tương tự như vậy tuy rằng trang cô nương chỉ là một tiểu cô nương lại không có thân thủ tốt như của lão phu nhân nhưng cách nàng làm việc rất giống dù là tính tình cũng cực giống trách không được công tử sẽ đột nhiên chú ý tới một người chưa từng gặp mặt lại cũng không biểu hiện như một người ham mê nữ sắc hắn vẫn là xem nhẹ trang cô nương nhưng nhờ công tử nói cho hắn biết trần nguyên liền thay đổi thái độ thuộc hạ đã hiểu tâm tình bạch chiêm lúc này rất tốt khó có thể vì việc của võ quốc mà ban ra chỉ thị người trong phủ không phải đều nhàn muốn móc meo sao đi nhìn xem ai có thể đến đó giúp một tay thì điều hắn đi một chuyến miễn cho khi mọi chuyện ổn định lão nhân kia lại đến trước mặt ta khóc lóc thật phiền trong phủ không có người nguyện ý đi võ quốc không có biện pháp đó là một nơi rất nóng nam nhân hay nữ nhân đều đen hơn người của đại chu rất nhiều ai chẳng muốn nhìn mỹ nhân trắng trắng non mềm người nào lại đi nhìn một cục than đen tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một mỹ nhân da đen cũng có thể xem là cảm giác tươi mới, nhưng quan niệm thẩm mỹ của đại đa số người đại chu cũng không sai biệt lắm. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp lấy danh nghĩa công tử hạ lệnh, bằng không làm gì có người nào thích nhảy vào lửa để thiêu thân. Trần Nguyên suy nghĩ vừa chuyển lại nhớ đến một sự kiện khác, vội vàng bẩm báo lại cho hắn. Bây giờ đã là tháng 11, theo như bình thường, lão ra từ hẳn là vài ngày sau sẽ tới công tử xem có cần chuẩn bị những thứ gì để mọi người người trong phủ an bầy không cần nên làm thế nào thì làm như thế đấy đột nhiên nhảy ra một vị phụ thân lại là một vị phụ thân có thân phận không bình thường bạch chiêm cũng không quá xem trọng đối với hắn mà nói thì người kia không khác gì người bình thường cũng chỉ là bàn cơm nhiều hơn một người cùng ăn với hắn đến thì đến đi thì đi hắn không quá quan tâm cho người đưa đồ tới hắn đều thu tất cả ngẫu nhiên có vài thứ hắn không vừa mắt sẽ đem trả lại cung bất quá chuyện như vậy một năm đều khó tránh được một lần như vậy

hắn không biết là như vậy có cái gì không đúng, vì ở trong cung kia cũng cảm thấy nhi tử dù chỉ một chút cũng không có gì sai, hai phụ tử một mực lấy phương thức như vậy để ở chung, ai cũng không nghĩ muốn sửa, những người liên quan trong phủ đều cảm thấy vị kia cũng chỉ giống như một vị phụ thân bình thường, tiết trời vào tháng 11 có chút lạnh, xác định thư hàn đã mặc thêm áo trang thư tình mới để cho hắn ra ngoài, đối với việc hắn nhất định không chịu ngồi xe ngựa đến trường trang thư tình tuy rằng đau lòng hắn chịu khổ nhưng cũng không cưỡng cầu phàm là việc thư hàn đã quyết định nàng đều sẽ tận lực tiếp thu đây là quá trình trưởng thành của một nam hài nàng sẽ tận tình phối hợp khiến hắn ngày càng trở nên tự tin xuất sắc hiệu quả thật rõ ràng so với cái lạnh khi ở lãnh sơn huyện hiện tại trang thư hàn không cần phải cảm nhận một lần nữa bây giờ khi nói chuyện hắn đều nhìn thẳng vào mắt đối phương hiện giờ đã trở thành một tiểu thanh niên tuấn tú khi vui vẻ gương mặt nhỏ nhắn còn hơi mang theo ý cười bây giờ là một bộ dáng quân tử ôn nhuận như ngọc trang thư tình nhìn hắn lớn lên từng ngày từng ngày một cảm thấy so với việc sắp khai trương cửa hàng mới còn khiến nàng vui mừng hơn hướng tả đúng giờ xuất hiện tại cửa lớn ngoài viện tận lực để bản thân thoạt nhìn không có chút tâm tư gì trưởng quầy trực tiếp đi chủ thành hay là đi chợ trước đi chủ thành vâng hướng tả vung roi ở trong lòng âm thầm cầu nguyện chư vị thân tiên trưởng quầy nhất định không thể nhìn ra được mới tốt mấy ngày nay đều ở nhà dụng tâm vẽ hoa văn đây cũng là lần đầu sau khi cửa hàng bố trí tốt nàng mới quay lại đây so với tưởng tượng của nàng thì tốt hơn rất nhiều giấy màu lam trên tường hiện thời không còn nóc nhà màu tím nhạt vải dệt buông xuống dưới một chút khiến cho không gian phòng ở thoạt nhìn rộng hơn một chút hơn nữa thảm màu màu vàng nhạt một bàn trà bằng gỗ cùng với một bộ tách trà hình hoa lê thanh nhã nhìn chung giống như là một phòng khách thoải mái mà không phải cửa hàng, đem không khí của thương nhân giảm đến mức thấp nhất, mấy ngăn tủ lớn nhỏ lúc trước đều giữ lại, các vật phẩm trang sức được bày biện ở vị trí thích hợp, những vật trưng bày đều được an bày thỏa đáng trong cửa hàng, những thước vải dệt được trà lau sạch sẽ dựa song song vào tường, một số được treo lên, màu sắc phối hợp tốt, chẳng những không dư ra nhiều, còn khiến cho màu của căn phòng càng nổi bật trang thư tình dạo qua một vòng ở chính giữa, rất vừa lòng với việc bố trí như vậy, đi lên lầu nhìn xem, hướng tả đi theo ở phía sau lặng lẽ ôm lấy đầu, dưới lầu là mặt tiền cửa hàng, tất cả bài trí đều cầm ra từ khố phòng của Bạch Phủ, vì muốn thu hút cái nhìn của các công tử, tiểu thư, những người đó dựa vào thân phận sẽ không đem một thương nhân để vào mắt, nhưng chỉ cần làm cho bọn họ nhìn thấy những thứ này liền biết phía sau cửa hàng có người chống lưng, chỉ cần bọn họ không có mắt muốn đến tìm phiền toái thì mục đích có thể thành, theo như phân phó của trang thư tình trên lầu có hai gian phòng nhỏ cách nhau một bức tường một nơi cho tú nương sống một dùng để đo kích cỡ cho khách nhân cửa sổ và cửa chính của hai gian nhỏ đều treo rèm trâu trên cửa đặt hai tượng hình rồng nhỏ phòng trong đặt tất cả đồ theo chuyên dụng nơi ở sát cửa sổ đặt một ghế quý phi khi tú nương mệt mỏi có thể thay phiên nghỉ một chút ngăn tủ trên tường đặt đầy các vật bài trí ở nơi này trang thư tình chỉ xem sơ qua một lượt những thứ này có hợp ý hay không có bao nhiêu tốt là chất liệu gì cũng không quan tâm ánh mắt đảo qua cũng không dừng lại lâu cho đến khi xuống lầu hướng tả mới xác định trưởng quầy không nhìn ra được cái gì, tâm treo cao vài ngày rốt cục cũng hạ xuống, vì để cho trưởng quầy không nhìn ra được cái gì, hắn đem khố phòng công tử lật ngược cả lên, cuối cùng tìm ra vài thứ trưởng quầy và những người bình thường liếc mắt nhìn đều lưu lại ấn tượng giống nhau, những thứ này trước đều đặt tại chỗ sáng, hiện đang nhìn, hẳn là có thể lừa dối được, trang thư tình quả thật cái gì cũng đều không nhìn ra, đối với bầy trí như vậy của cửa hàng mới cảm thấy thật vô cùng vừa lòng ta đã xem xong ba ngày sau cũng không có gì kiêng kỵ mấy ngày sau liền khai trương đi hướng tả đang định nói việc này với trường quầy nghe vậy liền cười nói nửa tháng sau mới có ngày lành, nếu như chờ đến lúc đó thì phải hoãn thời gian lại, ba ngày cũng đủ đem những thứ trong cửa hàng sắp xếp xong, phải chuẩn bị thích hợp nhất, nhưng mà trưởng quầy, người nghĩ có phải nên mua thêm người, Chu Châu làm việc ở cửa hàng mới, cửa hàng bên kia cũng phải giúp một tay, sợ là không đủ người làm việc ở cửa hàng, Trang Thư Tình nhìn về phía hướng tả, vậy phải nên mua thêm mấy người về. Hướng tả quay đầu đi, ho nhẹ một tiếng nói trưởng quầy chúng ta không phải tùy tiện đi mua liền có thể mua được nhưng mà chỉ cần công tử nghĩ nhất định có thể đưa tới rất nhiều người giống như hắn vậy đó là tốt nhất ngươi dù khiến ta bớt lo nhưng cũng không cách nào khiến ta yên tâm trang thư tình đến gần ngăn tủ bên trong nơi đặt một pho tượng phật di lặc bằng bạch ngọc rất dễ thấy nàng cũng không nhớ rõ mình lại nhìn chúng một pho tượng có dạng như vậy đặt ở trong cửa hàng thực thích hợp bất quá đã mua rồi thì thôi nàng cũng không nghĩ phải tiêu tiền tiếp ngày mai ta đi mua hai cô nương tình tính tình thành thật làm việc trong cửa hàng, người coi như là quản sự bên cửa hàng này đi, vâng, chương 40, chúc mừng cửa hàng mới yên tĩnh khai trương trang thư tình không có sử dụng thủ đoạn như lúc trước, ở cái chợ nhỏ kia thì thủ đoạn như vậy hữu dụng, nhưng tại nội thành này, nếu đem đi sử dụng ngược lại sẽ phản tác dụng, kẻ có tiền mỗi người đều có tật xấu, đều có một điểm chung, tuyệt không thể làm rớt giá trị con người trước mặt bọn họ, khai trương cửa hàng mới ở ở nội thành, trên con đường này thường xuyên qua lại sẽ không có chuyện mà một cái liếc mắt cũng không có, chỉ cần bọn họ tiến vào, trang thư tình tin tưởng, dựa vào bố trí trong cửa hàng, những xiêm y tinh xảo treo trên tường, cùng với tài năng ăn nói của hướng tả có thể đem người chết nói cho sống lại kia, thì không có khả năng không buôn bán được, cửa mở không lâu, bạch chiêm chắp tay sau lưng đến, đằng sau theo vài cái đuôi, ngẩng đầu nhìn chữ viết ở trên bảng hiệu có chút non nớt để là lo lắng vẻ mặt bạch chiêm ghét bỏ nói với trang thư tình ta viết còn tốt hơn nhiều bước chân trang thư tình dừng một chút lời muốn nói ra miệng toàn bộ đều nuốt vào nhưng vẫn phản ứng nhanh chóng bảo vệ cho đệ đệ cửa hàng ta ta dùng bản vẽ của đệ đệ ta cho dù bạch công tử viết có tốt cũng không có quan hệ gì lần này đến phiên bạch chiêm bị nghẹn trần nguyên theo bản năng lui về sau hai bước những người liên quan phía sau cũng vội vàng lui về phía sau mong rằng có thể tự bảo vệ bản thân phải biết rằng công tử không mở miệng thì không sao nhưng cứ hễ mở miệng thì chính là giết người không đền mạng người nghĩ có quan hệ tới ta sao trần nguyên lại yên lặng lui về sau hai bước nỗ lực không muốn nghĩ tới ý nghĩa trong lời này có bao nhiêu kinh sợ người khác trang thư tình suy nghĩ lấy tư duy của người cổ đại nàng hiện tại hẳn là nên phản ứng thế nào mới đúng sắc mặt trắng bệch bưng mặt muốn chết muốn sống nhưng nàng làm sao có tài năng khiến cho gương mặt trắng bệch nếu không thì nghẹn đến đỏ mặt đi đỏ mặt thì nàng còn có khả năng làm được bạch chiêm đến gần nàng nói chuyện nam nhân cao hơn nàng nửa cái đầu trang thư tình ngẩng đầu chống lại tầm mắt hắn lời nói này khiến nàng nghe có chút phiền não cũng lười áp chế chính mình bạch công tử là đang dùng thân phận gì tới hỏi ta nếu là ân nhân cứu mạng ân tình ta đã ghi ở trong lòng hơn nữa cũng theo yêu cầu của ngài mà tạ lễ còn nếu là chuyện khác thứ cho ta ngu dốt thật sự không nghĩ ra được ngoại trừ tầng quan hệ này ta còn có gì liên quan khác đến công tử nơi nàng ở là của ta cửa hàng nàng thuê là của ta người nàng dùng là của ta những thứ nàng trưng bày trong cửa hàng đều lấy ra từ khố phòng của ta bạch chiêm thầm trả lời trong lòng nhưng dù không có đầu óc hắn cũng biết lời này nếu như nói ra nữ nhân này nhất định sẽ không chút do dự đem toàn bộ trả lại cho hắn như vậy muốn hắn trả lời vấn đề này như thế nào trên mặt bạch chiêm vẫn luôn bình thản nhưng bây giờ lại lộ ra biểu tình buồn rầu trần nguyên thiện ý tiến lên nhắc nhở công tử đây là lễ vật của ngài sao Bạch chiêm ánh mắt sáng ngời, đem vấn đề kia bỏ qua đầu, Trần Nguyên từ trong tay hắn tiếp nhận một hộp gấm được đóng gói tinh mỹ, cái này cho ngươi, nghe nói hôm nay ngươi khai trương cửa hàng nên ta đặc biệt đến chúc mừng, nhìn đến ánh mắt đại tổng quản, hướng tả lau mồ hôi trên trán tiến lên phía trước thi lễ nói, trưởng quầy, công tử cũng là đến chúc mừng, vậy thì nên vào bên trong nói chuyện đi, trang thư tình cũng không phải là người không nói đạo lý, tương phản. Bản, nàng nguyện ý cùng người khác nói đạo lý nếu bạch chiêm càn quấy nàng còn có thể đem người từ chối ngoài cửa, nhưng đối phương đã hạ mình đến đây, thái độ của nàng cũng không thể quá xấu, nghiêng người nhượng bộ, dù sao đi nữa, ân cứu mạng kia là thật, nàng cũng không mau quên như vậy, tâm tình bạch chiêm nhất thời tốt hơn nhiều, rõ ràng tối qua mới đến xem qua, nhưng này bạch chiêm vẫn giả bộ như mới thấy cửa hàng, nhìn đông nhìn tây, khóe mắt sáng lên khi nhìn thấy trang thư tình tự mình châm trả cho hắn, tâm tình rất tốt thong thả bước chân qua ngồi xuống, ghế tựa rất mềm, ngồi rất thoải mái, bạch chiêm quyết định sau khi trở về phủ cũng cho người làm một bộ như vậy, người không xem lễ vật ta đưa đến sao, bộ dáng này hình như ngầm có ý chờ mong, là nàng nhìn lầm rồi đi, giờ này khắc này, trang thư tình ẩn ẩn cảm thấy nam nhân này kỳ thực cũng không có biểu hiện cao lãnh như tưởng tượng, bằng không hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này, nàng thậm chí đoán quán hắn là vì cho nàng chỗ dựa mà đến tuy rằng mặc kệ là nghĩ như thế nào giao tình bọn họ cũng không tốt tới vậy trong lòng trái lo phải nghĩ nhưng trên tay trang thư tình cũng không chậm hai ba động tác liền đem hộp gấm mở ra bạch chiêm cũng nhìn theo động tác của trang thứ tình từ trong hộp gấm lấy ra một bức tranh chữ như thế nào, coi như phù hợp với ngày hôm nay đi, ngôn tất tín hành tất quả, trang thư tình nhẹ giọng đọc ra, đáy mắt hiện lên ý cười, rất thích, cảm ơn, bạch chiêm vừa lòng, hắn thích nhìn thấy bộ dáng ấy của nàng, giống như một con nhím nhỏ thu hồi gai nhọn đầy mình lộ ra một mặt mềm mại, bất quá nói lời nói của hắn vẫn đàm đạm như trước không nghe ra chút gì không cần cảm tạ ta dù sao cũng không phải ta viết trần nguyên quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp nếu có thể hắn muốn đem lỗ tai đều dán lại ở trong lòng cân nhắc sau nay phải làm như thế nào để thay công tử cứu vãn một chút nói cho trang cô nương đây là bản vẽ của hoàng thượng nếu không cẩn thận còn nói ra mối quan hệ của công tử và hoàng thượng không được rất phiền toái chưa có mệnh lệnh công tử hắn cũng không dám lộ ra vậy chỉ cần ám chỉ một chút về tầm quan trọng của bức tranh chữ này, kỳ thực chỉ cần để trang cô nương nhìn xuống dấu ấn bên dưới bức tranh liền sáng tỏ, cũng không cần phải sợ không giải thích tốt, Trần Nguyên nghĩ tới nghĩ lui, quyết định giao việc này cho hướng Tả giải quyết, là người tài thì phải vất vả nhiều thôi, không biết chính mình lại bị phái đi khổ sai, hướng Tả hai tay nâng bản vẽ lên hỏi, trưởng quầy, cái này thu hồi hay là treo trong cửa hàng? Thu, treo ở nơi dễ nhìn thấy, bạch Tiêm ngắt lời nàng, thu hồi làm gì, ta thấy treo lên ở chỗ kia cũng tốt, vừa lúc đang thu thập cửa hàng, cũng không cần thu lại cất đi, trang thư tình càng thêm không dám treo, buồn bán có một việc cần chú ý đó là hòa khí sinh tẩy, nếu vì treo bức tranh chữ này lên mà đưa tới phong ba, nàng vẫn là nên đem gác nó lại, tự mình nhận lấy rồi cuốn lại bỏ vào trong hộp gấm, trang thư tình nói, lễ vậy tất nhiên là phải thu hồi mới thỏa đáng, bạch công tử còn chưa đi trên lầu xem hướng tả người mang công tử đi xem đi vâng công tử mời bạch chiêm liếc mắt nhìn cái hộp kia một cái rốt cuộc cũng không nói thêm nữa vốn bản thân hắn cũng không biết là thứ này có bao nhiêu chân quý hàng năm phụ thân đều ở lại cũng viết không ít với hắn mà nói cũng chỉ một bức tranh chữ thôi tự hắn cũng có thể viết muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hắn nguyên bản không hề nghĩ ngợi nhiều liền đưa vài cái đến, là Trần Nguyên nói thứ này thời khắc mấu chốt không chừng còn có thể dùng được nên hắn mới cầm đến, thu hồi thì liền thu hồi đi, trên địa bàn của hắn cũng không dùng được thứ kia, mời người đi rồi, trang thư tình nhẹ nhàng thở ra, mỗi khi nhìn thấy vị bạch công tử này nàng liền cảm thấy lo lắng đề phòng, cũng thấy hắn làm việc luôn có cử chỉ thình lình bất ngờ, so với người khác rất khác nhau, thật không biết là dạng gia đình gì có thể dưỡng ra một bạch chiêm như vậy trần nguyên tiến tới nhẹ giọng nói trang cô nương không cần suy nghĩ nhiều, công tử nhà ta cũng không ác ý gì, trang thư tình ngẩng đầu, ánh mắt hắn thuần túy như vậy, nếu như hắn thực muốn dở trò xấu, trực tiếp đem này cửa hàng hủy đi ta cảm thấy mới hợp với tính tình hắn, đây là lần đầu tiên có người dùng hai từ thuần túy để hình dung công tử, cẩn thận suy nghĩ thì quả thật như thế, trên đời này còn ai có thể thuần túy hơn so với công tử, Trần Nguyên thật sâu thi lễ dối lui về một bên, sau khinh hơ được lời nói kia từ công tử trần nguyên đối với trang thư tình càng lưu tâm hơn vài phần cũng càng không lý giải được rõ ràng hết ý trong lời của công tử hắn quả thật là đã xem thường tiểu cô nương chưa cập kê này lo lắng vài ngày lại nhiều ra thêm một cái cửa tiệm như vậy bán cái gì a à? ngoài cửa truyền đến tiếng người nghe thấy giọng nói thì người đã đến cửa hai ngày trước có mua thêm hai vị cô nương một người tên là dụ quyên một người tên là long diễm diễm không cần phải nghĩ này lại là từ bạch phủ xuất ra cho dù là trang thư tình thay đổi người bán khác cũng không thể thay đổi kết quả có thể mua được tất nhiên là miệng lưỡi lanh lợi cũng là người cực có nhãn lực lúc này dụ quyên liền ra nghênh đón không giấu gì tiểu thư đây là cửa hàng bán y phục và đồ thêu tú nương đều là người từ trong cung ra đồ thêu đều là tốt nhất nơi này của chúng ta còn cung cấp rất nhiều đồ thêu đa dạng để tiểu thư lựa chọn tiểu thư mời ngồi bên này ánh mắt tiểu thư kia đầu tiên là nhìn trên trần nhà sau đó là trên tường rồi lại nhìn ngăn tủ cách nàng gần nhất kia ngăn tủ đan sen hợp lý cách nhau mấy ô vuông mỗi một ô vuông đều bày biện vật phẩm nếu là thứ đồ tầm thường tất nhiên không thể khiến cho trần gia đại tiểu thư lộ ra vẻ mặt kinh sắc như vậy nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ tới trong lúc vô tình lại tiến vào một cửa hàng có thể nhìn thấy dược nhiều chân phẩm như thế này, dương mắt quan sát chung quanh, rời bước đến từng ngăn tủ phía trước nghỉ chân một lát, phát hiện thế nhưng không có một đồ thứ phẩm, đến thư phòng của cha nàng so với nơi này còn kém xa, bất quá chỉ là một cửa hàng bán y phục mà có thể phí tổn đến nhường này, người sau lưng rốt cuộc là ai, vừa nhấc đầu, trần đại tiểu thư triệt để không thể bình tĩnh, bước nhanh ra trước đưa tay ra sờ sờ y phục kia, khẳng định suy đoán trong lòng, thế nhưng thật sự là, trong cửa hàng của ngươi có bán tầm ti ngàn năm, vải dệt trong tiệm này mỗi một dạng trang thư tình đều nhận biết được, nàng có thể khẳng định chưa từng nghe nói đến loại vải tầm ti ngàn năm này, lại thấy vị tiểu thư kia nhìn chằm chằm xiêm y trong tay, liền cảm thấy sáng tỏ, nguyên lai like vải này gọi là tầm ti ngàn năm, vẫn một mực đi theo phía sau sau Trần Đại Tiểu Thư, dụ quyên ôn thanh nói, Tiểu Thư kiến thức rộng rãi, lại có thể nhận biết được vài thiên tầm, đã nhận biết thì cũng hiểu được loại vải này trên thị trường không thể bán, vậy bộ xiêm y này, đây là của một vị khách nhân, tranh theo trên xiêm y là từ cửa hàng chúng ta, thì ra là thế, Trần Đại Tiểu Thư cũng bất giác thất vọng, vừa bắt đầu nàng cũng không ôm hy vọng nhiều, bất quá người có loại vải dệt này lại có thể đến đây đặt theo, cũng đồng ý đem xiêm y treo trong cửa hàng để thu hút khách, đủ để chứng minh cửa hàng này không đơn giản, chương 41 hoàn cảnh khiến con người trở nên bất đồng trong lòng nghĩ như vậy, thái độ Trần Đại Tiểu Thư liền tốt hơn rất nhiều, ngồi lại trên ghế, lòng diễm diễm thành thạo đến châm trà cho nàng, lúc này bạch chiêm từ trên lầu đi xuống, không cần ai tiếp đón, ném hướng tả sang một bên rồi tự mình đi nhìn xung quanh trang thư tình lúc này không dành để ý đến bạch chiêm, lấy là một sấp hoa văn đưa cho dụ quyên để nàng đem đến cho khách nhân lựa chọn với nàng mà nói bạch công tử cũng chỉ là người quen biết vài lần trừ bỏ tầng quan hệ kia trong lòng nàng cũng chỉ coi hắn như bằng hữu đương nhiên địa vị và thân phận bọn họ có tranh lệch lớn như vậy Nàng tất nhiên sẽ vẫn như trước coi hắn là một khách nhân thường đến cửa hàng Trần Tiểu Thư ở bên kia lúc nhìn thấy trong cửa hàng có nam khách nhân liền có chút không được tự nhiên nhưng lại không thu được ánh mắt tầm nhìn thường hướng qua chỗ Bạch Chiêm, bộ dạng của Bạch Chiêm rất tốt, không ngại vẻ mặt hắn lạnh nhạt cũng không ngại hắn sinh ra có một đôi môi mỏng nhìn bạc tình, chỉ cần gương mặt tuấn tú của hắn cũng đủ để che hết tất cả những khuyết điểm kia, huống chi ở trong mắt những người khác thì dù là một chút khuyết điểm hắn cũng không có dụ quyên ho nhẹ một tiếng đưa hoa văn qua mời tiểu thư xem đây là hoa văn trong cửa hàng chúng ta tuyệt đối là độc nhất vô nhị chỉ cần tiểu thư quyết định, về sau sẽ không xuất hiện trên y phục của người khác. Trần Đại Tiểu Thư lấy lại bình tĩnh, nguyên bản bộ dáng của nàng là không mấy để ý, nhưng khi nhìn đến những đồ thêu đa dạng xinh đẹp kia gương mặt liền nghiêm cẩn nàng năm nay đã 15, nếu như các cô nương nhà người khác thì đã xác định một mối hôn sự tốt chờ ngày để gà nhưng nàng lại cố tình lại chậm chạp chưa có định xuống tuy đồ cưới đã chuẩn bị nhiều năm nàng cũng lưu ý những thứ tốt trên thị trường đang được bán ra nhưng vẫn chưa có thứ nào vừa ý nàng rất rõ sau khi lập gia đình thì phải lo lắng chuyện đồ cưới những hoa văn này quả thật nàng chưa bao giờ gặp qua hơn nữa đều xinh đẹp cực kỳ nếu có thể mua về hoa văn này có bán không dụ quyên đã sớm được dặn qua lắc đầu nói tiểu thư thứ lỗi chúng ta không không bán hoa văn này chỉ bán thành phẩm ta sẽ đưa ra giá cao tiểu thư thứ lỗi cửa chúng ta không muốn làm hỏng thị trường tiếp nhận xiêm y long diễm diễm đưa tới tiểu thư người xem đây là thành phẩm do tú nương cửa hàng chúng ta làm ra ngài là người sáng suốt sẽ nhìn ra được không phải tú nương tay nghề bình thường có thể làm được quả thật là như thế nào nàng bình thường tự nhận nữ hồng của mình khó có người theo kịp nhưng lúc này không thể không thừa nhận tay nghề này so với nàng không biết tốt hơn bao nhiêu lần trần đại tiểu thư nhìn bộ xiêm y màu vàng dùng chỉ xanh biếc thêu lên đồ án rõ ràng đơn giản chỉ là vài cành liễu nhưng lại sống động như đang bay theo gió dù quyền thấy nàng tâm động lại hạ một lời trọng điểm không dối gặt tiểu thư thành phẩm và xiêm y trong cửa hàng chúng ta đều là do tú nương trong cung làm ra, các nàng đều ở trên lầu, một hồi nữa tiểu thư lên lầu chọn kích cỡ có thể nhìn thấy các nàng, trần đại tiểu thư mừng rỡ, thật sự là tú nương từ trong cung làm ra, người buôn bán chú ý tới chính là thành tín, vạn lần không dám nói dối nữa lời, như vậy sẽ hủy đi danh dự của cửa hàng, trần gia cũng có đủ tú nương xuất thân từ trong cung, nhưng chỉ có một người quanh năm suốt tháng đến phiên nàng cũng chỉ có một kiện y phục mùa hè và một kiện y phục mùa đông đồ làm ra tốt bao nhiêu nành tất nhiên biết rõ chủ cửa hàng đã dám nói như vậy bày biển trong cửa hàng đều là đồ quý giá, nghĩ một lát cảm thấy không nên vì nhỏ mà mất lớn, dù cho là không phải tú nương tử trong cung làm ra, nhưng chỉ cần nhìn thành phẩm này liền biết tốt hay không, nếu đồ thiêu trong đồ cưới tất cả đều là nhất đẳng, nàng cũng có mặt mũi dùng nhiều bạc chút cũng đáng, nghĩ vậy Trần Đại Tiểu Thư cũng không do dự, ánh mắt một lần nữa rời về phía hoa văn, từ đầu tới cuối ngắm nhìn hai lần, chỉ vào mấy tấm mình mình thích nói mấy tấm này cũng giống như vậy vâng dụ quyên lưu loát theo hướng nàng chỉ lấy hoa văn qua vải dệt đều ở bên kia tiểu thư có thể lựa chọn trong cửa hàng của chúng ta nếu như ngài thấy tốt lập tức định xuống cửa hàng sẽ làm ra rồi cho người đưa tới cho ngài thành rồi trang thư tình áp chế hưng phấn trong lòng có một khởi đầu tốt tảng đá trong lòng kia cuối cùng cũng rơi xuống cửa hàng này tốn nhiều bạc và tâm tư của nàng như vậy bản thân nàng cũng không phải là người nhiều tiền nên nàng cũng hơi lo lắng sẽ không thể hoàn lại vốn một bộ xiêm y ngươi tính giá bao nhiêu không biết lúc nào mà bạch chiêm đã tới trước mặt nàng hứng thú đề nghị không đến một ngàn lượng, vậy hẳn nên là tám trăm lượng đi, công phu sư tử ngoạm của người này so với hướng tả còn hơn nhiều, trang thư tình thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, định giá cao như vậy, bạch công tử xác định cửa hàng này của ta còn buôn bán được hay sao, đương nhiên, bạch chiêm nâng cầm xem nàng, không tin hắn, hừ, chờ một lát hắn sẽ cho nàng biết việc buôn bán trong cửa hàng tốt bao nhiêu, trang thư tình giật giật khóe miệng, theo khẩu khí của hắn liền biết, đây là người không thiếu tiền, ngàn lượng bạc để mua một bộ trang phục, chuyện như vậy, có người dám làm sao, không có người có thể làm như vậy, việc buôn bán này, nàng còn muốn duy trì lâu dài, làm sao có thể tự cắt đường lui của mình, một bộ xiêm y giá bình thường từ 150 lượng đến 300 lượng, quý hơn cũng có, nhưng chất liệu phải quý giá hơn, hoa văn cũng phức tạp hơn nhiều, nhưng dù có quý cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 lượng, trang thư tình liếc nhìn Bạch Chiêm đang nhíu mày, đương nhiên, nếu như Bạch Công Tử cảm thấy cái giá này vẫn còn rẻ, không phù hợp với địa vị của ngài, vậy ngài trả 800 lượng cho một kiện trang phục ta cũng sẽ nhận, tốt, nhìn thấy trang thư tình chừng lớn mắt, Bạch Chiêm tiếp tục châm dầu vào lửa, nói, tiền trang phục của mấy bộ trước ta sẽ nhanh chóng đưa qua, ai tới cứu nàng đi, nàng là đang nói mát hắn đó hắn nghe không hiểu sao, không tính Trần Nguyên, những người khác đều nỗ lực làm cho chính mình dường như không tồn tại, nhất tề lui về phía sau một bước, hướng tả, hướng tả đang muốn lặng lẽ lui ra, nghe vậy chỉ đành dừng bước quay đầu, trưởng quầy có gì phân phó, ta đi lên lầu nhìn một chút, người hảo hảo chiêu đãi bạch công tử, vâng, bạch công tử xin cứ tự nhiên, không đợi người đáp lời trang thư tình đã nhanh chóng rời đi tiền nàng không ngứa mắt nhưng bây giờ đối với con người này nàng thật sự là bó tay bạch chiêm nhìn ra được trang thư tình đang trốn tránh nhưng hắn suy nghĩ thật kỹ cũng không thể hiểu được bản thân mình làm sai cái gì liền ngay lập tức hỏi người trước mắt vừa rồi ta có nói lời gì không đúng sao Hướng Tả vô lực nhìn chủ tử nhà mình, hắn thật rất muốn nói tất nhiên là công tử người không đúng, nhưng hắn dám sao? Trong phủ ai dám nói việc chủ tử làm là không đúng? Công tử, ngài làm cái gì đều đúng, vậy sao nàng lại muốn né tránh ta? Hướng Tả lén gạt nước mắt trong lòng đang đân trào xúc động, hắn cảm thấy lúc trước là bọn họ sai lầm rồi, bọn họ không nên bỏ mặc công tử, tuy rằng cả đời công tử không biết gạo bao nhiêu tiền một cân rượu bao nhiêu tiền một chung đối với những việc sinh hoạt bình thường công tử cũng chưa từng để ý sẽ có người chuẩn bị thỏa đáng công tử chỉ cần hưởng dụng là tốt rồi nhưng hiện tại công tử lại động tâm mà người khiến công tử động tâm lại không phải là người cái gì cũng không hiểu không phải người chỉ biết nhận của người khác nàng có chủ kiến có suy nghĩ và trí tuệ hơn nữa còn phải tự kiếm tiền nuôi sống chính mình một người tùy thời trên người đều có thể mang theo theo những loại ngân phiếu với mệnh giá cao tùy ý chi tiêu còn một người khi mua thứ gì cũng phải tính toán quan niệm của hai người khác biệt quá lớn dù cho về sau thực sự ở cạnh nhau nhưng một việc nhỏ cũng thể khiến cho mâu thuẫn dễ dàng phát sinh người còn sống trên đời tất nhiên sẽ có sai phạm nếu không sửa thì những việc nhỏ sẽ dần trồng chất thành lớn thấy dụ quyên mang theo vài loại vải tốt đưa tới cho khách nhân lựa chọn hướng tả dẫn công tử đến vị trí khác thanh âm cũng nhỏ hơn một chút công tử trưởng quầy không phải trốn tránh người chỉ là không biết phải tiếp lời ngài như thế nào vì sao nghĩ nghĩ hướng tả đành phải nói ngài ở trong phủ mỗi bữa cơm đều phải bỏ ra một trăm lượng những thứ lão gia tử đưa tới thì càng không cần nói dù có bạc cũng chưa chắc có thể mua được tựa như vải thiên tầm, giá so với hoàng kim, mà một bữa cơm của trưởng quầy quy thành tiền cũng không quá 100 văn, một bộ quần áo cũng dùng vải dệt bình thường nhất, sẽ không vượt qua hai lạng bạc, so sánh cùng ngài chính là khác biệt một trời một vực, với ngài mà nói một bộ quần áo trăm một ngàn lượng bạc thật sự bình thường, nhưng với trưởng quầy mà nói 500 lượng trở xuống mới là phạm vi tiếp thu của nàng, bởi vì nô tài kiên trì định cái giá đó ở trong cửa hàng nên nàng mới miễn cưỡng nhượng bộ công tử trưởng quầy và ngài là không phải là cùng một dạng người bạch chiêm trầm mặc mím đôi môi mỏng lại trông càng có vẻ bạc tình biểu cảm lãnh đạm đầu hướng tả đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn cắn răng không nói tiếp hắn là thật sự rất bội phục trưởng quầy nếu nàng có thể trở thành nữ chủ nhân trong bạch phù hắn so với ai đều cảm thấy cao hứng nhưng hắn cũng biết trưởng quầy là một người có nhiều ngạo khí dù hiện tại công tử làm việc này vì muốn tốt cho ngài nhưng trưởng quầy cũng sẽ không thể tiếp nhận chính là chỗ này hai người đứng rất gần cửa nghe thấy có người nói ở bên ngoài liền nhìn lại bạch chiêm mất hứng nhăn mày lại gọi bọn hắn tới sớm lại không đến thế nào lại kéo dài thời gian tới bây giờ nếu không phải từ đầu có một người đi vào cửa hàng thì không biết phải chờ đến bao lâu mới có khách nhân, những người vừa đến lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy công tử ở chỗ này, cố nén xúc động muốn xoay người rời đi, cố gắng bước qua ngưỡng cửa đi vào trong, đang muốn hành lễ thì nghe thấy một tiếng ho khan, dương mắt nhìn lại, đại tổng quản bạch phủ Trần Nguyên đang hướng hắn nháy mắt, hắn nhất thời liền hiểu được, làm như không có gì lướt qua người công tử, lúc trước khi nhận được phân phó, bọn họ liền nhận định công tử là vì muốn lấy lòng cái tiểu cô nương gọi là cha đang thư tình kia, hiện tại mấy nhà bọn họ ai mà chẳng biết công tử coi trọng một tiểu cô nương cái suất đầu lộ diện ở bên ngoài buôn bán, cửa hàng nhỏ ở phía đông chợ kia, nhà bọn họ ai mà không đến đặt hàng ở đó, quần áo tuy không kém, nhưng bọn họ cũng không thể mặc, hiện tại chạy đến nội thành mở cửa hàng, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, việc công tử đã lên tiếng chính là bắt buộc phải bỏ tiền ra, nhưng bọn họ không nghĩ tới lại gặp phải công tử ở chỗ này, xem bộ dáng đại tổng quản, tiểu cô nương kia còn chưa biết bối cảnh của công tử, công tử rốt cuộc là thật sự quan tâm hay là chỉ tìm kiếm thú vui, chật mấy thứ trong cửa hàng này vừa nhìn liền biết là từ bạch phủ mang ra, còn có xiêm y đang treo ở trên tường kia, rõ ràng là vải thiên tầm ti màu tím chỉ có công tử mới dùng hoa văn rất đẹp vậy là công tử đến nhờ cửa hàng này theo đi bọn họ tiếp tục làm việc của mình tùy ý chỉ định vài dạng hoa văn lại đi chọn vài dệt những người tới để sai vặt lại báo kích cỡ của mình đặt tiền cọc đầy đủ rồi rất nhanh liền rời đi từ đầu tới cuối bọn họ cũng không xem trọng trang thư tình với bọn họ đây chỉ là niềm vui nhất thời của công tử mà thôi hết thảy đều từ công tử chứ bản thân tiểu cô nương kia có thể làm được cái gì trang thư tình tạm thời không biết bản thân bị người khác xem nhẹ mà bạch chiêm còn căn bản cũng không quá để ý đám người trần nguyên hướng ta cũng không hiểu thế tình chính là do đi theo công tử nhiều năm bọn họ đều lây tính tình tự cao tự đại của công tử căn bản cũng không suy nghĩ sâu xa trang thư tình ở trên lầu ngây người một hồi lâu lại xuống một lần nữa thấy bạch chiêm đã ly khai nàng cũng nhẹ nhàng thở ra lại có chút áy náy đối phương cũng là có một mảnh hảo tâm nhưng nàng lại không để ý đến, trưởng quầy đã có được 6 đơn đặt hàng, nhận lấy nhìn nhìn, trang thư tình cười, về sau nếu như mỗi ngày có 6 đơn đặt hàng như vậy cũng đủ rồi. Hướng Tà cũng cười, thế này vẫn còn ít, ngài cứ chờ xem sau này, một đơn lại thêm một đơn, việc buôn bán thuận lợi xác minh lời nói của Hướng tả Trang thư tình nhìn một tấm lại một tấm hoa văn dần dần giảm bớt liền cười đến mị mắt, trong lòng cân nhắc ngày mai có thể đi Liễu gia. Chương 42. Đến Liễu gia là nơi đứng đầu sáu thành lớn trên cả nước, hội nguyên phủ cũng không thiếu nhà quyền quý, những gia tộc gia truyền có không ít nhà, Liễu gia cũng so sánh với những gia tộc khác cũng chỉ có thể xem như danh gia nhưng bởi vì là lục bộ đường quan địa vị liễu gia ở hội nguyên phủ phủ rất vững chắc hiện thời thân là lễ bộ thượng thư liễu gia hồng từ trên xuống dưới có bốn con trai đứa con lớn là liễu đại và con trai thứ là liễu tứ đã đậu sĩ đồ nhưng muốn đi đến địa vị của lão tử bọn họ thì phải xem tạo hóa liễu tam tiểu thư là nữ nhi của liễu nhị lão gia liễu tứ tiểu tiểu thư cũng xuất thân từ đại phòng, chuẩn bị đủ tâm lý, trang thư tình mang theo tờ giấy cầm đồ liễu tam tiểu thư lưu lại và một bao lớn gõ cửa đại môn của liễu gia, liễu gia hồng ở vị trí lễ bộ thượng thư ngây người vài năm, chị gia cũng cũng coi như nghiêm cẩn hạ nhân nghe thấy có người bái phòng tam tiểu thư liền cảm thấy khó xử, nhưng cũng để nàng chờ trước, rồi nhanh chóng phái người đi nội viện thông truyền, liễu tam tiểu thư vừa uống thuốc xong, ăn mứt hoa quả còn cảm giác được vị ngọt trong cổ, nghe được thông truyền đầu tiên là sửng sốt, sau liền chợt mở nụ cười, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền, biết được làm nàng sẽ đến, nhưng mà không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, thanh thanh, người đi nghênh đón nàng, vâng, thanh thanh chính là nha hoàn phụng bồi tam tiểu thư đi lãnh sơn tìm danh y, ấn tượng đối với vị tiểu cô nương kia cũng cực kỳ khắc sâu, nhìn thấy người ngữ khí cũng là nhẹ nhàng, không nghĩ tới cô nương lại đến nhanh như vậy tiểu thư rất cao hứng a mau đi theo nô tỳ. trang thư tình đối với nha hoàn này rất có cảm tình lúc đó là nàng săn sóc chuẩn bị cho nàng ngân phiếu và bạc vụn còn cầu tam tiểu thư chờ tỉ đệ các nàng đi một đoạn đường tuy rằng cuối cùng nàng khéo léo từ chối nhưng phần tâm ý này lại nhớ kỹ đến đây đã một đoạn thời gian chỉ là không có có đủ bạc nên không thể đến gặp tiểu thư ngay được thanh thanh cười đang muốn trả lời nhưng nhìn thấy người đang từ một hướng đi đến vội hành lễ nô tỳ thỉnh an tứ tiểu thư, liễu tứ tiểu thư dơ dơ khăn lên miễn lễ nàng, ánh mắt dừng ở trên người trang thư tình, cảm thấy nàng nhìn có chút quen mắt, nghĩ nghĩ nhưng lại không nhớ ra, liền hỏi, đây là khách nhân của tam tỷ, vâng, cô nương từng có quen biết với tiểu thư, liễu tứ tiểu thư khẽ gật đầu, đang muốn quay người rời đi, nha hoàn bên người lại tiến lên một bước nhẹ giọng nói hai câu, liễu tứ tiểu thư nhất thời sắc mặt liền thay đổi, quay người nói ngươi là cái nữ nhân ngăn cản xe ngựa của bổn tiểu thư hại bổn tiểu thư bị thương trang thư tình biết đây là việc không tránh thoát ngày thường không đi thắp hương gặp chuyện thì lại ôm chân phật quả nhiên vô dụng rõ ràng liễu gia này cũng không phải dạng vừa nàng không phải cổ nhân không có sự nơm nớp lo sợ của thường dân khi nhìn thấy quý tộc nàng cũng không muốn giả bộ vén áo thi lễ không thừa nhận cũng không phủ nhận gặp qua liễu tứ tiểu thư liễu tứ tiểu thư cũng không chút chú ý lời nói của nàng vị công tử ngày ấy cứu các ngươi giờ đang ở nơi nào xuất thân từ đâu vì ở trong nhà của mình nên không muốn giả bộ sao hội nguyên phủ phủ đều nói rằng liễu tứ tiểu thư cũng không phải là người cả vú lấp miệng em như vậy trang thư tình trong lòng oán thầm giải thích đến một giọt nước cũng không gì hồi tứ tiểu thư ta không có có nhận thức vị công tử kia ngày ấy kém chút bị thương dưới vó ngựa là vị công tử kia đã cứu hai tỷ đệ chúng ta sau đó liền rời đi ta cũng chưa từng hỏi thăm qua hắn xuất thân từ đâu thực chưa từng chưa từng liễu tứ tiểu thư vẫn không cam lòng ngày ấy sau khi trở về nàng cho người đi hỏi thăm hồi lâu cũng không thể nào hỏi ra nguyên do vì sao nàng thậm chí hoài nghi người kia căn bản không phải người ở đây chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt trùng trùng hợp xuất hiện ở nơi đó trùng hợp để nàng nhìn thấy thôi nhưng mà càng nghĩ như thế nàng càng tin tưởng đó là duyên phận của nàng nếu không phải như vậy sao lại cố tình ở loại thời điểm này lấy phương thức như vậy để cho bọn họ gặp nhau, cho nên tuy nương đã vài lần đề cập đến việc hôn nhân cùng phủ chủ đại công tử nàng cũng chỉ hàm hồ cho qua chuyện, nàng nghĩ nhất định phải tái kiến nam nhân kia một lần, nếu như thật sự là duyên phận của nàng, nàng sẽ sống chết cầm lấy chứ quyết không buông tay, nếu không phải thì phủ chủ đại công tử sẽ là lựa chọn của nàng, hiện tại nhìn thấy nữ tử này nàng mới nhớ tới, nói không chừng hai người này sau đó có gặp lại, hoặc hoặc là hai người có liên quan gì đó khi nghĩ đến khả năng này, nàng liền quên luôn dáng vẻ đại tiểu thư, cũng quên luôn hình tượng nàng khổ tâm duy trì, chỉ muốn nghe được một hai câu về hắn, nhưng kết quả vẫn khiến cho nàng thất vọng, nam nhân kia chẳng lẽ thật sự ly khai hội nguyên phủ rồi, thanh thanh không biết trong đó có khúc mắc gì, thấy tứ tiểu thư không nói chuyện nữa liền thử thăm dò nói, tứ tiểu thư người xem, tam tiểu thư còn đang chờ, liễu tứ tiểu thư gắt gao nhìn chầm chầm ch... Trang thư tình, nếu như để ta phát hiện ngươi lừa bổn tiểu thư, đừng trách bổn tiểu thư không khách khí, trang thư tình bình thản, lựa chọn thái độ im lặng không nói ra một chút, liễu tứ tiểu thư chỉ có thể thả người, những cô nương ở liễu gia muốn nói tới người có thể cùng nàng tranh thủ tình cảm, cũng chỉ có một mình liễu tam, bất quá chỉ là một người không cách nào rời thân khỏi thuốc, trừ tổ phụ để nàng vào mắt, trong phủ ai không xem trọng nàng một phân, nếu không phải chuyện tất yếu, nàng cũng không muốn cùng nàng chống đối, đợi đi xa, Thanh Thanh mới nhẹ giọng hỏi, cô nương gặp tứ tiểu thư rồi sao? Trang thư tình đem chuyện gặp nạn ngày ấy nói ra, nếu không có vị công tử kia cứu giúp, tỷ tỷ và tam tiểu thư sợ là bây giờ đã không còn có thể thấy ta, thì ra là thế, cô nương cũng là bị tai bay vạ gió, ta còn tưởng rằng, Thanh Thanh cười cười, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, nàng im lặng, người bình thường sao có thể vô cớ va chạm vào xe ngựa liễu ra về sau phải để ý chút có đôi khi bị thương cũng không thể tìm người khác nói lý hiểu không, biết nàng thật tâm căn dặn, trang thư tình cũng thành tâm tiếp thu, hôm nay thời tiết tốt, liễu tam tiểu thư ở trong sân tản bộ, nhìn thấy hai người tiến vào cũng không để trang thư tình chào liền lôi kéo nàng nhìn chung quanh một chút, khí sắc tốt hơn nhiều, trên mặt có thêm chút thịt, nhìn giống như cao hơn chút, xem bộ dáng bây giờ có thể thấy được cuộc sống tốt hơn trước nhiều, tạ tam tiểu thư quan tâm, ta hết thảy đều tốt, liễu tam lôi kéo nàng cùng tản bộ bộ, nhân dịp thời tiết tốt đi nhiều hơn một chút, chờ đến khi trời trở lạnh ta ngay cả xuất môn cũng không được, Thanh Thanh, vừa rồi thế nào lại đi lâu như vậy, Thanh Thanh đem chuyện gặp tứ tiểu thư, cả sự tình liên quan đều nói hết, cuối cùng nói một câu, nếu như trang cô nương thực sự, để tứ tiểu thư nhớ đến sợ là không có chỗ gì tốt, nàng nhiều nhất chính là đi quấy nhiễu ngươi vài lần, trừ chuyện này thì những thứ khác cũng không dám làm gì, thật vất vả duy duy trì cái thanh danh tốt như vậy hảo muội muội kia của ta đang yên đang lành lại nâng đá đập chân mình liễu tam nói rất nhàn nhạt nhưng cũng thấu triệt sinh ra trong một gia đình như vậy những thứ không muốn học cũng phải học được thanh thanh bừng tỉnh đại ngộ nhất thời yên lòng ngẩng đầu nhìn sắc trời nói tiểu thư mặt trời hôm nay ấm áp còn chưa có gió ngài và trang cô nương ra bên ngoài ngồi đi nô tỳ đi chuẩn bị chút điểm tâm cũng được thanh thanh chỉ huy mấy tiểu nha hoàn vội trên vội dưới nhưng vẫn nhớ rõ đi lấy cái áo choàng mặc cho liễu tam trang thư tình nhìn liền cười vừa nhìn liền thấy nàng là nha hoàn tốt biết vì tam tiểu thư suy nghĩ, thanh thanh ngượng ngùng chạy ra, chọc liễu tam cũng cười, ta 7 tuổi thì nàng đến hầu hạ ta, lúc đó nàng cũng chỉ mới 10 tuổi, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy, cảm khái xong, liễu tam nhìn về phía trang thư tình, đến hội nguyên phủ đã bao lâu rồi, đến đầy đã 9 tháng 2 tuần, liễu tam gật đầu, cũng không hỏi thăm lúc đó xảy ra chuyện gì mà khiến nàng trở nên chật vật như vậy, ngược lại hỏi nàng sau khi đến hội nguyên phủ phủ có chuyện gì, chàng thư tình cũng không gạt, lúc trước ta có học vẽ tranh, ban đầu bán hoa văn, sau này có người nhắc nhở ta nếu bán nhiều như vậy sẽ làm hỏng thị trường, ta liền hiểu được bản thân tự mình mở một cửa hàng làm y phục và đồ theo, việc buôn bán cũng rất tốt, gần đây trong nội thành có một nhà cho thuê, cách liễu gia không xa, tam tiểu thư nếu nhàn rỗi thì có thể đến xem, nói chuyện, chàng thư tình đem bao đồ mở ra, đây là hàng do tú nương trong cửa hàng theo làm ra, tam tiểu thư nhìn xem có thích không, liễu tam có hơi chút kinh ngạc, nàng biết chuyện này nếu xảy ra với một cô nương chắc chắn sẽ rất cực khổ, cũng không biết bao nhiêu tiểu cô nương sẽ vì những ngày tháng khó khăn mà bỏ cuộc, nhưng nàng lại không nghĩ cuộc sống của trang thư tình có thể tốt được như vậy, ở nơi đất khách quê người, nàng nhất định sẽ không thể nào sống tốt hơn so với những gì nàng có thể làm được đây là một kiện y phục màu vàng màu sắc tuy là mộc mạc không có gì phức tạp đa dạng nhưng phía trên lại dùng chỉ màu xanh nhạt thêu lên ba vòng những nơi khác cũng dùng một chút chỉ khác màu điểm lên cho tươi sáng không quá đa dạng, nhưng lại như đang rót thêm sức sống vào chiếc váy này, thật thích, liễu tam tinh tế nhìn, ngữ khí tăng thêm lại lặp lại một lần, thật sự rất thích, tam tiểu thư thích thì tốt rồi, chàng thư tình cũng nhìn ra được nàng thật sự rất thích bộ xiêm y này, đối với người đến tặng lễ mà nói cũng là một loại khẳng định, tươi cười cũng lớn hơn rất nhiều, lại đem hai tấm ngân phiếu đưa đi qua, có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có người dệt hoa. Hoa trên gấm, có lẽ lúc đó tam tiểu thư chỉ tùy tay giúp một phen, nhưng mà đối với tỷ đệ chúng ta mà nói, người đã cho chúng ta một đại ân, hai chữ cảm ơn thực quá nhẹ, ta không nói hết, liễu tam sảng khoái lấy ngọc bội từ trong hà bao ra, vốn là nghĩ muốn đeo lên, nhưng ngẫm lại vẫn không nên, người dưỡng ngọc, ngọc dưỡng nhân, ta bệnh như thế này, đến lúc đó bệnh khí bị lây qua ngọc này, ngược lại sẽ càng hại người, cầm ngọc bội lại, tâm tra trang thư tình chấn định hơn rất nhiều, đây là vật duy nhất đồng thị lưu lại, nàng một mực vẫn nhớ tới, chỉ sợ nếu không cầm lại được, vậy thì thật có lỗi khối thân thể này, thu ngọc bội lại, trang thư tình truy vấn nói, xin hỏi tam tiểu thư, bệnh này của người là bị như thế nào, giống như lời nói khi mới gặp ngươi vậy, là từ trong bụng mẹ bệnh ra, lúc đó nương ta bị kinh hách, ta sinh ra không đủ tháng, sự việc liên quan đến mình, liễu tam vẫn vẫn như trước vân đạm phong khinh nói ra bất quá là thật sự việc này có như thế nào ai có liên quan ta là người vô tội thì lại như thế nào hết thảy đau khổ đều là ta chịu đây là sự thật trang thư tình làm như không nghe thấy lời này ta bắt mạch cho tam tiểu thư chiêu thức ấy nàng không phải học ở trong trường mà là khi nàng làm bác sĩ ở trong bệnh viện được một ông lão trung y dạy cho đường đi đến tây y vĩnh viễn là người đến người đi tấp nập còn đường đến trung y thì lại vắng vẻ rất nhiều hơi có chút rảnh rỗi nàng liền đến trung y nghỉ ngơi thường xuyên qua lại liền nhận thức với ông lão trung y họ khúc nghe khúc lão nói cũng nhận ra được không ít nàng đối với trung y có hứng thú tất cả thời gian nghỉ ngơi trong hai năm kiên nàng đều cống hiến cho trung y sau khi gặp chuyện không may nàng càng học được không ít công phu ở bên lĩnh vực này cơ hồ giống như một nửa đồ đệ của khúc lão mấy năm ngưng lại việc học nếu muốn học tinh thông tất nhiên là không có khả năng nhưng vọng văn vấn thiết cũng đã hiểu cơ bản ở trong này không có dụng cụ phụ trợ xem mạch ngược lại thành biện pháp duy nhất để nàng có thể biết được tình huống cơ thể đối phương. Sau một lúc lâu, Liễu Tam thấy sắc mặt nàng trầm ngâm rất giống như như đang suy nghĩ đến vấn đề rất quan trọng, vì thế cười hỏi, nhìn ra được cái gì, ta có mấy vấn đề muốn hỏi Tam Tiểu Thư, mong Tam Tiểu Thư trả lời chính xác. Chương 43, Bệnh của Liễu Tam, người cứ hỏi, đứng quá khách sáo, Liễu Tam thấy thái độ nàng nghiêm túc như vậy, không tự giác cũng thấy quan tâm tuy rằng không dám ôm kỳ vọng nhiều nhưng như vậy thật có thể khiến cho bản thân khỏe mạnh hơn nàng không thể bỏ qua nàng đâu nguyện ý mang một thân thể càng ngày càng suy yếu càng ngày càng dày vò mà sống qua ngày mệt người khác cũng mệt mỏi chính mình trang thư tình lấy lại bình tĩnh rất nhanh dò hỏi cuộc sống thường ngày của a tam tiểu thư có tốt không chưa bao giờ tốt thân thể mệt mỏi tứ chi vô lực thường ngày ăn không không được có đúng không có đúng cảm thấy rất đau đầu đúng không liễu tam nghe đến đó thần thái ban đầu một mực không để tâm rốt cục trong mắt cũng nổi lên gợn sóng không dối gạt ngươi tật đau đầu này đã có nhiều năm có khi ta đau đến nỗi các nàng phải trói ta lại bằng không ta sẽ nhịn không được tự làm mình bị thương những thứ khác ta đều có thể nhẫn nhưng này cái nhẫn không được trang thư tình gật đầu tỏ vẻ sáng tỏ thỉnh tam tiểu thư há mồm cho ta xem đầu lưỡi Liễu Tam theo lời trang thư tình nhìn nhìn, nhướng người về phía trước dùng ngón tay cái và ngón trỏ kéo môi dưới của Liễu Tam ra, lại đầy môi trên lên nhìn đầu lưỡi lợi tam tiểu thư có chảy máu ra không, lúc này thanh thanh đã tới, đợi khi tới gần lại bị tiểu thư nhà mình vẫy tay ngăn lại, từng có, trước kia còn tốt, ngẫu nhiên có một hai lần thôi, giờ lại bị thường xuyên, liễu tam gắt gao nhìn chằm chằm nàng, lúc ta còn nhỏ đại phu từng nói ta khó sống được, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, xem qua vô số đại phu, thay đổi nhiều phương thuốc, bệnh trạng cũng không có sự chuyển biến tốt, bị bệnh lâu ngày cũng coi như nửa đại phu ta không dám nói mình biết xem bệnh nhưng tình huống của bản thân thì vô cùng rõ ràng ta sống không được bao lâu nếu ngươi không nắm chắc thì cũng đừng cho ta hy vọng hy vọng rồi lại thất vọng lâu dần sẽ khiến cho con người trở nên tuyệt vọng, ta không muốn chết, lúc trước còn không chịu thừa nhận việc này, nhưng giờ, trang thư tình phảng phất như không có nghe thấy, trước giờ sắc môi Tam tiểu thư như thế nào, Liễu Tam trầm mặc một hồi lâu rồi mới trả lời không có chút máu, còn có một vấn đề cuối cùng, liễu gia và bên ngoại của liễu tam tiểu thư từng có người trẻ tuổi mà đã qua đời chưa, người trẻ tuổi là chỉ trẻ nhỉ đến người lớn tầm 20 tuổi trở xuống, liễu tam đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, khẩn trương đem áo choàng bao chặt chính mình, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh, có tam tiểu thư có biết người thân đã qua đời kia khi chết là bộ dáng thế nào không, liễu tam không nói chuyện nữa, trang thư tình hoàn toàn đã quên hiện tại chính mình không phải ở bệnh viện mà nàng quen thuộc chính mình cũng không phải đại phu đối mặt với bệnh nhân không chịu phối hợp liền theo bản năng dùng giọng nhẹ nhàng gợi ý cái này rất trọng yếu phải biết rõ ràng điều này ta mới có thể tìm ra chứng bệnh tin tưởng ta ta sẽ không nói tới chuyện không liên quan tới bệnh tình của tiểu thư liễu tam nâng chém trà lên trà có chút lạnh khiến cho nàng thêm bình tĩnh quay đầu phân phó nha hoàn đổi một chén trà khác, Thanh Thanh bước lên phía trước một lần nữa châm trà cho hai người, lại nhanh chóng liếc mắt qua trang thư tình một chút rồi lui về phía sau đứng đúng vị trí của mình, đem tay chén trà nóng nắm trong tay, lo lắng xuyên thấu qua lòng bàn tay truyền vào trong lòng, một lời cũng không khó nói ra miệng như vậy đứa nhỏ của nhất phòng tư thúc nuôi đến một tuổi thì chết lúc đó vội vàng hạ táng cho nên lúc chết như thế nào ta cũng không biết nhưng ta đã từng nhìn thấy đệ đệ ta khi qua đời uống ngụm trà ánh mắt liễu tam không có tiêu cự rừng ở một chỗ tiếp tục nói Đệ đệ mới chỉ có 7 tháng, thân mình nho nhỏ còn nằm trong tã lót, nhưng đầu lại đặc biệt lớn, cái chán lồi ra bên ngoài, mũi lại coi lại, như là hoàn toàn không có mũi, liễu tam nhắm mắt lại hình ảnh ấy khiến nàng co quãng thời gian dài luôn mơ thấy ác mộng hiện tại nhớ lại như lúc trước khiến nàng cảm thấy không thoải mái trước kia cũng không nghĩ đến chuyện bây giờ nghĩ lại nhà đại bá vội vàng chôn đứa nhỏ có phải hay không cũng khủng bố như vậy cho nên động tác bọn họ mới có thể nhanh chóng như vậy có phải hay không chính mình một ngày kia cũng sẽ trở nên như thế chỉ cần nghĩ đến có khả năng này liễu tam liền dùng mình một cái nếu thực sự có một ngày kia, mở mắt ra, liễu tam nhìn về phía trang thư tình, bệnh của ta có liên quan với bọn họ, so sánh với những người kia, tiểu thư đã may mắn hơn rất nhiều, trong lòng trang thư tình đã có cân nhắc, nhưng mà không có xác định trăm phần trăm, nhưng phần không xác định này, nàng cũng không có nơi để tìm đáp án, ca bệnh như vậy ở đây căn bản không có y bạn nào có thể nghiên cứu, liễu tam vừa nghe trong lòng nhất thời nhảy lên dồn dập, người có biết đây là bệnh gì không những đại phu từng bắt mạch cho tiểu thư có nói qua là bệnh gì không nhiều ý kiến kết luận là thiếu máu nói thiếu máu cũng không sai có điều không phải thiếu máu bình thường thiếu máu chỉ cần trị liệu thích đáng cũng không nguy hại đến mạng người bệnh của tiểu thư tuy là thiếu máu nhưng lại ảnh hưởng đến tính mạng trang thư tình lại hào một lần mạch trong lòng cũng có tính toán có một loại bệnh gọi là thiếu máu địa trung hải ở khu hoa nam cũng không hiếm thấy biện pháp trị liệu cũng không phải uống thuốc bắt mạch là được nàng đã từng phẫu thuật cho một người bị mắc bệnh này tuy rằng không có khỏe mạnh như người bình thường nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng thư tình ta có thể cứu hay không trang thư tình cười khổ ta biết phải cứu như thế nào nhưng không có dược liệu mà có cũng không làm được có được đáp án như vậy liễu tam không hài lòng như vậy là có thể cứu phải không nhưng mà thiếu cái gì tam tiểu thư không không phải là ta không muốn cứu, cái khó là bản thân ta chỉ có thể tự mình chuẩn bị, ai cũng không giúp được ta, thấy sự vui sướng trên mặt liễu tam tản đi một chút, trang thư tình cảm thấy không đành lòng, nên cho nàng ấy một đường hy vọng. Trước khi ta chuẩn bị tốt những thứ này, tam tiểu thư phải điều dưỡng thân thể cho tốt, không được ăn kiêng, dù ít hay nhiều cũng phải ăn một chút, có thể chuẩn bị giấy bút cho cho ta không, không phải dỗ ta, tam tiểu thư còn nhớ rõ lời ta từng nói qua không ta từng kết bạn với một dị nhân theo hắn học được một chút y thuật khác với ở đại chu tuy rằng chỉ là căn bản nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng một chút hy vọng sau khi ta chuẩn bị tốt mọi thứ tam tiểu thư phải có dũng khí để cho ta chữa trị liễu tam thành khẩn nhìn chằm chằm ánh mắt nàng một hồi lâu không nhìn thấy ý tứ trốn tránh gì mới vừa lòng gật đầu nếu không thử thì sinh mệnh cũng phải mất đi ta có gì không dám chỉ là ngươi phải nhanh chút ta sợ là chống đỡ không được bao lâu viết xuống gì đó trên vài trang giấy trang thư tình được thanh thanh đưa ra liễu phủ liễu tứ tiểu thư đã sớm phái nhân thủ sẵn ngoài cửa nhìn thầy nàng đi ra vội đi theo giờ này trong đầu trang thư tình đang rất loạn sao còn có thể chú ý tới những việc khác nếu cao đại phu ở hội nguyên phủ thì tốt rồi vậy thì nàng có thể đến cửa hỏi đại phu loại thuốc tê nào có dược tính mạnh nhất giải phẫu cần có dụng cụ còn phải đặt làm theo yêu cầu mặc dù không thể giống toàn bộ, nhưng không phải là không thể làm ra được, chỉ là vấn đề thuốc tê, thì chuyện gì nàng cũng không thể làm, loại đau đớn này, đừng nói là nữ nhân, ngay cả là nam nhân cũng nhịn không được, đứng trước hiệu thuốc, trang thư tình dừng bước lại do dự một chút vẫn bước đi vào, cùng kha lão trung y nửa truyền thừa nửa chỉ dẫn, hai người từng thảo luận qua cổ đại bao gồm bao nhiêu loại thuốc tê và cách thức phối thuốc, vốn đang tính toán thí nghiệm một phen, không nghĩ tới không bao lâu sau nàng liền xảy ra chuyện tuy phương pháp phối thốc này nàng không nhớ kỹ nhưng không có nghĩa là không thể phối thử, theo như cách phối giữa các loại dược tương ứng, chàng thư tình đưa nhiều bạc sai tiểu nhị ra khỏi thành mua thêm được, đợi khi nàng ra khỏi hiệu thuốc thì đã đến giờ mùi, trương tú nhi lúc này không ở nhà, nàng liền đến cửa hàng theo, ban ngày nàng đều qua bên kia, có dệt nương và những chị em ở chung, còn có rất nhiều nữ nhân cùng nhau phụng bồi nói chuyện, so với chính mình một người ở nhà ngây ngốc còn tốt hơn nhiều niệm niệm khi cửa hàng mở trong nháy mắt đó liền nhảy tới, vững vàng đáp xuống đầu vai trang thư tình giống không ngừng, được rồi được rồi, ta bình thường đi nơi nào mà không mang theo ngươi, nhưng hôm nay đi liễu ra, chính là người đi xe ngựa lúc trước bi ngươi xông ra dọa, nếu như bị bắt thì ta không cứu được ngươi nữa. Đem thuốc bột đặt ở một bên, trang thư tình đem tiểu gia hòa này đặt xuống dưới, hôm nay cho người ăn thêm cơm được không, niệm niệm hừ hừ hai tiếng chính là đồng ý, trang thư tình vốn là thích tiểu động vật, bộ dáng hờn dỗi này của nó càng chọc nàng cảm thấy ngứa tay ngứa chân, cho đến khi bắt nó lại xoa cho bộ long trên người nó rốt tinh rối mù cả lên mới dừng tay lại, bởi vì biết mình có khả năng này hiện tại nàng đều tận lực tránh gặp động vật, cũng may khi ra ngoài nàng dùng xe ngựa, cũng không cần lo lắng sẽ trở thành bạn thân của chúng, nàng hiện tại, thật sự là không có điều kiện này, ăn qua loa chút gì đó, trang thư tình trở về phòng trải giấy mài mực bắt đầu vẽ, nhưng lần này không phải vẽ hoa văn mà là công cụ nàng cần, mỗi một dạng đều tận lực vẽ cho thật tinh tế, chi tiết nhỏ cũng không tha, còn ghi chút thích viết ở bên cạnh, vẽ xong những dụng cụ phẫu thuật do dự một chút lại vẽ một bộ dụng cụ dành cho thú y nghĩ nhưng thứ này cũng vẫn nên chuẩn bị luôn tỷ tỷ để đã về trang thư tình mang tất cả những bức tranh đã vẽ sắp xếp xong mới bước ra ngoài đón hôm nay trở về hình như sớm hơn so với mọi ngày cũng không có sớm bao nhiêu là giờ dậu đến nhanh tỷ tỷ đang vội sờ sờ đầu niệm niệm trang thư hàn hỏi trang thư tình vỗ cái chán vẽ mấy công cụ này liền tốn của nàng nguyên một buổi chiều, thật đúng là, lôi kéo đệ đệ vào nhà, lại ấn hắn ngồi xuống, thần thần bí bí nói, nhắm mắt lại, tỉ tỉ tặng lễ vật cho đệ, trang thư hàn tò mò nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra có cái lễ vật gì, ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, vươn tay, nghe lời vươn tay ra, rất nhanh trên tay có chút nặng hơn, nhìn xem đi, đây là, trang thư hàn từ trong mắt lộ ra vẽ cao hứng không kìm được, tỉ tỉ hôm nay đi liễu Phủ Ân trong lòng vẫn luôn nhớ tới, cầm lại mới thấy an tâm, đến Tỷ Tỷ đeo cho Đệ Tỷ, đây là vật nương lưu lại, Tỷ đeo đi, để không đeo được hết, trang thư tình không chất vấn cầm ngọc bội qua, vòng tay đeo lên cổ cho hắn, mẫu thân luôn hy vọng đệ có thể thành tài, bởi vì đệ là người cả đời này nương trông cậy vào, người làm mẫu thân nên thấy đau lòng cho đệ hy vọng để có tiền đồ đồng thời cũng hy vọng để có thể bình an mà sống qua ngày không cần quá vất vả, thư hàn, tỷ không lo lắng đệ bước đi chậm chạp, chỉ lo lắng đệ đi quá nhanh, con giường này cũng không phải dễ đi, có bao nhiêu tiến bộ thì phải trả giá bấy nhiêu, thậm chí càng nhiều, không cần bức bách chính mình, nương đang nhìn đệ, đệ cũng không muốn người lo lắng cho đệ phải hay không, vuốt vuốt noãn ngọc đeo trên cổ, thanh âm trang thư hàn có chút chua chát, tỷ tỷ, đệ không mệt mỏi, chỉ cần nghĩ đến bản thân có thể nỗ lực học tập như vậy sẽ giúp tỷ tỷ có được những ngày tháng tốt đẹp, sẽ không còn có ai có thể xem thường tỷ tỷ, hắn liền không thấy mệt chờ đến lúc để cảm thấy mệt mỏi cũng là lúc đi hết cuộc đời này, sửa sang lại cổ áo cho thư Hàn, chàng thư tình lại vỗ vỗ đầu hắn, đáp ứng tỷ tỷ, được không? Vâng, chương 44, Tâm Tư Minh Bạch cho dù là cửa hàng ở phía đông chợ hay là cửa hàng mới khai trương ở nội thành, thì chàng thư tình cũng không có sức đến xem em xét cả ngày tuy rằng biết rõ là hướng tả có vấn đề nhưng mà thấy mỗi việc hắn làm đều vì muốn tốt cho nàng nên nàng cũng nguyện ý tín nhiệm hắn mang theo những hoa văn mới đến cửa hàng hiện giờ trong cửa hàng đang tiếp ba khách nhân ngay cả hướng tả cũng không nhàn rỗi ra hiệu bảo bọn họ cứ tiếp tục làm việc trang thư tình lên lầu miễn cho các tú nương phải hành lễ trang thư tình đưa hoa văn cho các nàng còn bận rộn như vậy sao đáp lời là nương từ đi đầu bốn người động tác may vá vẫn tiếp tục rất thành thạo mỗi ngày trong cửa hàng đều nhận được không ít đơn đặt hàng nhưng chỉ có bốn người chúng ta dù cho có không ăn không nghỉ cũng khó có thể làm hết được tất cả đơn đặt hàng sợ là phải tuyển thêm vài tú nương nữa mới được ta cũng đang nghĩ đến việc này nhưng không phải tú nương nào cũng có tay nghề tốt như mọi người dụ nương từ nhanh chóng hạ mi mắt động tác chậm một chút trường quầy chúng ta có nhận thức vài Tú Nương đều là tìm muội từ trong cung ra, hiện tại còn chưa kiếm được việc làm. Trang thư tình nghe vậy liền hiểu ý các nàng, vội vàng nói tiếp: chỉ cần tay nghề tốt, nếu các nàng ấy nguyện ý đến đây, tiền tiêu vặt hàng tháng tất nhiên cũng sẽ giống như mọi người. Mọi người cực nhọc làm việc cho cửa hàng, chút tiền công trả thêm tất nhiên là không thể thiếu. Tiền thưởng thêm thì chúng ta không dám lấy. Dù sao có người đến chia sẻ công việc cũng có thể giúp cho chúng ta thoả thoải mái hơn một chút, dụ nương tử vội cự tuyệt, đây vốn là việc mà công tử phân phó cho các nàng, nàng bất quá chỉ cần ra mặt một chút thôi, tiền trưởng quầy thưởng thêm tất nhiên là không dám nhận, cuộc sống của các nàng hiện tại đã là rất thoải mái rồi, công tử làm việc hào phóng, tiền tiêu vặt mỗi tháng vốn đã không ít, hiện giờ việc buôn bán trong tiệm cũng tốt như vậy, tiền cố định hàng tháng của công tử không nói, trưởng quầy còn đáp ứng sẽ phát thêm hồng bao cuối tháng cho các nàng, như vậy cũng đã đủ rồi, trang thư tình cũng không kiên trì nói thêm, chỉ cần cuối tháng cho các nàng hồng bao lớn hơn một chút là được, các nàng ấy cũng là người ở hội nguyên phủ phủ sao, khi nào thì đến, trưởng quầy yên tâm, chúng ta đã trao đổi trước với nhau, chưa tới hai ngày nhất định sẽ đến, một hồi sau, Hướng tả đã đi lên, nhìn thấy ánh mắt của dụ nương tử trong lòng liền sáng tỏ, không nói thêm một câu, khó có khi công tử chủ động đi nhờ lão gia tử, hoàng thượng mà đã cao hứng thì chẳng những đưa tới 10 tú nương, mà ngay cả người cũng tới luôn rồi, không cần 10 người phải đến, chỉ cần một nửa thôi cũng đã đủ, hiện tại hắn chỉ sợ công tử muốn đem cả 10 người này đều đưa tới hết, tú nương khi được xuất cung vốn hút hàng, không đạo lý nào mà mà người khác không tranh nhau mời về cửa hàng nhỏ như vậy lại có thể chứa nhiều tú nương đến làm việc như thế như vậy trưởng quầy sẽ càng không tin hắn hướng tả ngươi theo ta đến đây ta muốn nói với ngươi một chút chuyện vâng đi tới gian nhỏ kế bên trang thư tình đem mấy bản vẽ đưa cho hắn ngươi có biết ở hội nguyên phủ nhà rèn nào có thể làm ra được những công cụ này của ta không hướng tả mở cửa sổ cầm bản vẽ qua nhìn một chút quả thật là rất tinh xảo người bình thường sợ là làm không được ta có biết một nơi trưởng quầy nếu cho phép hiện tại ta liền qua đó hỏi thăm một chút xem có khả quan Quan không, chàng thư tình cười khổ đáp ứng, chính nàng cũng biết là không nên gấp, nhưng theo như tình huống của Liễu Tam mà nói thì thực sự rất gấp, nếu tiếp tục kéo dài thời gian thì vấn đề sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng, có khả năng sẽ không có cách nào có thể giải phẫu nhưng mà nàng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn bây giờ hoàn toàn không có đủ điều kiện để bắt đầu dù dụng cụ giải phẫu có thể làm ra nhưng còn rất nhiều vấn đề khác cần giải quyết nàng không biết mấy vấn đề này có thể tìm được giải pháp hay không chỉ mấy tháng trước nàng vì cuộc sống của mình nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ những việc này hiện tại bây giờ nhàn rỗi suy nghĩ kỹ mới phát hiện có ngàn lời vạn chữ tất cả đều có rất nhiều vấn đề Hướng Tả vội vàng trở về Bạch phủ, nhìn từ bên ngoài thì Bạch phủ cũng bình thường không có gì khác, nhưng không người nào có thể nghĩ đến, người tôn quý nhất trên đời hiện tại đang ở nơi này, giống như một người bình thường, lần đầu tiên lão gia tử ở đây hoàn toàn không phải như bây giờ, một đám cấm vệ quân vây chặt Bạch phủ, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt, nhưng mà việc này lại chọc giận đến Bạch Chiêm, một mình hắn đánh ngã tất cả cấm vệ tinh còn cưa nói lại còn tuyên bố với lão gia tử hoặc là người đổi nơi ở hai là ta đổi lão gia tử tức giận việc con trai không để hắn vào mắt vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra mang theo vài người hầu hạ thân cận rồi tiến vào bạch phủ hơn nữa hành lý mang theo càng lúc càng nhẹ dần tất nhiên là có người có ý kiến nhưng lão gia tử đã quyết tâm ai cũng không có biện pháp theo như lời của lão gia tử thì con của hắn có võ công cái. Thế, là người trên vạn người, có con trai hắn ở bên cạnh, ai còn có gan đến ám sát hắn, sự thật ngay trước mắt ai cũng không thể có cách phản bác, mấy năm trôi qua việc lão gia tử đến đã trở thành thường lệ, lúc này hai phụ tử đang ở chơi cờ, một bên quân trắng, một bên quân đen, số lượng quân cờ còn dư lại trong hộp đều ngang nhau không phân cao thấp nhưng trong lòng hoàng đế rõ ràng hắn thua nhìn nhi từ khí vũ hiên ngang đối diện hắn nghĩ vô số lần nếu như từ nhỏ hắn được nuôi dưỡng bên người mình thì sẽ trở thành người như thế nào nhưng trong lòng hắn lại hiểu được rõ ràng nếu không có lời nói và hành động của bạch thị dốc lòng dẫn đường cho bạch chiêm thì đứa con này của hắn sẽ không có khả năng trở nên ưu tú như vậy lại một lần nữa Hắn nhịn không được hỏi, thực không muốn cùng ta hồi cung sao? Bạch Chiêm đem quân cờ trắng trong tay đặt lên bàn, kết thúc ván cờ, âm thanh của bàn cờ bằng ngọc và quân cờ chạm vào nhau nghe rất vui tai. Một nơi lớn như vậy có cái gì tốt, nếu như ta không cố ý làm cho hoàng cung của ngài trở nên rối loạn, thì cũng là những người trong đó không hoan nghênh ta trở về. Người ở dưới mí mắt mình là hạng người gì, tính tình của bọn họ ra sao? Hoàng đế làm thế nào có thể không biết chỉ cần nằm trong phạm vi hắn có thể tha thứ Hắn sẽ mặc bọn họ ầm ĩ, coi như là ngồi xem náo nhiệt, nhưng hắn đã quên, nếu như hắn là người có thể tha thứ, thì nhi tử của hắn lại là người không biết chữ nhẫn viết như thế nào, sợ là giống như lời Bạch Chiêm nói, đem hoàng cung sốc ngược lại đã coi là nhẹ, được, không trở về thì sẽ không trở về, quanh năm suốt tháng ta cũng có nơi để đi, đúng rồi, con muốn tú nương làm gì, người trong phủ không phải cũng có sao, thiếu, việc riêng tư ngài cứ mặc kệ ta Hoàng đế buồn cười không thôi, tiểu tử ngươi hỏi ta muốn người lại không nói cho ta biết con muốn để làm gì, hay là con rốt cục cũng suy nghĩ chính chắn, nguyện ý nạp vài người tú nương dù sao cũng đã lớn tuổi, để ta chọn vài người đưa tới cho con. Không cần, trong đầu bạch chiêm xoẹt qua một chút, bỗng chốc ngồi ngay ngắn lại, lấy thê từ thế nào, đã lựa chọn được ai chưa? Ngài đừng nói chuyện, để ta ngẫm lại. Bạch chiêm đứng lên đi qua đi lại vài vòng hoàng đế nhìn hắn đi đến váng mắt cũng không thèm nghĩ hắn đang cân nhắc chuyện gì nữa trái lại ngồi uống trà chuyện nhi tử thường nghĩ một chút cũng không giống với chuyện hắn nghĩ còn không bằng tự mình uống trà lá trà này cũng không biết nhi tử kiếm ở đâu ra so với trà tiến cống cho hoàng cung còn tốt hơn nhiều nhưng có hỏi hắn cũng không nói hàng năm hắn đều đi xin trà của nhi tử đem về cung uống đường đường là vua một nước đến trà uống hàng ngày cũng phải đi lấy của người ta có hỏi cũng không nói hàng năm đều tặng vào cung cho hắn nửa cân đường đường vua của một nước ngay cả uống trà cũng phải tiết kiệm nhưng mà hắn cũng không còn cách nào a à, trà ngon bạch chiêm đang suy nghĩ một chuyện hắn vô cùng khó hiểu nhưng hắn chỉ cần suy nghĩ theo một hướng thì trong lòng hắn liền sáng tỏ trách không không được hắn đối với chuyện của trang thư tình lại để bụng như vậy trách không được hắn lại muốn đem tất cả những thứ tốt nhất cho nàng trách không được khi mà hắn không biết thì đã bất chi bất giác đem nàng bảo hộ dưới đôi cánh của mình thì ra là hắn đã đặt nàng ở trong lòng đúng rồi chính là như vậy phụ thân ta đưa ngài trở về hoàng đế đang uống trà, nghe vậy kém chút quăng luôn cái cốc trên tay, tức giận đến dựng dâu, chừng mắt nói, hôm qua ta vừa tới, đã dâng hương cho nương xong, có thể trở về rồi, nếu dùng cái cốc này để đập người thì hoàng đế lại cảm thấy có chút luyến tiếc, nhìn trái nhìn phải, thấy trên giường có cái gối lập tức cầm lấy ném qua, đứa con bất hiếu, bạch chiêm bình tĩnh tránh đi, vô cùng nghiêm cẩn giải thích, phụ thân, nhi tử thành thân có phải chuẩn bị xính lễ từ cha mẹ hay không đó là tất nhiên đợi chút con nói là con chuẩn bị thành thân là ai đối phương có thân phận gì cái này ngài không cần lo cho con đưa ngài trở về ngài đem chìa khóa khố phòng cho con con sẽ tự đi tìm xính lễ hoàng đế thật sự tức đến không đứng dậy được trừ bỏ đứa con trai này hắn thật không nghĩ ra ai còn có thể nói ra lời này một cách đương nhiên như vậy tức hơn nữa là khi hắn nghe được lời này trong lòng còn cảm thấy vui mừng không có biện pháp tiểu tử này cái gì cũng không thiếu một năm rất khó có thể nghe được nhi tử nói với hắn là muốn thứ này thứ nọ còn nói gì nữa nếu như không thân cận với mình thì con trai cũng sẽ không mở miệng nói chuyện với hắn khi mà nghĩ như vậy khóe miệng liền không tự chủ được mà cong lên, muốn đến khố phòng của ta chọn xính lễ, cũng phải nói cho ta biết con dâu ta là ai, nói ra ta mới chấp nhận là thê tử của con, tất nhiên sẽ không chọn sai người, bạch chiêm nói cực thuận miệng, hiển nhiên là trong lòng cũng nghĩ như vậy, bất quá nghĩ nghĩ, dù sao người trước mắt cũng là phụ thân mình, quả thật là có tư cách biết cũng không dối gạt nói, nàng gọi là Trang Thư Tình, tuổi mụ 14, có một đệ đệ 10 tuổi đang đi học, nhà có mở hai cửa tiệm, chỉ có như vậy, vẻ mặt bạch chiêm không hiểu nhìn về phía phụ thân, chứ còn gì nữa, ra mặt hoàng đế co rút hai cái, Trang gia là thương gia, có quan hệ gì với Trang gia, Hoàng đế đau đầu nhéo mũi, Trần Nguyên ở bên ngoài sao? Trần Nguyên đang nói chuyện cùng Hướng Tả, nghe được chủ tử gọi hắn lập tức liền cho Hướng Tả một ánh mắt, đẩy cửa tiến vào, "Lão gia tử có chuyện gì phân phó? Ở Bạch phủ này không có hoàng đế cũng không có hoàng tử, thống nhất xưng hô với hoàng đế là lão gia tử." Hoàng đế nghe thấy liền cao hứng, "Bọn họ kêu cũng thật thuận miệng, ngươi đem bối cảnh của trang, trang cái gì? Trang thư tình." Bạch Chiêm bất mãn chen vào nói, đúng đúng đúng, Trang Thư Tình, Trần Nguyên, người đem bối cảnh của Trang Thư Tình nói cho ta biết, Trần Nguyên vừa nhìn liền biết lão gia tử lại bị công tử chèn ép, hắn chẳng những không đồng tình, còn ẩn ẩn có chút hưng phấn khi thấy người gặp họa, hai, không có biện pháp, bọn họ mỗi ngày đều bị công tử chèn ép đã quen, lúc nhìn thấy người khác bị công tử chèn ép tất nhiên là trong lòng cảm thấy thật cao hứng, tuy người trước mắt là hoàng đế, nhưng hắn cũng không quên chủ tử của mình là ai, Bạch Chiêm vung tay lên không có gì không thể nói, Trần Nguyên Tuân lệnh đem tất cả mọi chuyện về trang thư tình đều nói ra hết tại Lãnh Sơn huyện, ở Khê Thủy trấn hay ở Hội Nguyên phủ, một chút cũng không giấu giếm, người làm cha mẹ đều cho rằng đứa con nhà mình luôn ngàn tốt vạn tốt ai cũng đều không xứng. Hoàng đế tuy rằng là hoàng đế, nhưng hắn đối Bạch Chiêm cũng có tâm lý như vậy, ngay từ đầu hắn còn cảm thấy bối cảnh trang thư tình kia thật sự không thể sánh được với con hắn, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, ngồi ở vị trí kia nhiều năm, hạng người nào chưa từng thấy qua, trừ bỏ thân phận thì không nói, cô nương này quả thật là không có kém cỏi hơn bất kỳ thiên kim thế gia nào. Chương 45: Liễu Tứ tiểu thư tìm người người thông minh tất nhiên là có rất nhiều, nhưng người có thể sử dụng sự thông minh của mình thì lại rất ít, trang thư tình này chính là một trong số ít đó, đã từng thấy nữ nhi vì cha mẹ mà trả hiếu, nhưng vì đệ đệ mà lại liên lụy đến chung thân đại sự của mình, đem tất cả ném qua một bên thì quả là hiếm thấy, thay vì nói nàng ngốc, chẳng bằng nói nàng là người có thể nhìn thấu, nhìn thân thế và bối cảnh hiện tại của nàng, một cô nương không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, gà và vào nhà nào cũng sẽ bị người ta coi thường, nếu nàng tính không gả cho người ta mà sống an tĩnh suốt đời thì không sao, nhưng vì đệ đệ mà không để trang ra vào mắt thì thật là, người đọc sách đều coi trọng thanh danh, đệ đệ kia của nàng cho dù về sau có chút tiền đồ nhưng lại khó có thể phụng dưỡng nàng, cô nương này, có sự ngoan cố từ trong xương, đối với người khác và bản thân mình đều quá mức nghiêm khắc cũng trách không được chiêm nhi lại coi trọng, con đã biết nàng có mối liên quan đặc biệt với Đồng gia, cũng không nghĩ đến việc sẽ đưa tin tức cho Đồng gia sao? Nàng nếu có thể dựa vào Đồng gia, lúc đó không cần đến hội Nguyên phủ, mà có thể trực tiếp tới kinh đô, biết mình có tâm tư đối với Trang thư tình, bất kể là trong lời hay ngoài lời, Bạch Chiêm đều mang theo ý bảo hộ, nếu như con muốn thành thân với nàng, thì khi nàng đến gặp Đồng gia cũng giúp cho nàng không cần phải cúi đầu, ai dám bắt nàng cúi đầu, thái tử phi hoàng tử phi hoàng hậu cầm bạch chiêm khẽ nâng lên tràn đầy kiêu ngạo ngài trở về hỏi bọn họ người của ta các nàng có dám hay không chưa cần biết là có dám hay không ta cũng sẽ không để cho các nàng cơ hội sau khi biết hắn còn một đứa con trai là bạch chiêm hoàng đế tuy chiều theo ý của nhi không có chiếu cáo thiên hạ nhưng những người nên biết thì cũng cần phải biết ngay từ đầu bạch chiêm đã không phải người có thể trêu chọc sau khi hắn giết gà dọa khỉ một phen thì hiện tại người dám đánh chú ý lên hắn đã ít lại càng ít, hắn biểu lộ ra là một người hoàn toàn không có ý định muốn tranh giành cái vị trí kia, tất nhiên cũng không có ai ngốc mà đi đối đầu với một kẻ địch mạnh như vậy hoàng đế biết bạch chiêm có sự kiêu ngạo không ai bì được nhi từ trưởng thành như vậy kiêu ngạo của hắn cũng không hề che giấu nhưng mà ý hắn muốn nói cũng không phải là cái này những người đó không có gan nhưng còn việc ở hậu trạch không thể nào mà không xảy ra tranh chấp không phải tất cả mọi chuyện con đều có thể nhúng tay vào việc ở hậu trạch ta chỉ lấy một mình nàng ở hậu trạch nàng là người độc nhất những hạ nhân kia làm gì dám thể hiện ra mặt với nàng ngốc con coi những thiên kim tiểu thư ở hậu trạch đều là giấy sao nếu như các nàng muốn trang thư tình sống không dễ chịu tất nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp bạch chiêm ngốc hắn tất nhiên không ngốc nhưng mà hắn không phải người có thể dễ dàng cúi đầu hiểu được phụ thân đang nói

đến cái gì lời nói của hắn cũng phá lệ không khách khí ta không phải ngài phụ thân ngài cần hậu cung giai lệ ba ngàn ta chỉ cần một người là đủ rồi hoàng đế bị chặn họng không còn lời nào để nói phụ mẫu thân người ta cả đời con trai còn nguyện ý nhận người phụ thân là hắn hơn nữa cũng không có hận hắn việc này đủ để chứng minh bạch thị dạy bạch chiêm rất tốt ho nhẹ một tiếng liếc mắt nhìn thấy người đứng bên ngoài nhìn có chút quen mắt, liền mượn cớ này để chuyển đề tài, có việc muốn bẩm báo với công tử nhà ngươi sao? hướng tả bởi vì lời nói vừa rồi của lão gia tử mà có hơi giật mình khi phản ứng kịp vội vàng cúi người xác nhận vào đi vâng vừa bước vào cửa đã nghe thấy công tử hỏi hắn ngươi không ở trong cửa hàng trở về làm gì lời ghét bỏ này khiến trong lòng hướng tả cảm thấy một chân xót xa công tử trưởng quầy đi tới cửa hàng đưa cho thuộc hạ mấy bản vẽ này cũng hỏi thêm nhà rèn nào có tay nghề tốt nhất vừa nghe là chuyện của trang thư tình bạch chiêm lập tức đứng lên từ trong tay hướng tả cầm mấy bản vẽ lên nhìn những thứ này dùng để làm gì trưởng quầy không có nói hoàng đế cũng thấy tò mò đứng dậy đi qua xem kỹ xảo vẽ tranh rất thành thạo thật sinh động bất quá ta nhìn cái kéo này hình như không giống với loại kéo đại chu ta thường dùng người có mắt đều nhìn ra được thầm kinh bỉ trong lòng đến trả lời bạch chiêm cũng lười hỏi trần nguyên ta nhớ rõ hình như có mấy người có thể làm được cái này vâng quan hệ đến võ quốc trần nguyên cũng không có nói tỉ mỉ cầm đến cho bọn họ xem một chút nói bọn họ lập tức trả lời, vâng, hoàng đế nhíu mày, thợ rèn đại chu tay nghề rất tốt, những thứ này đều có thể làm được nhưng không cần thiết, Bạch Chiêm cũng nhíu mày, hai phụ tử vốn lớn lên rất giống nhau, cùng làm một động tác khiến người ta nhìn vào cũng phải thầm cảm thán, nhưng mà khí chất hai người lại không giống, một phong lưu phóng khoáng, một tuấn tú kiêu ngạo, so không, không cần so, Bạch Chiêm quả quyết cự tuyệt, quân phụ chính là quân phụ, trước là quân, sau là phụ, hắn có thể có một vị phụ thân như vậy cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, tuy hắn không đem võ quốc vào trong mắt, nhưng đó cũng là một trong những lá bài tẩy trong tay hắn, chưa đến thời điểm mấu chốt hắn sẽ không lộ ra, Trần Nguyên không có nói ra miệng, nhưng hắn biết tay nghề mấy người kia đều là học được ở võ quốc, trở về cũng có lúc thường dùng đến, tất nhiên là tay nghề cực tốt, Bạch Chiêm không để ý đến mấy người này, nhưng hắn cũng không muốn bị buộc phải nói ra, võ quốc cung phụng hắn mấy năm, hắn không thể mang quân sang xâm lược bọn họ hoàng đế híp híp mắt rốt cuộc không có nói thêm cái gì nữa sau khi nhận thức đứa con trai này, hắn cũng không thể tra ra hết mọi thứ từ nhi từ, khả năng tra được cũng rất có hạn. Bạch Linh Lung mang theo hắn chạy loạn khắp thiên hạ, có nhiều nơi ngay đến cả người cũng không có, căn bản không thể tra ra được cái gì. Trong khoảng thời gian đó đã xảy ra những sự việc gì, kết quả ra sao, hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn tin tưởng hai mắt của mình, đứa con trai này thật sự là nửa điểm cũng không nghĩ đến vị trí kia hoặc là nói người làm phụ thân như hắn cực kỳ chướng mắt hắn chướng mắt nhưng lại thập phần phấn khích loại phấn khích này là do cái gì hắn không biết tạm thời cũng không muốn tra xét nguyên do có chút vấn đề nếu hỏi ra miệng sẽ khiến cảm tình có vết nứt hắn thật vừa lòng hình thức ở chung như hiện tại dẫn ta đi nhìn nhìn con dâu tương lai hiện tại, không thể sao, Bạch Chiêm nghĩ một lát, cũng không có gì là không thể, sau khi biết tâm tư của bản thân, hắn cũng muốn nhìn thấy người kia, nhưng sợ nói ra sẽ dọa cho người chạy mất, không thể thành công ôm lão bà về nhà, nhưng mà, đi nhìn một chút cũng tốt, đi, Bạch Phủ cách cửa hàng không xa, lão ra từ dừng lại trước cửa, nhìn kia tấm bảng hiệu, gật đầu nói, chữ viết tuy rằng có chút non nớt, nhưng cũng đã hiện ra khí khái, để để viết, bạch chiêm gật đầu không cần người khác giúp đỡ hắn cũng sẽ có tiền đồ người còn chưa có cưới tới tay cũng đã yêu ai yêu cả đường đi rồi ngài không tin thì cứ chờ xem đi còn thật là có tin tưởng như vậy lão gia tử có chút tò mò khi nào cũng cho ta nhìn vị đệ đệ của nàng một chút đi không cần được ngài nhớ đến cũng không phải chuyện tốt gì nhìn nhi tử bước vào trong cửa hàng tay lão gia tử ngứa ngáy lợi hại trang thư tình vừa lúc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy người vừa vào bước chân cũng dừng một chút vội chào hỏi bạch công tử buôn bán có tốt không bạch chiêm đăm đăm nhìn nàng thuận miệng hỏi nhận được nhiều chiếu cố việc buôn bán rất tốt Lão gia tử vừa vào phòng, ra mặt liền hung hăng co rút, vậy nghĩa là con trai hắn đã đem toàn bộ bảo bối của Bạch Phủ chuyển đến nơi này sao, thật tốt, tầm ti ngàn năm hắn ban cho cũng may thành y phục treo trong cửa hàng này để lãm khách, hỏi hắn muốn mấy tú nương kia không cần nghĩ cũng biết khẳng định là cửa hàng này cần, không phải nói là trang thư tình mời cửa hàng sao, đây hoàn toàn là do con của hắn mở, vị này là cha ta cứ để người nhìn, trang thư tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, quả thật hai người rất giống, tiến lên một bước hành lễ, dẫn hai người vào trong phòng, mời hai người ngồi xuống rồi tự mình châm trà, ánh mắt của lão gia tử hoàn toàn là một bộ dáng đang xem con dâu, trang thư tình có cảm giác được tuy cảm thấy không hiểu nhưng cũng không để trong lòng nghe con trai ta nói cửa hàng này là do ngươi mở tuổi còn nhỏ mà lại lợi hại như vậy ăn chùa không quan trọng nhai kỹ không dám nhận khen ngợi của lão gia tử, lời này hắn thích nghe, lão gia tử nâng chung trà lên nhìn nhìn, thật vừa lòng, đây không phải loại trà mà mỗi tháng nhi tử chỉ cho hắn nửa cân kia, hắn còn muốn nói chuyện, bạch chiêm đã sớm không kiên nhẫn, lưu lót đoạt lại chủ đề, vải dệt trong cửa tiệm có vẻ bình thường, lát nữa ta cho người đưa đến mấy thất vải, nếu thấy tốt thì mua, sẽ không dám chặn giá của ngươi, đây đúng là chuyện khiến cho trang thư tình luôn luôn hao tổn tâm trí trong cửa hàng có tú nương tay nghề nhất đẳng cũng có hoa văn đa dạng nhiều kiểu dáng độc nhất vô nhị nhưng duy nhất không có vài dệt thượng đẳng tương xứng vài dệt bình thường nơi nơi đều có bán thứ chân chính tốt cũng do nàng căn cơ nông cạn không thể mua được lại phải nhọc bạch công từ một lần nữa đại khái là dù con giận có nhiều hơn cũng không sợ bị cắn trang thư tình đã không còn cảm giác kinh sợ chỉ là trong lòng có chút cảm khái không có người nguyện ý thiếu nhân tình người khác nàng lại bị động thiếu của người ta một lần rồi lại một lần loại cảm giác này tuy là không tốt nhưng lại không thể nào cự tuyệt bạch chiêm ý vị thâm tường nhìn nàng lúc nào cũng có thể nói với ta không đợi trang thư tình lý giải những lời này bạch chiêm đã kéo lão ra từ rời đi tốc độ thật nhanh giống như lúc đến bởi vì bạch chiêm đột nhiên nhớ tới một chuyện nàng còn có hai năm tang kỳ lão ra từ sừng sốt chợt chỉ vào hắn cười to hai năm a hai năm thật tốt người cũng không cần vội vã đi khố phòng ta tìm xính lễ tìm hai năm mỗi năm đi tìm một lần xính lễ vậy cũng đủ rồi. bất quá rốt cuộc bạch chiêm cũng không có thúc dục lão ra từ lập tức hồi cung hai năm cũng đủ cho hắn chuẩn bị bạch chiêm đi không bao lâu hướng tả đã trở lại lập tức trang thư tình liền quên mọi chuyện vừa nãy bước nhanh đến hỏi như thế nào cũng may là không phải để trưởng quầy thất vọng đối phương. Nói sẽ làm trước một dạng cho ngài xem, bất quá cứ nói, vâng, đối phương không phải là thợ rèn bên ngoài, ta có thể đến tìm là do có quan hệ mới có thể khiến đối phương đồng ý, cho nên trưởng quầy nếu như còn những bản vẽ khác cũng chỉ có thể thông qua ta, đối phương sẽ không làm cho ngoại nhân, lại quan hệ tới đồng gia, đồng gia ở hội nguyên phủ có mạng lưới quan hệ lợi hại như vậy, trang thư tình cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trừ đồng gia, nàng, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể giúp nàng tầm mắt hướng ta có chút né tránh không đáp lời, trang thư tình chỉ có thể âm thầm nghiến răng, nhưng vì bản vẽ này, nàng chỉ có thể nhẫn, những dụng cụ đó mình không thể tự tay làm ra tâm nàng có chút bất an, nhưng phòng ngừa vạn nhất cũng còn hơn không có, nàng hiện tại cũng không dư thừa tâm tư đi nghĩ việc dối rắm này, thuốc tê chưa thể hoàn thành, thuốc giảm nhiệt cũng không tìm được loại được liệu thay thế, hiện giờ cái gì nàng cũng không thể làm, đang định giao chút việc cho hướng tả quay đầu lại nhìn thấy có có người tiến vào, nàng cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, đừng nói là hiện tại, sợ là từ nay về sau sẽ có phiền toái quấn thân, liễu tứ tiểu thư, sắc mặt liễu tứ tiểu thư thật không mấy tốt, nàng phái người theo dõi trang thư tình, nhưng lại không nghĩ tới thời gian nhanh như vậy nàng liền nghe được tin tức nàng muốn biết, vậy chẳng phải càng chứng minh, ngày hôm qua người này ở liễu ra trợn mắt nói dối nàng sao, hiện tại nàng thế nhưng còn dám lấy một bộ dáng vô tội đối mặt với mình hay cho một người vô tội không chút nghĩ ngợi liễu thứ tiểu thư vừa tiến lên một bước liền vung tay hoàn toàn đã quên ngày thường nàng ôn nhu hiền lành, dung mạo xinh đẹp, mỹ danh nức tiếng ở hội nguyên phủ chương 46, chuyện xấu tay dơ lên một nửa lại bị ngăn lại, người có gan ra tay với trưởng quầy hướng ta cũng không khách khí, lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt nữ nhân đang vặn vẹo vì đau trịnh trọng cảnh cáo, nơi này không phải nơi ngươi có thể đến dương hoai, liễu tứ tiểu thư rất thông minh, bằng không nhiều thiên kim ở hội nguyên phủ như vậy cũng không đến phiên nàng nổi danh, nhưng chuyện hôm nay nàng làm thật sự rất không thông minh, đầu tiên là bị Trang Thư Tình lừa, lại bị một hạ nhân cảnh cáo, trong đầu oanh một tiếng, nàng ta triệt để mất đi lý trí rồi, bất quá là một tiện nhân xuất thân hèn kém, nếu không có thủ đoạn khiến người khác vui lòng thì sao có thể có được như ngày hôm nay đưa ra cái giá tốt liền bám đuôi theo người đúng là đang tự cho rằng bản thân mình là nhân vật có thể khiến cho nghiêng trời lệch đất sao trang thư tình lẳng lặng chờ nàng nói xong ta quả thật chỉ là người bình thường không có cao quý như liễu tứ tiểu thư nhưng bây giờ chẳng phải liễu tứ tiểu thư đang ỷ thế đến cửa hàng của ta diễu võ dương oai sao a à, còn sĩ diện ngươi có cái tư cách gì để sĩ diện liễu tứ tiểu thư dùng sức thu hồi tay của mình chỉ mỗi một đồ vật trong phòng mỗi một đồ vật bày trí ở nơi này ngươi có thể mua nổi hay sao hướng tả nhìn thấy tình huống đang trở nên không tốt vội chặn lại câu nói câm miệng liễu tứ tiểu thư cười lạnh thế nào đã dám làm mà còn sợ ta nói ra sao trang thư tình nhìn về phía hướng tả đang còn muốn nói chuyện để nàng ta nói ta cũng muốn biết ta làm ra loại chuyện gì mà lại không thể gặp người đây là đang giả bộ vô tội sao thấy bộ dáng này của nàng liễu tứ tiểu thư tức muốn hộc máu ngày hôm qua chính nàng ta bày ra cái bộ dạng này lừa mình liễu tứ nói chuyện càng thêm không kiềm chế bằng chút đồ vật này dù ngươi có đem bản thân bán đi cũng mua không nổi dù chỉ một thứ a à, sai rồi ngươi bán mình cho người ta rồi mới có thể đem những thứ này về mới đúng ta thật sự là nhìn nhầm rồi trách không được ngươi không nói cho ta biết vị công tử kia đang ở nơi nào ngươi đương nhiên sẽ không nói ra rồi nếu nói ra người ta sao còn có thể để ý tới ngươi sắc mặt cha Nàng thư tình hơi có chút trắng bệch đời trước nàng trải qua quá nhiều khổ sở vừa làm việc ngoài giờ vừa học lên đại học bị người khác khinh mạn không phải một lần hai lần nhưng nàng vẫn nhẫn được đương nhiên không ai lại muốn tự tôn của bản thân bị dẫm đạp nhưng vì tương lai nàng phải nhẫn nại hiện tại đồng dạng như thế, nhưng bây giờ không có nghĩa là nàng còn phải tiếp tục nhẫn nhịn loại vũ nhục này nữa. Nơi này mỗi một thứ đều là tự ta đi chọn, mấy cửa tiệm kia đều có thể làm chứng, cũng không phải đồ quý giá gì. Ha ha, liễu tứ tiểu thư chỉ vào tượng Phật di lạc làm bằng bạch ngọc, dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành, người mua được sao, cái này, thiện tài đồng từ chạm ngọc, cái này, trang thư tình đờ đẫn nghe, trong đầu một mảnh trống rỗng rõ ràng là mỗi một thứ đều là nàng đi chọn vì sao từ trong miệng người khác nói ra lại có tranh lệch lớn như vậy trong lòng nàng có quá nhiều việc cửa hàng này cũng rất quan trọng nếu không có cửa hàng này thì sao nàng có thể kiếm được nhiều bạc như vậy nàng dù có nhiều việc cũng không thể làm xong nhưng mà ngày ngày đều có việc phải cân nhắc trong lòng nên những thứ không cần để ý nàng liền để cho hướng tả xử lý cho nên tâm tư của nàng cũng không đặt nặng ở nơi này nếu không phải liễu tứ chỉ cho nàng xem nàng còn không biết trong cửa hàng của mình thế nhưng bài trí nhiều thứ đáng giá như vậy nói đến thật thoải mái tức giận của liễu tứ tiểu thư rốt cục vơi đi không tiếp tục vừa chỉ ra vừa xác nhận nữa, nhưng khi nàng ta vừa quay đầu lại nhìn thấy bộ dáng này của Trang Thư Tình, cơn tức nhất thời lại bị khơi lên, thế nào? Không tin, không, chỉ là ta đang suy nghĩ mấy thứ này đến đây bằng cách nào liễu tứ tiểu thư vừa há mồm liền muốn phun ra lời khó nghe trang thư tình lại nói đa tạ liễu tứ tiểu thư hôm nay đã đến nhắc nhở cửa hàng hiện tại không tiếp tục lưu ngươi lại tiễn khách ngươi dụ quyên và long diễm diễm sao có thể để nàng nói nữa một người kẹp lấy một cánh tay của nàng ta tay kia của dụ quyên thì đặt trên cần cổ khiến cho liễu tứ không phát ra một chút thanh âm nàng đã sớm muốn làm như vậy đóng cửa không buôn bán nữa trong lòng hướng tả âm thầm kêu to, lúc này lại chút chuyện dư thừa cũng không dám làm, lại không dám nhiều lời một câu, chàng thư tình ngồi ở trên ghế một hồi lâu không nói gì, trong đầu cũng không thể nghĩ được chuyện gì, nếu hôm nay không nhờ liễu tứ nháo như vậy, nàng còn không biết người sau lưng giúp nàng là ai như vậy thì dù có sống cũng uổng phí một đời này nhưng mà nàng càng không nghĩ ra là ai a à. dung mạo này tuy rằng không kém nhưng để nói là tuyệt thế mỹ nhân cũng chưa đến mức như vậy Nàng cũng chưa từng làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục, lại càng chưa từng biểu lộ tài hoa gì, mỗi một bước nàng đi đều nơm nớp lo sợ, nhưng rất cẩn thận đi vững vàng từng bước, chưa từng có chút nào liều lĩnh, trên đời không thiếu người thông minh, tuy rằng nàng nhiều hơn người ta ký ức của một đời, nhưng vẫn chưa từng coi bản thân mình giỏi hơn người ta, bởi vì nàng biết, có một số người không cần sống lâu hơn nàng một đời cũng đủ để đem nàng dẫm nát rớt chân cả đời cũng không thể xoay người nàng luôn cẩn thận chú ý như vậy vì sao vẫn bị người khác chú ý hắn muốn có gì từ bản thân nàng nàng không nghĩ ra cho nên nàng nhất định phải có một đáp án hướng tả mời chủ tử của ngươi đến đây trưởng quầy trang thư tình nhìn về phía hắn hoặc là ngươi nói cho ta biết cửa lớn bạch phủ ở đâu tự ta sẽ đến bái phỏng yết hầu hướng tả đắng chát, chắp tay cúi người, bước nhanh rời đi, trang thư tình lại nhìn về phía dụ quyên và long diễm diễm, hai người các ngươi, cũng là người của hắn sao, ngày hôm nay dụ quyên nhìn thấy công tử và lão gia tử đến đây liền biết vị cô nương chưa trưởng thành trước mắt này vô cùng có khả năng sẽ trở thành một chủ tử khác của mình, chưa cần nói đến việc nhiệm vụ thất bại thì cuộc sống sau này của các nàng sẽ có nhiều khổ sở, nếu trong phủ thực sự có một chủ tử như vậy cũng không phải là chuyện xấu gì so với việc hầu hạ mấy thiên kim tiểu thư này vị ái nữ của đại thần nọ thì thà rằng để trang cô nương trở thành chủ tử của bọn họ còn tốt hơn nhiều hiện tại hướng tả đã bại lộ từng yến và chu châu bên cửa hàng kia là những người cùng được mua với hướng tả chỉ sợ cũng không giấu được nếu như để trưởng quầy biết các nàng cũng là người công tử an bày tới khẳng định sẽ khiến cho trưởng quầy càng thêm tức giận vậy trưởng quầy ta chúng ta là người ngài mua về là người của ngài ngài không cần đem chúng ta trở về nơi đó về sau chúng ta sẽ nỗ lực làm việc có phải hay không diễm diễm lòng di diễm diễm cũng phản ứng theo kịp quỳ xuống liên tục phụ họa trưởng quầy chuyện vừa rồi ta nghe đều thấy hồ đồ ta và quyên tử giống nhau đều là người ngài mua trở về làm sao có thể là người của người khác là chúng ta phúc lớn mới có một chủ tử tốt như ngài ngài ngàn vạn lần phải tin tưởng chúng ta chúng ta tuyệt đối trung tâm với ngài quyết không hài lòng nói là nói như vậy không sai nhưng nàng cũng không dám tin a à. trang thư tình cười khổ vẫy tay ý bảo hai người đứng dậy bạch chiêm nghe được hướng tả hồi báo không có trì hoãn nửa điểm, lòng nghĩ hận không thể bay nhanh tới, mặc dù hắn không biết là mình làm sai chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy thư tình đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia chờ hắn, hắn không hiểu sao lại cảm thấy có chút trột dạ tuy rằng hắn cũng không biết loại cảm giác này có phải gọi là trột dạ hay không, bạch công tử mời ngồi, dụ quyên, châm trà, an tĩnh ngồi đối diện một lát, bạch chiêm vẫn chưa nghĩ ra phải giải thích thế nào, từ giải thích này với hắn mà nói thật sự rất mới mẻ hành động hắn làm luôn là trực tiếp ra tay ta lại không biết là mình lại có người như vậy giúp đỡ nhưng mà ta cũng không muốn nghe thấy có người nói chuyện gì ở sau lưng hết thảy bố trí của cửa hàng này đều là do ta đề ra hoa văn trong cửa hàng căn bản cũng là của ta về sau này lợi nhuận của cửa hàng ta sẽ chia làm ta không muốn thu lợi nhuận từ bên này lời bị đánh gãy biểu tình trang thư tình cũng không có nửa phần biến hóa với Bạch Công Tử mà nói tiền lãi một tháng của cửa hàng đại khái cũng không đủ mua những vật bày trí ở trong này, nhưng với một người dân nhỏ nhoi như ta mà nói lại đủ dùng rất nhiều năm, thậm chí cả đời ta không có lòng tham, cũng không muốn chịu khổ, mười phần ta lấy hai đã là Bạch Công Tử nhượng bộ, ta cũng sẽ cảm thấy an tâm, lông mày Bạch Chiêm nhíu lại, ta không cần thiết, vậy thì mong Bạch Công Tử mang hết tất cả những thứ thuộc về ngài ở nơi này đi đi trang thư tình chống lại tầm mắt hắn không chút nào thoái nhượng bao gồm cả tú nương chỗ đứng của cửa hàng này chính là tú nương và hoa văn nếu không có tú nương xuất thân từ trong cung thì phải dùng đến tú nương bình thường như vậy thành phẩm làm ra cũng chỉ thuộc hạng trung hướng tả và trần nguyên đuổi theo sau nhìn nhau trong đầu trần nguyên quyết định rất nhanh liền đi lên đoạt lại lời nói của công tử nhà hắn trưởng quầy không muốn chiếm tiện nghi của người khác nhưng chúng ta cũng không thể cầm quá nhiều như vậy thì chia 5 năm như thế nào, vốn ta góp không đủ sao có thể nhận được một nửa, vừa khéo hai phần là đủ, trang thư tình không nghĩ đến người trước mắt này lại khiến cho nàng tức giận đến cắn răng, tức không tức được giận, không giận được nhưng cũng không thể nào để cho người ta chịu thiệt, ánh mắt liền dừng ở trên người Trần Nguyên, cửa hàng buôn bán rất tốt, hai phần đã không phải số lượng nhỏ, ta sẽ không chịu thiệt, Trần Nguyên cười khổ, cửa hàng này là một tay ngài làm ra dù công tử có bỏ ra thì cũng chỉ là cho ngài mượn mấy thứ đáng giá đặt trong cửa hàng thì những thứ này dù sao cũng chỉ là vật chết nếu có ngày cửa hàng không mở cũng có thể thu hồi được làm sao có thể nói là chiếm tiện nghi của cô nương trang thư tình nghĩ nghĩ thấy lời này cũng có lý mấy thứ này mặc dù đặt ở đây nhưng chỉ là đặt lên để trưng bày thôi bất cứ lúc nào cũng không phải của nàng hoàn toàn không cần tính toán chi ly, đồng ý gật đầu, ba phần, nếu không, ta cầm tiền cũng cảm thấy không được tự nhiên, mong là mọi người đừng từ chối. Trần Nguyên tuy rằng biểu tình nhìn không có nhiều biến hóa lớn, nhưng hắn rất rõ ràng mắt công tử như tia lửa đang chiếu vào hắn, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, công tử nhà hắn cũng là có ý tốt, nếu là người khác không biết sẽ cao hứng thành cái dạng gì, nhưng trang tiểu thư lại không giống như vậy kiêu ngạo của công tử liếc mắt liền có thể nhìn ra được còn kiêu ngạo của trang tiểu thư hoàn toàn là ở trong lòng nàng khinh thường ân huệ cho không của người khác cũng không có khả năng tiếp nhận bạch chiêm lại đột nhiên mở miệng vậy thì ba phần hắn có rất nhiều biện pháp khiến cho việc buôn bán trong cửa hàng tốt lên ba phần cũng sẽ không thiếu trang thư tình khẽ gật đầu vậy phiền toái mọi người làm đơn giấy trắng mực đen rõ ràng trần nguyên tiếp nhận ý tứ của công từ, ngay trước mặt mọi người viết điều khoản lên giấy, một phần khế ước nét mực còn chưa khô rất nhanh đã đặt trước mặt hai người, nhìn không thấy có vấn đề gì, trang thư tình thoải mái ký xuống, rồi lập tức đứng dậy, khế ước bán mình của ba người hướng tả, Từng Yến và Chu Châu ngày mai ta sẽ đưa tới, cửa hàng này về sau cần bạch công tử phải tốn nhiều tâm tư, bạch chiêm tùy ý đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, khẩu khí chưa bao giờ nghiêm cẩn như Vậy, ta không có ý muốn trêu đùa nàng, cũng bởi vì ta biết như vậy nên càng không thể nào trách công tử được." Trang thư tình dương mắt nhìn hắn, trong mắt xoẹt qua một tia cảm xúc, ý nghĩa trong đó là gì, sợ là chính nàng cũng không giải thích được. Tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế ta quả thật đã nhận ơn của Bạch công tử rất nhiều. Đa tạ, trịnh trọng vén áo thi lễ, trang thư tình ôm niệm niệm đang ở một bên nhanh chóng rời đi, nàng cảm thấy hết mức khó chịu không hiểu tại sao lại có chút ủy khuất nhưng ủy khuất này nàng lại không thể nói ra miệng càng khiến cho bực tức trong lòng nàng vơi đi nghĩ rồi lại nghĩ nàng lại cảm thấy bản thân mình quả thật là quá đáng, người tiện nghi chiếm hết đều là nàng, người ta theo nàng đến nơi này để được cái gì, ủy khuất cũng là người khác ủy khuất, nàng ủy khuất cái gì, lòng tự trọng của nàng khi nào thì rách nát thành như vậy, là vì, con người bất đồng sao, chương 47, từng người dở trò xấu hướng tả không dám trở về nhà trưởng quầy như lúc trước, liếc mắt nhìn về phía công tử, trên mặt bạch chiêm lúc này đều là vẻ không hiểu.

hắn thật sự không hiểu vì sao rõ ràng là hắn đang giúp nàng nàng cũng biết mình đang giúp nàng nhưng sao lại mất hứng nhưng vấn đề này có thể từ từ nghĩ sau đi trần nguyên ta nhớ hình như có một loại thuốc có thể khiến cho tóc của người ta rụng hết phải không trong lòng trần nguyên vang lên một tiếng công tử là muốn nhàn rỗi như thế vậy thì đi làm chút việc cho nàng đi đợi khi nào thuốc phát tác thì nói cho ta biết vâng trần nguyên ẩn ẩn có chút hưng phấn hai thật sự là hắn nhàn rỗi đến móc meo rồi bạch chiêm đứng ở xa nhìn tấm lưng của trang thư tình hắn không dám đến gần theo hiểu biết của hắn với nàng có lẽ nàng sẽ cảm kích một mảnh hảo tâm của hắn nhưng nàng sẽ không nhận lấy cũng giống như chuyện trong cửa hàng này vậy nàng nói thiếu nợ ân tình của hắn nhưng lại không có nửa phần cao hứng vì vậy phần ân tình này nàng không muốn nhận chỉ là vì hắn đã làm nên nàng nàng không thể không tiếp nhận, cho nên nàng tức không được, giận không xong, chỉ có thể hờn dỗi, chậm rãi đi một lúc, hắn cũng có thể lý giải được một chút suy nghĩ của mình, không có người nào dạy hắn làm thế nào để lấy lòng một tiểu cô nương, hắn chỉ hành động theo bản năng giống như tiểu động vật đánh dấu địa bàn của mình, khi hắn còn chưa ý thức được tâm tư của mình với trang thư tình thì hắn đã hành động rồi, cho nàng thứ tốt nhất, phái người đến bảo hộ nàng hoàn thành việc nàng muốn làm hiện tại hắn đã biết tâm ý của bản thân nhưng cục diện lại biến thành như vậy bạch chiêm thoáng có chút buồn rầu tuy rằng hắn có tự tin là kết quả cuối cùng nhất định sẽ không thay đổi nhưng quá trình này muốn hắn làm thế nào để vượt qua thật nhanh a à? sau khi liễu tứ hồi phủ liền trực tiếp đi tới sân của liễu tam nàng chướng mắt cái người bệnh không thể cách xa thuốc này nhưng trên mặt trước giờ đều đeo lên người bộ dáng tỉ muội tình tâm tổ phụ yêu thích liễu tam cháu gái ở trong dòng họ chỉ có nàng có thể nhìn thấy tổ phụ chỉ có nàng mới có thể tự do ra vào thư phòng của tổ phụ, luận về sự đặc thù tổ phụ đối với nàng, sợ là ngay cả tôn tử con dòng chính cũng không bằng nổi, nhưng một người không thể sống được, không thể có tương lai thì chẳng thể làm nên được gì hôm nay liễu tứ nàng là muốn đến nhìn bộ dáng yếu ớt đầy bệnh tật của nàng ta tứ muội sao hôm nay rảnh rỗi lại đến chỗ tỉ tỉ buông sách xuống liễu tam vén chăn nhỏ trên đùi lên cao để che lại cơ thể Hôm nay bên ngoài có gió lớn, ngay cả cửa nàng cũng chưa bước ra, tất nhiên là đến xem Tam tỷ, Liễu Tứ tiểu thư mím môi cười, tỷ lại đang xem sách sao, cẩn thận bị thương mắt, tạ tứ muội quan tâm, Liễu Tam nhạt nhẽo đáp lại, trong đại trạch này ai thật tâm, ai giả ý nàng đều nhìn rõ, dù có giả vờ cũng không thể gạt được nàng, thanh thanh châm trà, quy củ lui ra ngoài, thấy nàng nói chuyện vòng vo, Liễu Tam cũng không có đáp lời, chậm rãi đợi nàng nói ra ý đồ hôm nay nàng ta đến Đúng rồi, tam tỷ tỷ ở bên ngoài làm sao có thể nhận biết trang thư tình, duyên phận thôi, tam tỷ đừng dùng đến hai chữ duyên phận để gạt muội chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể nói thành lời sao, nguyên lai like là vì thư tình mà đến, nghĩ đến chuyện thư tình từng nói với nàng, trong lòng liễu tam liền sáng tỏ, thì ra nàng ta vì nam nhân nên đến sao, mỉm cười một cái, liễu tam nửa thật nửa già nói, khi ta ra ngoài tìm danh y có cùng nàng gặp mặt một lần hôm qua là nàng đến cảm tạ ta đã giúp nàng một chuyện tứ muội hỏi cái này để làm gì liễu tứ tiểu thư cúi đầu dầu ác ý trong mắt khi ngẩng đầu lên thì ý cười vẫn tràn đầy như trước muội là đang lo lắng tam tỷ bị người ta lừa thôi tam tỷ ít ra ngoài người nhận thức được cũng rất ít lòng người khó dò, không chừng có một số người muốn tìm cách khiến cho tỷ tỷ thương tâm tam tỷ tỷ nên đề phòng tốt vẫn hơn nói ngắn gọn muội đang nói trang thư tình là người muốn dắp tâm hại ta ta chỉ nói như vậy thôi cũng không phải là chỉ nàng người ta quen biết không nhiều nàng là một người duy nhất nếu như tứ muội không chỉ nàng thì chỉ ai liễu tứ tiểu thư bị hỏi ngược lại trên mặt có chút không nhịn được tam tỷ muội có hảo ý muốn nhắc nhở tỷ tỷ không tin thì thôi sao lại bức người như thế chúng ta là tỷ muội ta làm muội muội của tỷ còn có thể hại tỷ sao tứ muội muội nên trở về đi, liễu tam bưng trà tiễn khách, liễu tứ tiểu thư tức giận đến hận không thể tắt một cái lên gương mặt lạnh nhạt kia của liễu tam, nhưng nàng không thể uổng công đến đây lần này, ấm thầm hít sâu một hơi áp chế cơn giận trên mặt nở nụ cười, nói tam tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút, chớ có để ngoại nhân dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt, đợi đến khi tỷ thấy được ý tốt của muội muội thì lúc đó đã muộn, cảm ơn ý tốt của muội muội thanh Thanh Thanh, ta mệt rồi, Thanh Thanh vội vàng đi vào nâng tiểu thư nhà mình dậy, cúi đầu không nhìn tới vẻ mặt thứ tiểu thư lúc này, đợi khi xác định liễu thứ tiểu thư đã đi rồi, liễu tam mới thấp giọng dặn nói, thư tình sợ là đã bị thứ muội lưu ý rồi, nơi này cách cửa hàng nàng không xa, người nghĩ biện pháp đến cửa hàng của nàng một chuyến, nhắc nhở nàng một tiếng, vâng, nhưng khi Thanh Thanh đến cửa hàng lại không nhìn thấy trang thư tình, từ sau khi về về nhà mấy ngày, nàng cũng không bước ra đại môn nửa bước, bạch chiêm ở bên ngoài đợi rất lâu, dùng hết tự chủ cố gắng không chế chính mình không phá cửa sông vào, trong mắt Trần Nguyên nhìn ra không biết là có bao nhiêu cảm thán, ai có thể nghĩ được một công tử vô pháp vô thiên như vậy lại có thể vì trang cô nương mà nhẫn nhịn đến mức này, nếu như lão phu nhân biết được hẳn là sẽ vỗ tay cười to đi, vẫn tránh không gặp mặt khó có thể nhìn thấy được bộ dáng mệt mỏi này của nhi tử hoàng đế rất thoải mái nhưng thoải mái qua đi lại cảm thấy bất mãn con của hắn có chỗ nào không tốt đối phương lại không tim không phổi mà đối đãi với hắn như vậy hắn đột nhiên có một chủ ý nhưng chưa kịp nhấp đầu lên đã bị ánh mắt của nhi tử liếc trở về được rồi từ khi hắn sinh ra cũng chưa từng bị đối xử như vậy cũng chưa từng suy nghĩ vì người khác đúng thật là không phải thứ tốt đẹp gì nhưng mà vài ngày nữa hắn phải lập tức hồi cung nói đến nói đến cuối cùng vẫn là lão gia tử cảm thấy chua xót nhi tử đối với hắn không có nửa điểm quan tâm như đối với con dâu a hơn một nửa cũng không có, như vậy trong lòng hắn sao có thể thoải mái, bạch chiêm không hiểu rõ hừ hừ hai tiếng, hắn kỳ thực cũng chẳng sốt ruột như vậy, trang thư tình dù sao vẫn còn quá nhỏ, huống chi nàng còn có hai năm hiếu kỳ, hắn dù khẩn cấp nhưng cũng không thể lập tức cưới người về nhà ngay được con không bằng cứ từ từ mà tiến đến coi như là đúng coi như là bồi dưỡng tình cảm đi liếc mắt nhìn lão gia từ một cái nhẩm tính ngày ngài còn chưa quay về sao lão gia từ lập tức dựng dâu chừng mắt con dâu còn chưa có lấy về mới vậy mà đã không đứng về phía ta nữa rồi việc ngài trở về có liên quan gì tới thê tử của ta nàng vẫn còn nhỏ ta còn chờ được bạch chiêm không chút để ý nhìn ra ngoài cửa sổ, ngài đã ở đây 5 ngày rồi, cũng nên trở về đi. Đúng vậy, hắn quả thật là cần phải trở về, một năm có thể có mấy ngày thư thái như vậy hắn cũng thấy đủ rồi nhưng mà a à, xác định là nàng sao vâng bạch chiêm cảnh giác nhìn về phía phụ thân mình ngài cũng đừng làm cái gì cả ta tự mình thực hiện nếu ngài làm hỏng chuyện của ta cả đời ngài cũng đừng nghĩ muốn uống trà của con dâu quy củ trong cung khác biệt trừ đứa con trai trước mắt này Hắn thật đúng là không thể uống được, lão gia từ nhận mệnh thở dài, được cái gì ta cũng không làm, chờ uống trà của con dâu, con cũng đừng có đem người dọa chạy mất, nàng vẫn còn nhỏ a, à, cung nữ 14 tuổi tiến cung còn thiếu sao? Lão gia từ bị nghẹn, không muốn lại tiếp tục nói chuyện với tiểu tử hỗn đàn không biết lớn nhỏ này nữa, cũng không phải chuẩn bị thứ gì, ngày kế lão gia từ liền trở về, lúc này Bạch chiên Hào phóng một phen, cho hoàng đế nhiều hơn nửa cân trà, lão ra từ cười đến mặt mày giãn ra tâm tình tốt lên không ít, thế này mới tốt, đúng rồi, con không phải nói muốn đi khố phòng chọn xính lễ sao, khi nào thì đi, nếu không thì cùng đi theo ta cũng được nghe được lời này, ra mặt vị đại tổng quản đi theo hoàng đế nhiều năm liền co rút một hồi, nhớ đến thái độ hoàng thượng đối với mấy vị hoàng tử trong cung, lại liên tưởng một chút đến vị trước mắt này, thật thực sự là cách biệt một trời, nhưng hắn cũng nhìn ra được hiện tại bảy giờ, hoàng thượng hết sức cao hứng, tựa như là một vị phụ thân bình thường, đại khái 10 ngày nửa tháng hoặc là sang năm, lúc ta đến ngài sẽ biết, hảo hảo, đều theo con, ta tự mình chọn vài thứ tốt bỏ vào, miễn cho những thứ khác bị con ghét bỏ, nói chúng không phải đồ tốt, biết tính tình nhi từ nhà mình, lão gia từ bất đắc dĩ, có một nhi từ có ánh mắt độc ác như vậy cũng là chuyện rất thống khổ, đồ ngươi thấy tốt nhưng ở trong mắt hắn lại không đáng giá một đồng, thứ đồ tầm thường khó có thể lọt vào mắt người khác, nếu như thực sự được hắn nhìn chúng, như vậy đủ để chứng minh những thứ đó có giá trị bất phàm, chỉ là do ánh mắt của ngươi quá tầm thường, nhìn không thấy được đồ tốt nhưng đồng thời hắn lại vô cùng kiêu ngạo, nhi từ như vậy để khiến người ta ao ước có thể sinh ra một lúc mười 10 người trăm người, có cái gì cần thì cứ nói với ta, phụ thân chúc con đạt thành ý nguyện, có thể nhanh chóng ôm được mỹ nhân về nhà, đi thôi, bạch chiêm đứng tại chỗ nhìn theo đội ngũ đã đi xa, đang định đến cửa hàng một chuyến chợt nghe thấy trần nguyên hô gọi hắn công tử người đợi chút quay đầu lại nhìn thấy thứ trong tay trần nguyên hắn cũng quên luôn ý định ban nãy muốn đi cửa hàng của mình tiến nhanh lên phía trước đoạt thư đó lại nhìn chăm chú thật nhỏ thật tinh tế đây là kéo là một chiếc kéo nhưng lại có khác biệt rất lớn nhưng mà hắn không thể không thừa nhận trình độ sắc bén này của nó ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua phía trên rõ ràng là chỉ đụng một chút nhưng phần da phía dưới lại bị cắt ra, vết cắt rất nhỏ, Bạch Chiêm nhìn cũng không thèm nhìn chút máu trên đầu ngón tay, ngẩng đầu hỏi, chỉ làm ra được kiểu này không phải có bốn bản vẽ sao trang tiểu thư đối với thứ này đều yêu cầu rất cao, hơn nữa bất kỳ đồ vật nào chúng ta yêu cầu, bọn họ đều cẩn thận, bọn họ vừa tiếp tục làm, những thứ sau sẽ không quá khó khăn, nói bọn họ làm nhanh lên một chút, trong tay thư tình sợ là không chỉ có mấy bản vẽ này thôi, còn nữa trọng thưởng cho bọn họ, vâng, tiếng vó ngựa dần dần đi xa trần nguyên mặt mang ý cười, công tử tiến bộ A, à, biết lợi dụng lý do. Cho có sẵn này để tới cửa, có một số việc bọn họ không cần phải dạy, nhưng trang tiểu thư thật lợi hại, chẳng những có thể khiến cho công tử càng thơ mê tự chủ, mà lực nhẫn nại cũng cao hơn mấy phần, đây là chuyện tốt, chỉ cần trang tiểu thư là chủ tử của bọn hắn, thì chuyện lão phu nhân lo lắng hẳn là sẽ không xảy ra, trang thư tình vài ngày nay cũng không nhàn rỗi, cửa hàng đã không còn là của nàng, tuy có vài phần thất vọng khi cầm ba phần tiền lãi kia, nhưng vẫn dụng tâm vẽ không ít hoa văn, bản vẽ càng thêm đặc sắc xinh đẹp càng hấp dẫn khách nhân, trừ việc vẽ tranh hoa văn, nàng cũng bắt đầu chậm rãi trau rồi lại những ý thức lúc trước mình được học, nơi này không có sách thuốc để nàng ôn tập, nàng phải nhân dịp mình còn chưa quên mà đem những điều nhớ rõ viết lại, coi như là ôn tập lại một lần nữa, những thứ này nàng đều giấu kỹ, ngay cả Trang thư Hàn và Trương Tú Nhi cũng chỉ cho rằng nàng đang vẽ hoa văn. Văn, chuyện ở cửa hàng nàng cũng chưa nói, việc của Liễu Tam bây giờ quan trọng hơn cả chương 48, giả bộ hồ đồ không biết gì niệm niệm thả người nhảy lên bàn, cũng không biết mấy thứ đang đặt trên này có tác dụng gì lại chiếm hết tâm tư của chủ nhân nó, bất mãn kêu, ngao ô trang thư tình buông bút hoạt động ngón tay một chút, đói bụng rồi sao, hay là khát nước niệm niệm làm nũng cọ cọ nàng, trang thư tình cười, trong khoảng thời gian này niệm niệm đột nhiên. Nên trưởng thành rất nhanh ý thứ biểu đạt càng ngày càng rõ ràng tiếng kêu cũng dần thay đổi nàng hiện tại khẳng định đây là một con sói con nhưng lại không biết vì sao mà cái đầu của niệm niệm vẫn như vậy một chút cũng không dài ra muốn đi chơi sao niệm niệm lại cọ cọ nàng nâng móng vuốt lên cho nàng xem lại ra ngoài chạy loạn trang thư tình ôm lấy niệm niệm vò loạn bộ lông trắng bạc trên người nó đe dọa cẩn thận bị người ta ôm đi mất niệm niệm điểm hừ hừ hai tiếng một bộ dạng kiêu ngạo lỗ tai giật giật kêu một tiếng nâng lên chân trước chỉ chỉ cửa viện ân có xe ngựa đến đây sao trang thư tình sửng sốt trước cửa ồn ào người đến là ai trong lòng trang thư tình cũng có thể đoán được nhưng bởi vì biết nàng mới không muốn đi ra ngoài cửa nàng không muốn gặp người kia cũng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt mới thích hợp nhưng nàng cũng biết đối phương không phải người bị quy củ buộc chặt nàng không ra. Người ta cũng không nhất thiết không thể vào được, niệm niệm nhìn chủ nhân một cái, ngao ô trang thư tình thở dài, đứng dậy đi ra ngoài đại môn, nàng có nhiều điều phải cố kỵ nhưng làm sao có thể chiếm thượng phong trước mặt người kia, két, bạch chiêm nhìn người mở cửa, ừm, khí sắc rất tốt, tay áo dính chút mực là do nàng đang ở nhà, nên trên đầu chỉ có một đóa quyên hoa nhỏ màu trắng, mặc một thân bạch y, khiến cho nàng càng thêm thanh lịch, bạch công tử tới có việc sao, ánh mắt bạch chiêm có chút lộ liễu, hắn không biết thu liễm, cũng không biết là chuyện này có gì không đúng với hắn mà nói chuyện hắn hết thảy đều là đương nhiên không có người nào có thể ép buộc hắn làm việc mình không thích cái này là thứ nàng muốn làm đưa cái kéo đựng trong hộp đến trước mặt trang thư tình tất nhiên là không tinh xảo được so với kéo làm ra ở hiện đại nhưng dù lớn hay nhỏ thì độ linh hoạt đã vượt qua ngoài dự đoán của nàng lúc trước đối với kỹ thuật ở thế giới này nàng căn bản không dám ôm nhiều kỳ vọng khi biết hướng tả là người của bạch chiêm nàng liền biết bản vẽ này đang ở trong tay ai đây là thứ nàng một mực muốn làm cho bằng được nàng không thể từ chối sao có thể dụng tâm như vậy a à? trang thư tình kém chút thật sự đã tự cho rằng bản thân mình có một dung nhan tuyệt thế khiến đối phương phải kinh diễm mấy thứ khác vẫn còn đang làm ta không biết những thứ này dùng để làm gì nhưng ta đoán trong tay nàng hẳn là còn có những bản vẽ khác ta dám nói ở hội nguyên phủ này không ai có thể làm được tốt hơn so với người của ta trong lòng trang thư tình cũng biết như thế ở một địa phương nho nhỏ ốm đau cũng có thể đe dọa đến tính mạng này nàng tất yếu đã có chuẩn bị cả đời này chắc chắn sẽ có chỗ phải dùng đến ta trả tiền ta không cần, bạch chiêm là người thông minh, làm sao có thể nhìn không ra mấy thứ này đối với nàng rất quan trọng, tâm triệt để buông lòng, nói, những thứ này ta không lấy tiền, vậy trang thư tình đang muốn nói vậy thì quên đi, bạch chiêm lại cắt lời của nàng, bất quá có thể dùng thứ khác để chặt thứ đáng giá để ta để ý nhất chính là ba phần tiền lãi, bạc ta trướng mắt, trang thư tình âm thầm nghiến răng, biết rõ này nam nhân này đang gài bẫy nàng, nhưng nhưng nàng lại không có cách nào khác để cự tuyệt, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, bạch công tử, mời nói, nói ở đây, có gì không thể nói với người khác, trừ phi bạch công tử biết lời nói của mình có gì đó không ổn, bạch chiêm gợi lên khóe môi, lời nói như thế nào mới là không ổn, trang thư tình cho rằng hắn đang lấy lời này để bắt bí nàng, nàng quả thật cũng không thể nói ở trước nhà của tú nhi tỷ, đành phải nhượng bộ, công tử chờ một chút. Bạch Chiêm vừa lòng lui ra phía sau một bước, hai tay vòng lên ngực xem đám người sắp xếp thỏa đáng, sau khi trở ra, chàng thư tình thay một thân xiêm y màu xanh nhạt, trên đầu cũng không cài thứ gì, nhìn tuy rằng vẫn mộc mạc, nhưng cũng khiến cho người khác liếc mắt đã biết mình đang trong thời kỳ hiếu tang, người đang để tang không thể tiến vào nhà người khác, quy của này, nàng hiểu, nơi này của Tú Nhi tỷ cũng coi như là một nửa nhà của nàng, cũng không có cố kỵ gì không dùng đến tuấn mã cao lớn ở một bên, hai người đi bộ cách nhau khoảng cách hai bước, bạch chiêm đi phía trước, chàng thư tình đi sau, một trước một sau đến phố chính, vào trà lâu, nhìn hắn vào nhã gian, chàng thư tình cũng không có phản đối, lần gặp mắt này nàng cũng không tình nguyện, nhưng thay vì tránh, chẳng bằng thẳng thắn nói ra, mình rốt cuộc có cái gì để hắn coi trọng, nói đến cùng đáy lòng nàng cũng có vài phần tò mò, bạch chiêm dùng thứ tốt nhất trong quán đun lá trà trong hộp nhìn cũng biết trà này rất khó nhập khẩu cửa mở ra một chút người ở phía dưới tiến lên hô trà đến giọng nói vừa dứt có người từ dưới ném một bao gì đó lên bạch chiêm nhìn cũng không thèm nhìn cúi mặt pha trà mặt mày như họa một người thong dong như vậy tùy ý như vậy càng thấy được thân phận hắn bất phàm nhìn cổ tay hắn tung bay hương trà dần dần tản ra tâm trang thư tình dần dần an ổn, hơi nước lượn lờ, bạch chiêm nhìn nữ từ trầm tĩnh phía trước, biết rõ nàng năm vừa mới 14, nhưng mỗi lần gặp mặt, hắn đều quên mất số tuổi thật sự của nàng, nàng gặp chuyện rất bình tĩnh, giống như hiện tại, rõ ràng trong lòng có cảnh giác, rõ ràng không đồng ý đối mặt với hắn, nhưng dù có đối mặt giải quyết mọi chuyện cũng không chút rụt rè, có thể nói cho ta biết, nhưng dùng cụ này có tác dụng gì không, trang thư tình nâng mặt lên, bình thản trả lời, mổ bụng người, bạch chiêm làm sao có thể bị dọa, ngược lại còn gật đầu nói, nhỏ gọn tinh xảo, quả thật rất thích hợp, còn bao nhiêu nữa, không đem theo niệm niệm trên người, ngày thường đều đặt nó vào trong túi túi nhi tỷ làm cho nàng, nhưng bây giờ trong túi chỉ có bản vẽ của nàng, hôm nay là đến để đàm phán mua bán, nàng tất nhiên là mang hết toàn bộ, đem túi đặt lên bàn trà, toàn bộ đều ở trong. Này, không dối gạt Bạch Công Tử, ta quả thật rất muốn làm được những dụng cụ này, không biết Bạch Công Tử muốn dùng điều kiện thế nào để trao đổi, ta chưa nghĩ ra, Bạch Chiêm thấy Trang Thư Tình nhìn thẳng vào mắt hắn, cảm thấy rất vui vẻ, quả thật chưa nghĩ ra, nàng còn có hai năm hiếu kỳ, ta không thể động tâm tư khác, nhưng trừ việc này ra ta không thể nghĩ ra được nàng còn có thứ gì mà ta cần, ý tứ này đã biểu đạt quá rõ ràng, thậm chí lời nói ra cũng không ngoài dự đoán của trang thư tình công tử thế ra đùa bỡn con gái nhà lành sau khi chơi xong thì vứt bỏ tiểu thuyết phim ảnh đều có nhưng mà bạch chiêm này so với người bình thường lại có thể bỏ ra nhiều công sức như vậy nàng rất muốn nói rõ ý tứ cự tuyệt của bản thân nhưng nàng lại không làm được nàng cần những dụng cụ này trừ phi tự bản thân người này có thể bỏ đi cái tâm tư kia bằng không nàng có nói cái gì cũng không thể cũng may nàng còn có hai hai năm hiếu kỳ hai năm sau không nói trước được cái gì, có khi, người ta đã sớm ném nàng ra sau đầu, như vậy, có cái gì lại không thể đồng ý, đến lúc đó nàng cứ giả bộ hồ đồ không biết, vậy chờ Bạch Công Tử nghĩ tốt rồi chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán tiếp cuộc giao dịch này, thật vất vả mới mang được người ra ngoài, Bạch Chiêm làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này, đầu óc vừa chuyển liền có chú ý khác, ta nghĩ tốt rồi, nhanh như vậy, trang thư tình ẩn, ẩn ẩn có sự cảm không tốt, bạch công tử, mời nói, chuyển ra khỏi ngôi nhà kia, nàng hiện tại buôn bán cũng lời không ít bạc, muốn mua một ngôi nhà hẳn là không khó, nếu như không đủ, ba phần tiền lời trong cửa hàng có thể ứng trước cho nàng, nàng mua được, việc buôn bán ở cửa hàng cũ vẫn rất ổn định, mỗi ngày ít nhất cũng có một trăm lượng, nhiều nhất cũng có ba bốn trăm lượng bạc, nàng không cần phải lo lắng nhiều, sau khi nàng biết được sự tình, nàng vẫn đồng ý nhận lấy ba phần tiền lãi này, bởi vì nàng biết người ta không để chút bạc này vào trong mắt, nàng cũng không thể làm cho chuyện trở nên quá khó coi, bạc trong tay nàng hiện tại thực sự đã dư giả, nhưng mà ta ở nơi nào thì có liên quan gì tới việc này, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là có thể tự do ra vào nhà của nàng hoặc là nói nàng phải ở một nơi để ta có thể tùy thời gian vào bạch công tử đem thanh danh của ta đặt ở chỗ nào ai dám lắm miệng ta trực tiếp cắt lưỡi kẻ đó rõ ràng là lời nói kiêu ngạo vô cùng nhưng khẩu khí lại vô cùng bình thản đây là đặc quyền của quý nhân mà nàng thì tính là cái gì bối cảnh cách xa như vậy lại không có trường bối nâng đỡ bên dưới còn có một đệ đệ tuổi nhỏ cần chiếu cố nàng chính là người dưới đáy xã hội sống phải cẩn thận chặt chẽ tận lực không đi trêu chọc phiền toái dù có bị đánh gãy răng cũng phải ủy khuất mà nuốt xuống, dù cho lần đó kém chút nữa nàng đã phải nát thay dưới móng ngựa, nhưng không có người có thể cho nàng một cái công bằng, không có nơi nào có thể phân rõ phải trái cho nàng, không có gì so với việc an ổn mà sống quan trọng hơn, không cần lộ ra loại vẻ mặt này, Bạch Chiêm thêm trà cho nàng, bàn tay ở giữa không trung miêu tả mặt nàng một chút, như là muốn khóc nhưng lại không có nước mắt, bởi vì nước mắt không cần dùng đến, Trang Thư Tình cúi đầu uống trà, ta đã đáp ứng với Tú Nhi tỷ sẽ không chuyển đi, Trương Tú Nhi là quả phụ, đệ đệ nàng đã 10 tuổi, trong lòng Trang Thư Tình rên lên một tiếng, nàng luôn dùng cuộc sống ở hiện đại mà gán ghép cho nơi này, nhưng mà đã quên ở đây là cổ đại, cũng đã quên người ở đây luôn trưởng thành sớm, 16 tuổi thành thân cũng là chuyện thường, nếu tính như vậy, các nàng quả thật không thể ở nơi đó lâu hơn khi đó trương đại ca dẫn bọn họ đến nơi của tú nhi tỷ cũng là vì nghe nàng nói muốn tìm người thân nghĩ tỷ đệ bọn họ cũng sẽ không ở lại lâu ta chỉ có yêu cầu này nếu nàng đồng ý liền đưa bản vẽ cho ta loại yêu cầu này nghe qua tuy đơn giản nhưng thật sự là đơn giản sao trang thư tình cười lạnh đây thật là ý kiến hay nàng chỉ là một thường dân lại thường có quý nhân đến cửa dù cho giữa bọn họ thật sự trong sạch thì có ai tin chứ khi hắn đã chán ngấy trò chơi này một cước liền đem nàng đá văng ra đến lúc đó sao còn có ai dám tới cầu hôn đổi thành người khác sợ là tránh không kịp nhưng đối với người đã hạ quyết tâm không thành thân là nàng mà nói cũng không sao cả về sau không thành thân cũng bớt lo bớt việc có thể ánh mắt bạch chiêm sáng ngời cánh tay duỗi ra đem gói to kia cầm qua giống như đang cầm đồ của mình vậy lấy ra một bản vẽ nhìn sơ qua hình dạng khác nhau nhưng giống nhau là đều thật tinh xảo có thể dựa trên kết cấu này làm thành vũ khí thử xem bạch công tử nếu như không có việc gì khác vậy thì ta liền trở về bạch chiêm nhận được cái gói này đem bản vẽ bên trong lấy ra hết trả lại gói đồ cho nàng đứng dậy nói đi thôi ta biết đường nhàn nhạt cuối người thi lễ trang thư tình mở cửa rời đi cam tâm tình nguyện chuyển đi cùng với việc bị buộc chuyển đi thì nàng sẽ không cảm thấy có chút nghẹ khuất như vậy, bất quá nàng cũng không có gì khả năng phản bác lời của hắn, giao dịch đã thành, bạch chiêm cũng không đuổi theo, đến bên cửa sổ tầm mắt hắn nhìn theo người rời đi, xác định có người ở sau lưng bảo vệ nàng mới ngồi trở lại, trần nguyên thần không biết quỷ không hay từ đâu xông ra nói, công tử, tình huống bên kia như thế nào, chương 49, tự loạn đầu trận tuyến công tử khó có khi chủ động hỏi chuyện hắn, trần nguyên nguyên nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức đi thẳng vào chủ đề chính thuộc hạ vừa vừa nhận được tin tức liễu tứ tiểu thư bị mắc bệnh lạ tóc trên đầu đã bị rụng hết một nửa những đại phu có tiếng ở hội nguyên phủ đã mời đến toàn bộ nhưng cũng vô dụng bạch chiêm tập trung nhìn những bản vẽ ánh mắt cũng không liếc nhìn trần nguyên một cái nếu như có người giải được hiệu lực của thuốc thì chỉ có thể là do thanh dương từ kia vô dụng hàng tháng mất trắng nhiều bạc như vậy để mua mua thuốc cho hắn đến chút chuyện này mà cũng không làm được thì còn nhặt hắn về làm gì thanh dương tử là một đạo sĩ bạch chiêm nhặt được ở trên đường tất nhiên là bạch chiêm hắn không phải là người tốt gì chẳng qua là do lúc thanh dương từ tỉnh lại thì cũng vừa khéo lúc hắn đi qua bám hắn gắt gao không tha bạch chiêm cũng không quá để ý liền mặc hắn đi theo sau này mới biết được là do hắn không cẩn thận ăn phải thuốc liệt nửa người do hắn chế ra nếu không phải bạch chiêm nhặt hắn về sợ là mệnh cũng đã không còn càng không cần nói đến chuyện tìm dược liệu để chữa khỏi cho chính mình nhìn thấy chân của bạch chiêm hắn không chút do dự lập tức liền ôm lấy tính thời gian thì hắn đi theo bạch chiêm cũng đã ba năm liễu phủ những nha hoàn bà tử hầu hạ trong tiểu viện của liễu tứ tiểu thư mấy ngày nay đều phải nhón chân mà đi sợ rằng chỉ cần phát chút động tĩnh thôi cũng kích thích đến tứ tiểu thư nhưng dù dù có cẩn thận thì cuộc sống hiện tại của các nàng cũng không thể tốt hơn chút nào bị đập bằng chén trà vẫn còn nhẹ ngay cả đại nha hoàn minh nguyệt hầu hạ bên người cũng bị tứ tiểu thư tìm cớ đánh đập bên trong phòng đại phu nhân khẩn trương mở to mắt nhìn đại phu liên tục hỏi như thế nào đây rốt cuộc là bệnh gì đã là đổi đại phu thứ năm nếu như không thể tra ra vấn đề thì sáng hôm trước lúc nhìn thấy nữ nhi bảo bối tỉnh lại nhưng tóc trên đầu gần như đều bị rụng hết chỉ còn lơ sơ lại vào lọn đại phu nhân liền cảm thấy đầu óc choáng váng đại phu nhíu mày nghĩ rồi lại lắc đầu, thân thể tứ tiểu thư rất tốt, thứ cho lão phu học nghệ chưa tinh, thật sự tìm không ra được nguyên nhân của vấn đề, mong phu nhân mời người cao minh khác, cút cút, đều cút hết cho ta. Liễu tứ tiểu thư bao đầu lại, thời gian chỉ mới vài ngày nàng đã gầy đến nỗi hai gò má đều hóp vào trong, mắt trợn ra thật lớn, đại phu sợ tới mức lui về phía sau một bước, vội vàng hành lễ cáo lui với đại phu nhân, những ma ma bên người đại phu nhân lập tức lui ra ngoài tình huống tiểu thư bất luận là thế nào cũng không thể truyền ra ngoài miệng của tất cả đại phu đều phải được ngăn chặn nương nương người cứu con mau nghĩ biện pháp cứu con nếu cứ tiếp tục như vậy nữa làm sao con còn có thể ra ngoài gặp người, không bằng con chết đi, tinh thần của liễu tứ tiểu thư hoàn toàn hoảng loạn, nàng ta ngẩng đầu lên khiến cho khăn bao ở trên đầu rơi xuống, mấy sợi tóc dài ngắn khác nhau tản ra, lộ ra đỉnh đầu ở giữa trống không bóng láng, trên khăn vải còn có một lọn tóc bay bay xuống dưới, liễu tứ tiểu thư thấy thế càng thêm uất ức tựa vào lòng đại phu nhân gào khóc, đại phu nhân phụng bồi bên nàng cũng gạt nước mắt, sắc mặt ảm đạm không giống như dáng vẻ thường ngày người ta gặp bà rồi sẽ có biện pháp sẽ có biện pháp thôi nương đang nghĩ biện pháp vỗ nhẹ lưng nữ nhi đại phu nhân nỗ lực khiến bản thân táo lại đời này của nữ nhi không thể bị hủy đi như vậy con gái của bà còn trẻ như vậy lại là lúc nghị thân làm sao có thể làm sao có thể bà chỉ có một trai một gái nếu như chuyện nữ nhi có bệnh lạ bị truyền ra sợ là sẽ bị đàm tiếu, thậm chí có thể nói ra những lời khó nghe, đúng, nàng không thể hoảng, không thể loạn, liễu tứ tiểu thư ngẩng đầu lên, vẻ mặt luống cuống, nương, nương, nếu chị không hết thì làm sao bây giờ, nếu, nếu tóc rụng hết nhưng không bao giờ dài ra nữa thì làm sao bây giờ, con, có phải con chỉ có thể vào am làm ni cô thôi hay không, sẽ không, tóc ai rụng rồi cũng sẽ mọc lại, ngay cả những hòa thượng và ni cô kia cũng phải cạo tóc định kỳ, tóc con tốt hơn nhiều so với bọn hắn sao có thể không bao giờ dài nữa không giống con và bọn họ không giống con là bị bệnh không phải cạo tóc như bọn họ vừa nói chuyện nước mắt vừa chảy xuống chỉ cần lấy tay xoa nhẹ một chút tóc sẽ rụng đầy tay nương người xem như thế này làm sao có thể giống với bọn họ con bị bệnh cô na bị bệnh nhưng lại tìm không ra nguyên nhân gây bệnh sẽ giống như liễu tam kia liễu tam liễu tứ tiểu thư đột nhiên dừng tiếng khóc đầu óc bát đầu trở nên tỉnh táo lại nhưng suy đoán trong lòng khiến nàng càng thêm sợ hãi nương con và liễu tam là tìm muội người nói con có phải bị bệnh giống như liễu tam hay không u nhi con không cần nghĩ loạn liễu tứ tiểu thư lúc này sao còn có thể nghe được những lời khác báo ứng đây chính là báo ứng trước kia con ngầm chê cười nàng ta là cái ấm sắc thuốc nhưng tốt xấu gì dung nhan của nàng cũng không có vấn đề tóc của nàng vẫn còn nàng ta đi ra ngoài cũng không có bất kỳ ai nghị luận chỉ trỏ còn con thì sao về sau ngay cả cửa cũng cũng không thể ra, còn bị những tỉ muội khác ngầm chê cười, giống như những chuyện trước kia con làm với liễu tam, nương, đây là báo ứng, ha ha, báo ứng, đại phu nhân ôm cổ nữ nhi của bà đang sắp điên lên vì sợ hãi, cứng giọng an ủi, con đừng đem sự tình suy diễn như vậy, đại phu đều nói thân thể con tốt, chỉ là bị rụng tóc mà thôi, nói không chừng là do con ăn phải cái gì mới có thể bị như thế, con đừng tự dọa chính mình, u nhi. U Nhi, con đừng tự dọa mình a. À, liễu Chi U lên tiếng khóc lớn. Nàng không làm việc gì đại gian đại ác, nàng cũng không coi mạng người như cỏ rác. Bất quá chỉ ngầm sử dụng chút thủ đoạn nhỏ để mình sống tốt hơn thôi. Vì sao lão thiên gia lại đối với nàng như vậy? bên này tuy rằng sống chết giấu giếm nhưng mỗi ngày đều đổi đại phu vào cửa sao còn có thể giấu giếm sự thật tin tức liễu tứ tiểu thư sinh bệnh lạ đã bị hạ nhân trong nhà ngầm truyền ra ngoài cũng nhờ có những người hảo tâm đi truyền báo tin tức mà lời đồn đãi này dần dần truyền ra bên ngoài phủ liễu đại phu nhân dùng sức nắm bái thiếp trong tay sắc mặt trầm như nước đại lão gia vừa về nhà chưa kịp nói gì đã đến chỗ liễu tiểu thư chuyện gì mà lại gấp như vậy còn cho những người đó ở ngoài nha môn đón ta, bệnh của U Nhi nặng hơn sao, đại phu nhân đem bái thiếp đưa qua, cái gì cũng không nói, trương phu nhân muốn đến, đại lão gia nhất thời thay đổi sắc mặt, U Nhi thành ra dạng này sao có thể cho người khác nhìn thấy, đúng vậy, sao có thể để người khác nhìn thấy, đối phương lại là phủ chủ phu nhân, nhưng liễu gia sao có thể từ chối người ta, lão gia, người lặng lẽ chuyển U Nhi đi đi, tránh chuyện này chỉ trước đã sau khi bệnh trị khỏi rồi thì lại nói tiếp hiện tại đúng hiện tại nhân lúc trương phu nhân còn chưa tới nhanh chóng đưa người đi bộ dáng này của u nhi tuyệt đối không thể đi gặp người bằng không cả đời này sợ là sẽ bị hủy đi liễu đại lão ra bước chân đi ra rồi lại quay lại quyên cho ngận âm tự một ngàn lượng tiền nhan khói để U Nhi ở đó một thời gian ngắn, Trương phu nhân nếu tới thì nói U Nhi phải đi cầu phúc cho người nhà, vâng, lão gia ta đi an bầy ngay, đại phu nhân rốt cục an lòng một chút, ở chỗ của cha con nên, trong phủ đều truyền ra chuyện như vậy nàng cho là cha không biết sao liễu đại lão ra hừ một tiếng cha chỉ là lười quản thôi nếu như thật sự truy cứu tới cùng thì chúng cũng không thể nào còn đứng ở đây mặt đại phu nhân trắng bệch trong khoảng thời gian này là do nàng làm việc không có quy củ bằng không thì sẽ không thể nào xuất hiện loại chuyện lớn như vậy nhưng lúc này có nói cái gì cũng đã muộn chỉ cần u nhi không lộ mặt ra thì bên ngoài có truyền ra chuyện gì cũng chỉ là đồn đại chờ khi u nhi hết bệnh rồi thì lời đồn cũng sẽ tan biến đúng chính là như vậy còn đứng ở chỗ này làm gì trương phu nhân không bao lâu nữa sẽ tới cửa đại phu nhân hít sâu một hơi chuyện sau để sau này hãy nói làm tốt việc trước mắt mới là đúng đắn, Liễu Chí U vừa nghe nói nương muốn đưa mình đi liền hoảng sợ, "Nương, người mặc kệ con có phải hay không, người muốn ném con đi phải không?" Liễu Tam từ nhỏ bị bệnh như vậy nhưng đều được xem như bảo bối mà nuôi dưỡng, vì sao mới lượt con liền bị vứt bỏ, lòng đại phu nhân đau như bị dao cứa, mà con dao này lại do nữ nhi tự tay đâm vào, ôm ngực vừa nóng vừa giận nói, "Con nói mê sảng cái gì?" nếu như ta không phải vì muốn tốt cho con thì con còn có thể đi sao bây giờ ở bên ngoài những lời đồn đều đã lan rộng trương phu nhân đưa bái thiếp đến con cho là bà ấy thật sự đến gặp nương sao là tới để nhìn con đó về sau con có còn muốn gả cho một gia đình tốt không trương phu nhân muốn đến liễu trí u nháy mắt tỉnh táo lại không cần người khác thúc giục tự mình bắt đầu dọn dẹp hiện tại nàng thành ra cái dạng này nhất định không thể để cho người khác nhìn thấy nhất định không thể không cần lo lắng con cứ từ từ nương sẽ phái người đi chuẩn bị đại sư trụ trì của ngận âm tự vốn có thiện ý so với mấy đại phu có chút y danh mèo quào kia còn cao minh hơn nhất định có thể trị tốt cho con liễu trí u liên tục gật đầu nước mắt đều đã chảy xuống bộ dáng kia thoạt nhìn thực rất đáng thương đại phu nhân nhìn thấy vậy nước mắt cũng rơi theo đây là nàng nữ nhi mà bà nuôi lớn mười mấy năm a à. tiễn liễu trí u đi trước chuẩn bị thỏa đáng nghênh đón trương phu nhân tới cửa nhưng đã đến giờ cũng không có đợi thấy người đến, chỉ có ma ma bên người trương phu nhân đến đây đưa lên một câu xin lỗi nói trong nhà có chuyện ngoài ý muốn chỉ có thể thất ước đại phu nhân đột nhiên liền hiểu được chuyện hội nguyên phủ có thể giấu giếm bất luận kẻ nào cũng không có khả năng giấu được trương gia chuyện u nhi vừa đi phòng chừng sau lưng trương gia đã biết nàng chỉ cần đến đả thảo kinh xà liền có thể biết được đáp án nếu không đi lúc trước u nhi luôn khiến cho trương phu nhân yêu thích không thôi được trương phu nhân kính trọng Vài phần, người đã đến sao có thể không lộ mặt ra, nói bị bệnh, vậy thì đúng rồi, Trương phu nhân tới thăm tiểu bối, vẫn như trước, không thể giấu được, bái thiếp vừa đưa ra cũng đã đem tất cả đường lui cắt đứt, mấy ngày tâm thần nặng nề, lại được biết sự thật này, đại phu nhân rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình nghiêng ngả hôn mê bất tỉnh, nguyên một phòng lớn nhất thời rối loạn, Liễu Tam mấy ngày chưa ra ngoài, sau khi biết được tin tức mang theo mấy thứ thuốc bổ, mặc quần áo và áo choàng đặc chế bước vào sân, đại phu nhân bị bệnh nàng cũng nên đi để làm tận cái hiếu tâm, không phải sao? Nàng cũng biết được những năm gần đây đại bá mẫu ngoài sáng trong tối khiến cho mẫu thân nàng khó khăn bất lực như thế nào, nàng đều biết hết, không những thế, miệng còn nói lời ác khí giờ bị như vậy cũng là báo ứng, những lời đồn đãi truyền khắp toàn thành trang thư tình lại hoàn toàn không biết, những căn nhà trương thư thành đề nghị nàng đều không thấy vừa lòng, trong thời gian chờ đợi này nàng cũng không nhàn rỗi, nàng đang chế tạo loại thuốc tê, nhưng mà không phải thí nghiệm trên người động vật, là thí nghiệm trên người bản thân, sau vài ngày, miệng vết thương trên cánh tay cũng nhiều hơn, nhưng thuốc tê lại không hề có chút tiến triển, nàng quả nhiên đã suy nghĩ quá đơn giản vừa ăn cơm vừa thất thần trang thư hàn nhìn không nhịn được huých cánh tay tỉ tỉ một chút nhìn thấy rõ ràng động tác của tỉ tỉ co rúm lại rồi một tiếng thở nhẹ sắc mặt nhất thời thay đổi lời muốn nói ra cũng nuốt về buông bát đũa xuống nắm lấy tay tỉ tỉ vén lên một đường trên tay áo trương tú nhi kinh hô ra tiếng đây là có chuyện gì thư tình muội làm sao có thể bị thương bôi thuốc chưa xem đại phu chưa trang thư hàn nghiêm mặt nhìn về phía tỷ tỷ, một bộ dáng đang chờ nàng giải thích thật đúng là có khí thế của trụ cột gia đình. Trang thư tình vỗ vỗ tay hắn, buông tay áo xuống, không cẩn thận làm thương, chỉ làm da bị thương, cũng không chảy nhiều máu, đã bôi thuốc vài ngày rồi, sẽ mau tốt thôi, không cần lo lắng. Đây là vết thương bị dao nhỏ cắt tỷ tỷ đụng phải chỗ nào mà miệng vết thương lại chỉnh tề như vậy? không có khả năng là không cẩn thận, mấy ngày nay tỷ tỷ đều ở nhà, cũng ít ra cửa hàng hơn, tất nhiên không thể là người khác làm tỷ bị thương, tỷ tỷ, đây là tỷ tự làm mình bị thương có phải không, chương 50, chuyển nhà, chung sống có một đệ đệ quá mức thông minh có đôi khi cũng không phải chuyện tốt, chỉ cần nghĩ muốn cho chuyện im lặng mà qua cũng không được, trang thư tình buồn giàu nghĩ. Nhưng kiêu ngạo trong lòng cũng càng sâu, đứa nhỏ thông minh như vậy, là đệ đệ của nàng đó, tỷ tỷ đang làm một chuyện quan trọng, cho nên mới bị thương, tỷ tỷ cam đoan, về sau sẽ không, đưa thứ tỷ đang làm cho đệ xem, những thứ nguy hiểm như vậy sao có thể để tỷ tỷ cầm, trang thư hàn cũng không tiếp tục ăn cơm nữa, đứng dậy liền muốn kéo người về phòng, đột nhiên nhớ đến trên tay tỷ tỷ đang có thương tích, vậy tay kia không biết có bị thương hay không, vươn tay cầm lấy áo của nàng nhẹ nhàng vén lên, trang thư tình bất đắc dĩ, nhưng được đệ đệ quan tâm cũng thấy thật vui vẻ, cười cười an ủi Trương Tú Nhi, theo đệ đệ về phòng, được rồi, được rồi, việc nhỏ mà thôi, không đến mức phải tức giận như vậy, đây không phải việc nhỏ, Trang thư Hàn nghiêm mặt, trên người nữ tử sao có thể lưu lại vết thương, dù cho là tỷ không muốn lập gia đình cũng không thể tự làm đau mình như vậy, đúng đúng đúng, tỷ tỷ cam đoan về sau sẽ không làm như vậy đừng nóng giận, được không? Trang thư tình chớp ánh mắt, nỗ lực khiến bộ dáng của mình giống như đứa trẻ đã biết sai lầm, đang nhận lỗi. Việc này khiến nàng có chút không quen, cũng không biết là giả bộ có giống không. Bất quá thấy thần sắc đệ đệ đã dịu đi cũng không còn tức giận như vừa rồi. Tỷ, tỷ đem những thứ đó đưa cho đệ, những thứ có thể làm tỷ bị thương không được phép giữ lại. Nàng đi nơi nào tìm ra được những thứ này lần nữa chứ? Tỷ tỷ tăng thêm ngữ khí, khiến Trang Thư tình thở dài, ấn đệ đệ ngồi xuống, rồi lại ngồi đối diện hắn, vẻ mặt nghiêm túc thư hàn, trong tay tỷ tỷ không có vật gì nguy hiểm, ít nhất hiện tại không có, vỗ về miệng vết thương trên cánh tay, miệng vết thương này quả thật là do tỷ làm ra, là vì tỷ muốn thí nghiệm một loại thuốc, tỷ tỷ tự mình học được chút y dược còn những chuyện khác, để cũng đừng hỏi nhiều, bất quá tỷ tỷ đáp ứng để về sau sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nữa trang thư hàn suy nghĩ một hồi lâu mỗi ngày hắn đều đi Sớm về trễ, tỷ tỷ hiện tại lại nhàn rỗi, nên việc tỷ tỷ nói học được chút tri thức về y dược hắn đương nhiên tin tưởng, nhưng lại động giao lên bản thân, thực sự sẽ không, nhất định sẽ không. Được rồi, vậy đệ miễn cưỡng đồng ý. Ừ, Trang thư tình cười, tiểu gia này thật là càng ngày càng dài dòng. Trang thư Hàn bị cười đến mất tự nhiên, mặt có chút nóng, bỏ qua một bên đứng dậy nói, đi ăn cơm trước. Trương Tú Nhi nhướng người lên nhìn, thấy hai tỷ đệ một trước một sau quay trở lại không khí cũng không còn khẩn trương như trước liền cảm thấy yên lòng sới đầy hai chén cơm đưa cho hai người cười nói mau tới đây ăn đồ ăn đều đã nguội sáng sớm ngày kế trương thư thành đến chỗ của trương tú nhi lúc trước không biết thế nào nói với tú nhi tỷ chuyện chuyển nhà nhưng dù sao đó cũng là chuyện phải làm trương thư thành biết nàng có yêu cầu chuyển nhà đến đây thì khẳng định đã tìm được nơi thích hợp dù sao chuyển nhà cũng không thể vụng trộm chuyển đi, sau đó còn không biết Tú Nhi tỷ sẽ thương tâm như thế nào, gọi Trương Tú Nhi đang bận việc lại, Trang Thư Tình không nói nửa câu vô nghĩa, Tú Nhi tỷ, muội tính chuyển đi, Trương Tú Nhi phản ứng đã có chút vượt qua đoán trước của nàng, thở dài một hơi nói muội không nói thì trong lòng ta cũng đã đoán được việc buôn bán của cả hai cửa hàng đều tốt thuộc hạ lại có rất nhiều người làm việc nơi này của ta quả thật không thể ở lại lâu dài cũng không còn cách nào khác tuy rằng lý do này với trang thư tình mà nói cũng không phải vấn đề chính nhưng nàng cũng không phủ nhận mấy tháng nay thư hàn đã cao hơn rất nhiều để ấy ở nơi này sợ là sẽ đưa tới cho tú nhi tỷ nhiều thị phi trương đại ca hẳn là cũng có lo lắng lắng như vậy, Trương Thư Thành không nói gì, trầm mặc coi như đồng ý, làm khó muội luôn phải suy nghĩ chu đáo mọi chuyện. Trương Tú Nhi vỗ vỗ tay nàng, yên tâm chuyển đi, không cần lo lắng cho tỷ, mỗi ngày đều có rất nhiều tỷ muội phụng bồi ta, so với lúc trước lặng lặng mà sống qua ngày đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao ta cũng làm ở cửa hàng của muội, không sợ không thể thấy được muội. Thái độ Tú Nhi tỷ khiến Trang Thư tình tâm an không ít, lúc trước là nàng suy nghĩ không chu toàn cho người ta nhiều hứa hẹn như vậy thế mà mới chưa bao lâu đã thất hứa việc này đối với một người coi trọng lời hứa như nàng giống như tự đánh bản thân mình một bạt tay muội và thư hàn nếu có rảnh sẽ đi qua thăm tỷ tốt muội phải nhớ kỹ lời này đó hốc mắt trương tú nhi đã ửng đỏ hẹn người ta đến xem nhà thì đi nhanh đi ta cũng phải đi làm nữa tòa nhà này rất hợp tâm ý nàng giá cả trong phạm vi có thể tiếp thu trang thư tình thống khoái thanh toán bạc trương thư thành cầm lên một phần kế ước của mình nhìn vị cô nương chưa trưởng thành trước mắt này có thể thoải mái mà lấy ra số bạc có thể khiến cho một gia đình nghèo sống qua một đời áo cơm không lo như vậy hắn cảm thấy thật may mắn là mình chưa có bất kỳ tâm tư nào với nàng không phải đối phương không tốt mà là nàng quá tốt trong khoảng thời gian ngắn nàng lại có thể làm được chuyện như vậy người a có mấy ai làm được như nàng nhưng nàng chẳng những có thể làm được mà còn có thể làm rất tốt người như vậy hắn với không tới cũng không thể nào thuộc về hắn từ khi đến hội nguyên phủ đã phiền toái trương đại ca không ít thật sự đa tạ trương thư thành dơ dơ ngân phiếu trong tay lên muốn tạ cũng đã ta tạ muội phiền toái mỗi một việc ta đều có lợi phiền toái như vậy ta còn chê ít trang thư tình cười quay đầu nhìn tòa nhà nơi này sau này sẽ là nhà nàng là gia đình của nàng và thư hàn chờ đến khi thư hàn trưởng thành đến thời điểm thành thân nàng sẽ mua một chỗ khác làm tân phòng cho bọn họ nơi này là nơi để nàng sống đến già nhân dịp trường học cho nghỉ một ngày hai tỷ đệ lặng yên không một tiếng động chuyển đến nhà mới trương thư thành giúp đánh xe qua lại hai chuyến cũng không quá mệt mỏi cũng không thể ở lâu bên ngoài trang thư tình lưu trương tú nhi lại cùng nhau ăn bữa cơm tân ra nhà mới tuy rằng là ở ngoại thành nhưng lại không giống như chỗ của trương tú nhi nhà ở phía nam cũng tương đối sạch sẽ nơi này cách nội thành không xa mặc kệ phương diện đi lại hay chỗ ở đều rất hợp tâm ý nàng trang thư tình là thật sự tính sẽ ở nơi này cả đời, cho nên những việc này nàng đều rất để bụng, những thứ không hợp tâm ý đều thay mới toàn bộ, nhưng những thứ thay đổi cũng không nhiều, chủ nhân lúc trước của căn nhà này rất dụng tâm bố trí, phần lớn những đồ vật trong nhà đều có thể lưu lại, trang thư tình cũng không phải người quá thực dụng, nên cũng không để ý nhiều, dàn xếp xong ngày thứ hai, nhà mới của nàng liền nghênh đón người đã dự kiến trước, đem những thứ trang thư tình cần đều đã làm tốt đưa tới cho nàng, bạch chiêm tùy ý nhìn, rất vừa lòng những thứ trong phòng không có thay đổi nhiều, hiển nhiên ngôi nhà này rất hợp tâm ý nàng, cũng không uổng công hắn tìm toàn bộ những căn nhà ở hội nguyên phủ, rồi nói Trần Nguyên mua lại ba. Nơi, cuối cùng cũng không có tính sai, không mua thêm hạ nhân sao đương nhiên là muốn căn nhà này tuy rằng thiết kế khéo léo nhưng lại chia ra hai phần trước và sau hai nơi đều rất rộng nếu như có người quản lý thì việc gì nàng cũng không cần làm nhưng mà nghịch nghịch những dụng cụ phẫu thuật quen thuộc đến cực điểm kia trang thư tình yêu thích không muốn buông tay cũng giúp cho nàng tìm lại cảm giác quen thuộc khi sử dụng trang thư tình mở mắt ra ta không muốn mua thêm người khác đây chính là một ngày bị Bị rắn cắn 10 năm sợ dây thường đi ta cũng sẽ không cho người đến bạch chiêm sờ sờ mũi cũng không biện giải cho mình khó có lúc hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng là do trang thư tình đoán đúng ý nghĩ của hắn a à, an toàn là vấn đề lớn hắn sao có thể yên tâm giao cho người khác nếu thực sự như vậy thì tốt trang thư tình nhìn không thấu người này dứt khoát không nghĩ nhiều nữa nàng cũng không tin nàng không nói cho hắn biết chỗ nàng mua người sao đột nhiên lại có thể bị hắn nhét người vào những thứ này đều có thể làm được hết sao có mấy thứ có chút khó nhưng vấn đề hẳn cũng không lớn hắn đã điều người đi võ quốc dù có vấn đề cũng sẽ không thành vấn đề đề tài quyết định xong cả hai người đều trầm mặc trang thư tình không biết nói cái gì dù sao lúc trước hai người cũng không thoải mái nàng đối với người này có chút bài xích, bạch chiêm còn đang không biết nàng có vấn đề gì, người đều đã ở trước mắt thì còn có vấn đề gì, hắn thật sự an tâm, bất quá hắn cũng đã nhìn ra được đối phương không được tự nhiên, liền chủ động mở miệng, nàng, ngươi, đồng thời mở miệng hai người nhìn nhau, tâm tình bạch chiêm rất tốt, nàng nói đi, trang thư tình suy nghĩ một chút, rồi hỏi, bạch công tử có biết đại phu nào ở hội nguyên phủ có y thuật tốt nhất không? Bạch chiêm cả kinh, nhanh chóng ngồi thẳng người, không quan tâm đến lễ nghĩa tiến lên lôi kéo nàng, xem trái xem phải, chỗ nào không thoải mái là nơi nào, hay là có chuyện gì, lôi kéo một chút, tay áo trang thư tình bị vén lên, vừa khéo lộ ra mấy chỗ vết thương, bạch chiêm nhíu mày đẩy tay áo lên, miệng vết thương chung quanh đều lộ ra, do đã bôi thuốc vài ngày nên miệng vết thương đã khép lại, nhưng muốn vết thương lập tức biến mất là chuyện không thể, bạch chiêm gắt gao nhìn chằm chằm trang thư tình, gần từng chữ hỏi, sao, lại, như, vậy, trang thư tình muốn thu tay, nhưng lại bị tay đối phương phương kìm lại nàng vừa đau vừa muốn thu tay lại nhất thời nàng cũng có chút giận bạch công tử đây là chuyện riêng của ta không có liên quan đến công tử lời này không phải lần đầu tiên bạch chiêm nghe được nhưng mỗi một lần nghe đều cảm thấy tức giận nhất là lúc này tính cách vô pháp vô thiên liền lập tức nổi lên vậy lập tức trở thành có quan hệ thì như thế nào trang thư tình mạnh mẽ ngẩng đầu phát hiện nam nhân này nói thật hơn nữa còn có dấu hiệu sẽ sẽ lập tức thực hiện nếu như gặp phiền toái với người này nàng tuyệt đối không thể nói lý lẽ chỉ có mang ô danh trên lưng gần như không cần cân nhắc trang thư tình liền lựa chọn ta nói bạch chiêm bất động không nói chuyện chỉ nhìn nàng ta đang điều chế một loại thuốc chỉ có thể thử nghiệm lên bản thân mới có thể biết được thuốc có tác dụng hay không cho nên vết thương này là tự nàng làm ra bạch chiêm khẳng định mắt truyền qua chỗ vết thương hắn liền nghĩ nàng không phải đại phu việc này không phải chuyện nàng phải làm trang thư tình lúc này thật sự nổi giận bạch công tử ta nên làm cái gì không nên làm cái gì cũng không tới phiên ngài quyết định, cho dù ta không phải đại phu ta cũng có thể trở thành đại phu, nhìn nàng phẫn nộ mà ánh mắt càng thêm sâu thẳm, Bạch Chiêm có chút bị cuốn hút, cũng quên mất mình đang tức giận, nàng muốn làm đại phu, cảm giác được người đang cầm tay nàng không còn khẩn trương như lúc trước, chàng thư tình mạnh mẽ thu hồi, tay lại vòng ra sau lưng, nhưng vẫn nhận thấy xúc cảm trên tay vẫn chưa biến mất, không được tự nhiên cọ cọ lên áo chưa từng nghĩ tới cũng không muốn nghĩ bạch chiêm nhìn nàng một hồi nàng muốn điều chế loại thuốc gì còn tiếp các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới mong các bạn đón nghe like xe và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ chuyện hấp dẫn hơn cảm ơn các bạn